đừng nói lung tung ta không có một chút hảo cảm nào đối với nàng ta cả thậm chí lúc trước còn đối địch với nhau nữa dường như hàn lập có chút không hài lòng hư lạnh một tiếng nói ngân nguyệt cười khẽ một tiếng rồi làm mặt quỷ trêu hàn lập sau đó không nói gì thêm nữa kể từ ngày hàn lập cứu được ngân nguyệt tới nay hắn không có truy hỏi việc tử thành đâu và hoa lam cổ bảo bị đoạt cho nên ngân nguyệt đối với hàn lập thân cận hơn trước rất nhiều mặc dù còn không dám làm càn nhưng cũng tự nhiên hơn một chút Tất nhiên Hàn Lập cảm ứng được việc này cho nên hắn cũng tin tưởng nàng hơn. Quan hệ giữa hai người so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Trở lại căn cứ của Lạc Vân Tông, Hàn Lập đem chuyện đã thương thảo ở Đại Điện ra nói cho Lữ Lạc nghe hết một lần. Sư đệ cần gì phải mạo hiểm tham gia vào đổ chiến kia. Số canh tinh đó thực sự chân quý nhưng dù sao cũng là vật ngoại thân. Nếu vạn nhất sư đệ thất thủ thì làm sao? Lữ Lạc nghe Hàn Lập nói về việc tham gia đổ chiến thì lập tức lộ ra vẻ lo lắng nói. Hàn Lập mỉm cười, nhẹ giọng nói, Lữ Sư Huynh cứ việc yên tâm, để đồng ý tham gia đổ chiến có nghĩa là đã nắm chắc tới 89 phần có thể toàn thân trở ra. Nếu không thì đệ đâu có nhanh chóng quyết định như vậy chứ. Thật ra cuộc đại chiến 7 ngày sau, việc an nguy của các đệ tử, sư đệ không cách nào phân tâm bảo hộ được. Toàn bộ phải nhờ một mình sư huynh gách vác vậy. Khi cuộc chiến bắt đầu, ta sẽ chiếu cố cho môn hạ đệ tử. Sư đệ không cần phân tâm, nếu sư đệ đã tự tin đối với đổ chiến như thế thì huynh cũng không nói thêm gì nữa. Tuy nhiên để chuẩn bị cho cuộc chiến trước mắt, sư đệ có việc gì cần làm, cứ việc phân phó môn hạ đệ tử là được. Lữ Lạc nghe Hàn Lập nói thế, sắc mặt mới trở nên an tâm hơn một chút. Hàn Lập mỉm cười, sau khi suy nghĩ một hồi rồi mới chậm rãi nói: "Để chuẩn bị cho trận đại chiến lần này, đệ cần có một ít tài liệu đặc thù, sợ rằng phải nhờ tới mấy vị sư điệt trợ giúp thu thập một chút." Hàn Lập cũng không khách khí lấy từ trong túi chữ vật ra một cái ngọc giản đã chuẩn bị từ trước giao cho lữ lạc sư đệ yên tâm chỉ cần tài liệu có thể tìm được trong thiên nhất thành thì ta nhất định sẽ thu thập đủ cho sư đệ sau khi tiếp nhận ngọc giản lữ lạc không chút do dự nói trong lòng hàn lập cảm thấy có chút ấm áp khẽ gật đầu sau khi trò chuyện thêm vài câu rồi cáo từ rời đi bên trong ngọc giản mà hắn giao cho lữ lạc ghi lại một số tài liệu phụ trợ cần dùng để luyện chế hàng linh phù trên đường quay về hắn đã nghĩ tới việc này Mặc dù với khả năng hiện tại của mình thì việc tham gia đổ chiến kia là không thành vấn đề. Nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn, cho nên hắn phải chuẩn bị càng kỹ càng tốt. Vì vậy Hàn Lập mới nghĩ tới việc sử dụng hàng linh phù. Bởi đây cũng là một sát chiêu lợi hại mà bây giờ hắn khả năng thực hiện trong mấy ngày ít ỏi này. Việc luyện chế phi kiếm thêm lần nữa và học tập đại canh kiếm trận căn bản không thể làm được chỉ với thời gian ngắn ngủi như thế. Việc duy nhất làm cho Hàn Lập phải lo lắng đó là khả năng thành công khi luyện chế ra hàng linh phù. Lúc đầu hắn muốn tìm mua một cái bút chế linh phù vừa ý, sau đó luyện tập một đoạn thời gian rồi mới bắt tay vào việc chế tạo hàng linh phù. Nhưng xem ra bây giờ đã không còn kịp nữa, cho dù xác suất thành công thấp một chút nhưng hắn cũng muốn thử một lần xem sao. Nếu như luyện chế thành công thì tự nhiên sẽ có được thêm một sát chiêu. Nếu thất bại thì cũng không sao cả, dù sao chỉ vọn vẹn có mấy ngày cũng không thể chuẩn bị được cái gì khác mà cũng không thể tự nâng cao tu vi của bản thân được. Nghĩ như vậy xong, Hàn Lập liền chậm rãi đi vào lầu các nơi cư ngụ. Sau khi tiến vào phòng ngủ, khoanh chân ngồi xuống giường, không lâu sau đó liền tiến vào trạng thái nhập định. Thực sự không tệ, mới có vẻn vẹn hai ngày mà tất cả tài liệu Hàn Lập cần đều đã được chuẩn bị hoàn tất. Hàn Lập thấy vậy trong lòng rất vui vẻ, xem ra làm trưởng lão của Lạc Vân Tông hoàn toàn là một việc tốt ra. Đem theo mấy loại tài liệu đó, Hàn Lập lần nữa tiến vào trong mật thất. Hắn đi tới trung tâm của mật thất rồi ngồi xuống, đem tài liệu phụ trợ bày ra trước mặt. Cuối cùng rồi mới lấy từ túi chữ vật ra một cái bình nhỏ xanh biếc, cẩn thận mở nắp. Phốc, một tiếng vang lên, một đạo quang đoàn màu đỏ như máu từ trong bình bắn ra. Do đã sớm chuẩn bị nên Hàn Lập không chút bất ngờ, hắn khoát tay một cái, năm ngón tay xòe ra, một bàn tay to xuất hiện trong không trung, thanh quang lấp lóe, tóm lấy huyết sắc quang đoàn rồi giữ lại trong đó. Sau đó quang hoa lưu chuyển không ngừng, năm ngón tay rung lên, huyết sắc quang đoàn lộ ra rõ nguyên hình đó chính là một con tiểu dao màu đỏ, di chuyển loạn xạ ở trong lòng bàn tay, bộ dáng như muốn thoát ra ngoài. Thanh quang xung quanh như có như không, khốn trụ lấy dao hồn khiến nó như chim sa vào lồng, căn bản không cách nào thoát được. Hai mắt hàn lập nhíu lại, làm quang từ sâu trong đồng tử lóe lên, quan sát thật kỹ tinh hồn của độc dao. Đừng thấy tiểu dao màu đỏ này vẫy vùng muốn thoát, linh hoạt như khi bị hắn thu vào bình mà đánh giá sai. Dưới sự trợ giúp của Minh Thanh Linh Nhãn, Hàn Lập lại rõ ràng nhìn thấy sự khác biệt. Hồn lực trong cơ thể giao hồn mặc dù vẫn cường đại kinh người nhưng ánh mắt lại tán đi, có đến 3 phần bị suy si ngốc. Việc này cho thấy linh thức đã có dấu hiệu biến mất. Bây giờ thần trí của giao hồn đã bị thoái hóa đến mức khi chưa khai mở linh trí. Những cử động chạy trốn vừa rồi cũng chỉ là một loại bản năng sống còn mà thôi. Hàn Lập khẽ thở dài, nghĩ lại lúc đầu nó là độc giao hóa hình cấp 8, kiêu ngạo ngập trời, thần thông cao thâm. Nhưng hiện nay tinh hồn đã lọt vào tay của chính mình không quá mấy năm mà linh trí đã dần dần biến mất, giờ giống như dã thú vậy. Đời người thực lên voi xuống chó, khiến người ta cảm khái a. À. Việc này càng làm cho Hàn Lập âm thầm cảnh giác thêm vì con đường tu tiên quá hung hiểm. Nếu như có một ngày hắn bị giết, thân thể bị tiêu diệt còn nguyên thần rơi vào tay kẻ địch thì kết quả so với độc sao này chắc sẽ không thể nào tốt hơn. Ngồi tại chỗ im lặng suy tư một hồi, Hàn Lập thở dài một tiếng rồi bàn tay rung lên một đoàn thanh quang bao lấy huyết sắc tiểu dao rời khỏi tay trực tiếp bay về phía đỉnh đầu của hắn lơ lửng ở trên không trung bất động không quan tâm đến tinh hồn của độc dao nữa hàn lập cúi đầu lựa chọn tài liệu đột nhiên điểm về phía một tấm da thú lập tức khối da linh thú màu xanh chậm rãi bay tới trước ngực hàn lập tinh quang trong mắt hàn lập chợt lóe hé miệng phun ra một đoàn anh hỏa màu xanh trực tiếp đánh tới tấm da linh thú rồi bao lấy nó vào bên trong nhưng quỷ dị chính là tấm da không bị cháy hai tay hàn lập bắt quyết Mười ngón tay chỉ trỏ liên tục, từng đạo từng đạo pháp quyết phóng ra đánh thẳng tới tấm da linh thú. Anh hỏa lấp lóe không chừng, chợt sáng chợt tối lên hồi. Đúng lúc này, Hàn lập dừng pháp quyết, đưa tay điểm chỉ về phía một hộp ngọc màu trắng trước người. Vù, một tiếng, hộp ngọc tự động bay đến một bên rồi hiện ra một ít ngân phấn lấp lánh. Ngón tay Hàn lập điểm tới, một lượng ngân phấn nhỏ lập tức hóa thành một đạo ngân quang trực tiếp tiến vào đoàn anh hỏa màu xanh trong không trung. Lập tức hỏa diễm lóe lên những đốm lửa màu bạc trong nháy mắt Hàn Lập bắt pháp quyết dẫn hỏa quang hướng tới tấm da linh thú, lập tức biến nó trở thành một đóa hoa sen bạc, từ từ chuyển động. Thân sắc của Hàn Lập càng lúc càng ngưng trọng, hắn bắt đầu điểm chỉ, đem các loại tài liệu xạ nhập vào bên trong anh hỏa. Màu sắc của ngọn lửa đang bao lấy tấm da linh thú từ bạc thành đen, từ đen hóa xanh và cuối cùng khi nó có màu đỏ thì Hàn Lập thở vào một hơi, không tiếp tục cho tài liệu khác vào nữa mà thấp giọng niệm niệm chú ngữ, Lúc này ở đầu năm ngón tay bắn ra mấy đạo thanh ti trực tiếp đánh tới tấm da linh thú. Lập tức tấm da linh thú ngừng chuyển động, dưới sự dẫn dắt của thanh ti, bắt đầu rung động lúc nhanh lúc chậm. Sắc mặt Hàn Lập không chút biểu tình, tiếp tục động tác vừa rồi, trên mặt da thú đột nhiên xuất hiện những tia hắc khí. Ngay khi tia hắc khí này tiếp xúc với anh hỏa màu đỏ bên ngoài thì trong nháy mắt biến mất không còn chút nào cả, còn trong mật thất lại bốc lên mùi xú khí khó ngửi. Tấm da linh thú này từ từ bị thu nhỏ lại, Hàn Lập làm như không thấy cứ duy trì những động tác này liên tục hơn một canh giờ cho đến khi tia hắc khí cuối cùng của tấm da linh thú bị luyện hóa hoàn toàn. Lúc này thần sắc của hắn mới hơi buông lỏng một chút. Sau khi đem vài loại tài liệu ném vào trong hỏa diễm, rồi lại luyện chế thêm một chút nữa, ánh mắt Hàn Lập lóe lên vài cái, bỗng nhiên phất tay về phía hỏa quang. Bụp, ngọn lửa lập tức biến mất, lúc này trước mặt Hàn Lập xuất hiện một tấm da linh thú màu đỏ như máu, kích cỡ chỉ bằng lòng bàn tay. Thấy vậy, sắc mặt của Hàn Lập liền lộ ra vẻ hài lòng ngẩng đầu nhìn giao hồn ở trên đầu, Hàn Lập không chút do so dự điểm chỉ một cái. Thanh quang chung quanh giao hồn lập tức hóa thành từng điểm linh quang biến mất. Mà giao hồn dường như bị cái gì đó hấp dẫn, trực tiếp bay về phía tấm da linh thú. Bụp, một tiếng, giao hồn đã nhập vào tấm da thú, không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. chương 760, Đại Chiến Tướng Trí, ngay khi thấy giao hồn nhập vào trong tấm da linh thú. Hàn Lập không chút suy nghĩ lật tay, một cây linh phủ bút màu lam, dài khoảng 6, 7 tấc, khéo léo tinh xảo xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Còn tay kia thì phất về phía một hộp ngọc màu xanh, một đoàn chất lỏng màu vàng từ trong hộp bay ra. Hàn lập cầm bút chế phủ chấm một cái, sau đó trịnh trọng đưa cái phủ bút hướng tới tấm da linh thú, bắt đầu điểm điểm vẽ vẽ lên hư không rất thuần thục. Từng chữ từng chữ phủ văn khó hiểu màu vàng từ ngọn bút phóng ra liên tục rồi nhanh chóng bay tới trước, nhập vào tấm da linh thú màu huyết hồng. Sau đó trên bề mặt của tấm da linh thú xuất hiện các loại ký hiệu lớn bé khác nhau, màu vàng rực rỡ, xếp chỉnh tề giống như in vậy. Trong nháy mắt khi những ký hiệu này xuất hiện thì tấm da linh thú bỗng rung lên kịch liệt, tiếng rồng ngâm bén nhọn truyền ra. Sau đó bề mặt đột nhiên lồi lên, giao hồn ở trong tấm da linh thú đột nhiên lao ra, dường như đang muốn tìm đường trốn chạy. Nhưng lập tức quang mang trên những ký hiệu màu vàng đại thịnh, cực kỳ linh hoạt bao vây lấy giao hồn, kéo nó trở lại mặc dù không có linh trí nhưng giao hồn thân là tinh hồn của thiên địa linh thú cho nên khi gặp nguy hiểm nó không ngừng liều mạng chống đỡ lúc này phù bút của hàn lập lại càng điểm thêm nhiều ký hiệu lớn nhỏ khác nhau tạo thành cái lồng nhốt giao hồn vào bên trong sau một lúc hắn đã hoàn toàn chế trụ được giao hồn từ từ đẩy nó vào trong tấm da nhân cơ hội này động tác của hàn lập dừng tay lập tức đổi lấy một thứ chất lỏng màu tím tiếp tục dùng phù bút chấm vào và họa xuất những phù văn kỳ quái cứ như vậy cứ cách một đoạn thời gian hàn lập lại thay đổi sang loại linh dịch khác, các loại các dạng phù văn từ từ xuất hiện trên bề mặt của tấm da linh thú. Không lâu sau đó, tấm da dùng làm giấy phù to bằng bàn tay đã bị bao bọc dày đặc bởi rất nhiều ký hiệu. Thân sắc hàn lập càng lúc càng trịnh trọng, tốc độ viết càng lúc càng chậm. Quang mang trong mắt hắn không ngừng chấp động, sử dụng thần thông minh thanh linh nhãn tới mức cao nhất. Sau khi một cái phù văn màu đỏ vừa mới nhập vào tấm da linh thú, từ trong lá phủ đang hoàn thành được một nửa đột nhiên xuất hiện một trận linh khí ba động dị thường tỏa ra, càng lúc càng mạnh hơn. Sắc mặt của Hàn Lập đại biến, trong lòng không ngừng kêu khổ, hắn không chút do dự, phất tay áo về phía mặt đất một cái, một đạo hào quang màu xanh xuất hiện, đem tất cả các loại tài liệu thu hồi lại. Đồng thời tay kia phóng ra tiểu thuẫn màu lam che chắn trước mặt. Ngay lúc Hàn Lập làm xong hết những việc này thì tấm da linh thú đầy màu sắc kia phát ra tiếng rồng ngâm ninh tai nhức óc. Một đạo hào quang chói mắt, linh khí kinh người phát tá ra bốn phía như một đợt sóng lớn đập lên tiểu thuẫn vậy. Tiểu thuẫn khẽ lay động rồi thôi làm cho hàn lập ngẩn ra, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bởi vì dựa theo uy lực cực lớn của hàng linh phù, một khi chế phù thất bại thì sẽ tạo ra một tiếng nổ rất lớn, đáng lẽ phải có lực phá hủy mạnh mẽ nhưng hiện tại lại ngăn cản chẳng chút khó khăn gì, thực sự khác xa với dự liệu của hắn. Trong lúc Hàn Lập đang nghi ngờ thì một đoàn huyết quang bắn nhanh ra, lóe lên rồi xuất hiện ở phía trên mật thất, bộ dáng như muốn bỏ chạy. Nhưng khi huyết quang vừa mới tiếp xúc với trần mật thất thì một tầng ánh sáng màu bạc liền xuất hiện, cản đường đi của huyết quang làm cho nó bị bắn ngược trở lại và phải hiện ra nguyên hình. Thì ra đó chính là huyết sắc tiểu giao tinh hồn của độc giao. Hàn lập trước tiên là ngẩn ra nhưng sau đó liền mừng rỡ. Hắn không suy nghĩ gì thêm mà vươn tay ra, hướng tới hư không chộp một cái. Một bàn tay to lớn màu xanh bỗng nhiên xuất hiện ở trên đầu của giao hồn, tóm lấy nó rồi quay trở về. Lúc này Hàn lập đưa tay điểm về phía tiểu thuẫn, lam quang dần dần tán xạ thuẫn bài lập tức nhỏ lại bay vào trong tay áo sau đó hàn lập đưa mắt nhìn tới giao hồn mới vừa bị bắt trở lại sử dụng minh thanh linh nhãn để kiểm tra sắc mặt hàn lập hiện lên vẻ kinh ngạc rồi khẽ hô một tiếng mặc dù tiểu giao vẫn là tinh hồn nhưng hồn lực so với lúc đầu suy yếu đi rất nhiều nó lộ ra vẻ mệt mỏi và uể oải hàn lập sờ sờ cằm trầm ngâm suy nghĩ xem ra hàng linh phù một khi luyện chế thất bại thì yêu hồn không lập tức biến mất mà chỉ tổn thất một phần hồn lực nếu vậy thì cho dù loại phù này khó luyện chế nhưng trước khi hồn lực tiêu hao hết thì hắn có thể thử lại vài lần nên cũng có khả năng thành công. Tất nhiên nếu phải luyện chế lại quá nhiều lần thì hồn lực sẽ bị suy giảm rất nhiều, vì vậy uy lực của hàng linh phù cũng chẳng còn nhiều nữa. Sau khi suy nghĩ và hiểu rõ điều đó, Hàn Lập thở phào một hơi, vẻ mặt giãn ra. Cho dù hồn lực có bị tiêu hao đi chăng nữa thì vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với việc tinh hồn biến mất. Dù sao cũng tính là đại hạnh trong bất hạnh, Hàn Lập cười khổ một tiếng lấy tất cả các loại tài liệu phụ trợ ra, chuẩn bị thử lại, đương nhiên lần này hắn phải đổi miếng ra thú khác. Công cuộc luyện chế tiếp tục bắt đầu, trong lúc Hàn Lập đang ở trong mật thất tận lực chuẩn bị sát chiêu thì cả thiên nhất thành đã được động viên hoàn toàn chỉ trong vỏn vẹn 2-3 ngày. Toàn bộ tu sĩ của các tông phái lớn nhỏ khác nhau đều biết rằng mấy ngày sau bọn họ sẽ quyết đấu một trận sinh tử với đại quân Pháp sĩ. Sau một trận giao động thì mọi người đều rời khỏi nơi cư trú, dựa theo tổ nhóm được phân công, tiến về phía biên giới ai ai cũng biết rằng nếu bọn Mộ Lan không bại rút lui thì Thiên Nam sẽ rơi vào quân địch, vô số tông phái sẽ đoạn tuyệt truyền thừa, do đó không cần kích động, sĩ khí cũng đã rất cao, ngoài ra xuất hiện rất nhiều lời đồn đại về sự tình liên quan đến đổ chiến. Bởi vì lo sợ có gian tế của người Mộ Lan biết được danh sách các tu sĩ tham chiến, từ đó sẽ phái ra những pháp sĩ thích hợp cho nên tên tuổi của nhóm người Hàn Lập vẫn được giữ kín, chỉ trừ mấy lão quái có mặt trong đại điện ra thì hầu như không có ai biết rõ cả. Cũng vì thế mà danh tính của 10 vị tiền bối nguyên anh kỳ này cũng được đông đảo tu sĩ nghị luận bàn tán xôn xao, còn dự đoán tình hình thắng thua vì dù sao đổ chiến cũng liên quan đến sự sống của hơn 1.000 tu sĩ bị bắt. Đặc biệt những người có môn nhân đệ tử nằm trong số đó lại càng quan tâm hơn. Về phần đệ tử của Lạc Vân Tông cũng theo đội ngũ từ từ rời khỏi Thiên Nhất Thành, do vậy mà Lữ Lạc không thể không đi theo bọn họ được. Tuy nhiên hắn đã phân phó nữ tử họ Tống ở lại nơi chú ngụ chờ hàn lập xuất quan. Không tới mấy ngày mà số lượng tu sĩ còn lưu trú trong thành đã ít đi rất nhiều, thiên nhất thành trở nên vắng hoe. Nhìn thấy thời gian ngày càng trôi qua mà chưa thấy hàn trưởng lão xuất quan, nữ tử họ tống không khỏi sốt ruột. Tuy chỗ hàn lập bế quan đã được thiết lập tầng tầng cấm chế nhưng nữ tử này vẫn lờ mờ nghe được tiếng rồng ngâm, tiếng nổ vang lên, khiến cho nàng cực kỳ kinh ngạc và có chút lo lắng. Đến ngày thứ năm thì nữ tử họ tống hạ quyết tâm nếu như vị sư thúc của mình vẫn chưa chịu xuất quan thì nàng chỉ có thể mạo phạm để thông báo mà thôi. Nếu trì hoãn thêm một ngày nữa, rất có thể sẽ không kịp tham gia đại chiến. Lúc này nữ tử họ Tống đang ngồi trong đại sảnh lo lắng chờ, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn ra ngoài, mặt trời đang từ từ lặn xuống, thần sắc âm trầm bất định. Mắt thấy sắc trời dần tối, hai hàng lông mày của vị nữ tử này càng thêm nhíu lại, cắn đôi môi đỏ mọng, quyết định đứng dậy. Nàng vừa đi được một hai bước, đột nhiên một tràng âm thanh vang lên, truyền tới đại sảnh. Nữ tử họ Tống lúc đầu là ngẩn ra, sau đó vẻ mặt hiện lên sự vui mừng. Một lát sau thanh quang từ trong cửa mật thất chấp động, tiếp theo thân hình của Hàn Lập đột nhiên xuất hiện. Tham kiến sư thúc, nữ tử họ tống nhẹ nhàng bước tới trước vài bước, ân cần thi lễ. Hiện tại là ngày thứ mấy rồi, tu sĩ trong thành giường như đã xuất phát rồi sao? Ngay sau khi bước ra khỏi mật thật, Hàn Lập dùng thần thức cảm giác được cả thiên nhật thành giường như trống rỗng, chỉ còn lại một số tu sĩ nên vừa gặp nữ tử họ tống, hắn đã lên tiếng hỏi. Dù ở trong mật thất hắn cũng có thể tính toán đại khái được thời gian, tuy biết không quá ngày nhưng vẫn muốn hỏi để an tâm. Khải bẩm sư thúc, hôm nay đã là ngày thứ năm rồi. Hiện tại nữ tử họ Tống đã hoàn toàn an tâm, cung kính trả lời. Ngày thứ năm, thời gian còn lại chắc chắn vẫn còn dư nhưng tốt nhất là chúng ta nên khởi hành sớm một chút. Hàn lập nghe xong như vậy liền quyết định đi ngay. Tuân lệnh, nữ tử họ Tống nhẹ nhàng vâng lời. Hàn lập khoát tay, một đoàn bạch quang từ trong cổ tay áo bay ra ngoài sân. Sau khi quang hoa biến mất, một chiếc xe có cánh màu trắng xuất hiện. Đó chính là ngự phong xa. Lên đi, dùng nó để di chuyển thì nhanh hơn so với độn quang một chút. Thân hình hàn lập chợt lóe, liền xuất hiện ngay trong xe, sau đó quay đầu lại nói với nữ tử họ tống. Nữ tử họ tống liếc mắt đánh giá ngự phong xa một chút, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi không nói tiếng nào nhảy lên. Hàn lập thấy vậy liền lấy mũi chân điểm nhẹ một cái. Lập tức bạch quang quanh ngự phong xa lóe lên, một tầng ánh sáng màu bạc xuất hiện bao trùm toàn bộ cả người lẫn xe vào trong đó, hóa thành một đạo hào quang phá không bay đi. Ngự phong xa không hổ danh là loại pháp phí chuyên dùng để phi hành. Chẳng những linh lực sử dụng không nhiều lắm mà tốc độ phi độn so với tu sĩ bình thường thì nhanh hơn rất nhiều. Chỉ trong nháy mắt hai người đã bay ra khỏi thiên nhất thành, phóng thẳng về phía biên giới. Nữ tử họ tống thấy vậy, trong lòng càng thêm yên tâm, đồng thời còn cho rằng có lẽ là do có loại bảo vật kiểu này nên vị hàn sư thúc cho tới hôm nay mới xuất quan. Ngoài ra nàng còn thắc mắc, không biết vị sư thúc cao thâm mạt chắc của mình đã tu luyện loại bí thuật lợi hại gì mà thỉnh thoảng từ trong mật thất lại truyền ra tiếng rồng ngâm bạo liệt. Trong lúc nàng đang miên man suy nghĩ thì hàn lập lại bất ngờ mở miệng hỏi một câu ngoài dự liệu. Hai người tử linh đạo hữu giờ vẫn ở chỗ cũ, chưa rời đi chứ. Tử linh đạo hữu và mai ngưng cô nương tạm thời rời khỏi thiên nhất thành, chờ sau khi đại chiến kết thúc mới quyết định. Tống nữ tử giật mình nhưng lập tức nhu thuận trả lời. "Ha ha, tử linh nha đầu kia xem ra cũng rất cơ trí. Đích xác đó là một quyết định sáng suốt, nếu ta ở vị trí đó, hơn phân nửa cũng sẽ làm như vậy." Hàn Lập khẽ cười nói, sau đó thần sắc thay đổi, thúc giục linh lực dưới chân, khiến cho tốc độ của Ngự Phong Sa tăng thêm một bậc làm cho nữ tử họ Tống hoảng sợ một phen. Trong nháy mắt hai người đã bay ra xa hơn 10 trượng, không lâu sau đã biến thành quang điểm nhỏ xíu, dần dần biến mất ở phía chân trời chương 761, Tiêu Sư Diệt Khải. Mấy ngày gần đây, mỗi một đoạn biên giới của Ngu Quốc và Bắc Lương Quốc, hai bên sườn cách nhau khoảng 10 dặm đều có một đội pháp sĩ tu sĩ, giá ngự pháp khí, pháp bảo từ trên trời bay xuống, sau đó từng bước lợi dụng cứ điểm vốn có biến thành đại doanh. Vào một đêm, trên đại trận vô cùng lớn cực kỳ xâm nghiêm, từng người từng người hiện ra. Nơi đây hoang vắng, gió giật dữ dội, sát khí đằng đằng. Có rất nhiều tiểu đội tu sĩ pháp sĩ bay lên không, phóng ra bốn phía đại doanh dò xét, dường như sợ đối phương tập kích. Từng ngày qua đi, càng có nhiều tu sĩ pháp sĩ đến tụ tập, đem cấm chế ngăn địch lớn nhỏ đặt trải rộng hai bên, bầu không khí ngày càng ngưng trọng. Nhưng tại trung tâm biên giới, ngẫu nhiên vẫn có tu sĩ pháp sĩ tuần tra gặp nhau, mặc dù lạnh lùng nhìn sang, nhưng cuối cùng vẫn đè nén không động thủ. Dù sao với đại cục hiện nay có động thủ cũng vô dụng, nên chỉ có thể tĩnh lặng chờ đại chiến sinh tử sắp tới. Đến ngày thứ sáu, Đại trận cấm chế của Thiên Nam cùng Mộ Lan cũng đã được bố trí gần hoàn chỉnh. Mọi người bắt đầu ẩn vào trong, tập trung sẵn sàng. Ngay cả người đi tuần tra cũng giảm hẳn, nhưng người tu tiên cao cấp lại bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong đội ngũ tuần tra. Pháp sĩ cùng tu sĩ cao cấp tại doanh trại cũng khẩn trương bày ra phương pháp đối chiến sau cùng. Phía Bắc đại doanh của tu sĩ Thiên Nam, tại hướng Thiên Nhất Thành, các loại cấm chế đối phó với pháp sĩ tuy ít đi, nhưng vẫn có không ít các trạm tuần tra canh gác, thậm chí còn tăng thêm Tại lúc này, một đội ngũ tu sĩ 10 người đang cách đại doanh hơn 20 dặm, không nhanh không chậm bay tới. Tu sĩ cầm đầu là một thiếu phụ sinh đẹp khoảng 20 tuổi, có tu vi kết đan sơ kỳ, tu sĩ còn lại phía sau đều là trúc cơ kỳ. Đại chiến buông xuống, những người này không dám khinh thường. Mặc dù chỉ là nhiệm vụ tuần tra dò xét, mọi người vẫn phi thường cảnh giác nhìn quanh. Chỉ có thiếu phụ cầm đầu nọ, thần sắc có vẻ bình tĩnh, nhưng cũng đem thần thức phóng ra tối đa, cảm ứng hết thảy những dị thường xung quanh. Đột nhiên thần sắc thiếu phụ vừa động, độn quang bỗng nhiên dừng lại, kinh ngạc ngước đầu hướng phía xa nhìn lại. Những tu sĩ khác thấy vậy ngẩn ra, lập tức như lâm đại địch cũng nhìn lại, nhưng lại không thấy gì. Tiền bối, ngươi, một gã tu sĩ áo xanh kinh nghi hỏi một câu, nhưng chưa kịp nói xong, bạch quang tại chân trời phía xa chợt lóe Một điểm ánh sáng xuất hiện tại nơi đây, sau đó hướng bọn họ bay vụt đến. Tốc độ độn thật nhanh, một gã tu sĩ thất thanh kêu lên, cơ hồ trong nháy mắt, mấy người liền cảm thấy điểm sáng màu trắng phóng to lên vài lần, hơn nữa trong điểm sáng mơ hồ dường như có thứ gì. Hẳn là vị tiền bối nào đó đến, chẳng qua dựa theo quy định của chúng ta thì cần phải đến hỏi một chút, các người đợi ở chỗ này đi. Khuôn mặt lãnh đạm của thiếu phụ tràn đầy vẻ bình tĩnh, không chút hoang mang phân phó. Sau đó hoàng quang trên người chấp động, trực tiếp nghênh hướng bạch quang bay đi. Vài tên tu sĩ thấy vậy, chừng to mắt nhìn nhau, cũng không ai nói gì. Bọn họ cùng thiếu phụ cũng không cùng môn phái, hơn nữa bối phận tu vi thấp hơn, tự nhiên không dám có ý kiến gì. Thiếu phụ bay được một đoạn ngắn, độn quang liền dừng lại. Bởi vì điểm sáng nọ đã đến trước mặt, cũng hóa thành một đoàn ánh sáng chói mắt rồi dừng lại, bên trong phảng phất có một loại pháp khí hình thù cổ quái, mơ hồ có thân ảnh chấp lên. Vẫn bối hoàng phong cốc tiêu thúy nhi tham kiến tiền bối. Tiền bối có thể hay không báo ra thân phận, vãn bối là phụ mệnh làm việc, xin tiền bối thứ lỗi mặc dù trong lòng thiếu phụ giật mình, nhưng vẫn dùng thanh âm dễ nghe nói. Ồ, Tiêu Thúy Nhi, trong bạch quang truyền đến tiếng kinh ngạc, tiền bối biết vãn bối sao, Tiêu Thúy Nhi chớp chớp đôi mắt trong suốt, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trong những tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mà nàng biết, hình như không có tu sĩ nào có hình dáng như thế này, bất quá nghe giọng nói đúng là có chút quen tai, tựa như đã từng nghe qua ở đâu đó. Lúc này nữ tử kinh ngạc nhìn đám ánh sáng, bạch quang chấp động vài cái, quang hoa thu lại, lộ ra hết thảy bên trong một cái phi sa màu trắng cổ quái bên trong có hai tu sĩ nam nữ đang đứng nam tử một thân trường bào màu xanh tướng mạo bình thường nữ tử một thân áo trắng mỹ mạo kinh người hàn sư thúc trong nháy mắt khi thấy khuôn mặt của nam tử áo xanh tiêu thúy nhi liền lấy tay che miệng giật mình kêu trong đôi mắt đép tràn đầy vẻ khó tin tiểu nha đầu người cũng lớn rồi so với trước kia khác xa hàn lập đánh giá thiếu phụ nhìn khuôn mặt xinh xắn quen thuộc trên mặt lộ ra ý cười hàn sư thúc thật là người mặc dù niếp sư tỷ cùng lôi sư huynh có nói qua chuyện sư thúc tiến vào nguyên anh nhưng ta vẫn có chút khó tin tiêu thúy nhi kinh hỷ nói thân sắc phảng phất như nhớ lại bộ dáng cô gái năm đó khi nhìn thấy hàn lập lúc gặp bọn họ chỉ là tình cờ mà thôi hàn lập cười cười hời hợt nói nữ tử này là một tay hắn dẫn tiến vào hoàng phong cốc mặc dù chưa từng tiếp xúc nhiều nhưng cũng có chút hảo cảm hơn nữa nữ tử này là thân truyền đệ tử của mã sư huynh năm đó Hàn Lập đối với nàng hiển nhiên cũng không giống như đối với Niếp Doanh cùng Lôi Vạn Hạ, không nói một chút tình thân nào. Nữ tử họ Tống một bên thấy tình cảnh này, trong lòng thầm nhủ vài câu. Nàng loáng thoáng nghe người ta nói qua, biết vị sư thúc này vốn là đệ tử Hoàng Phong Cốc, hiện tại xem ra là gặp phải người xưa. Mà thiếu phụ trước mặt thoạt nhìn linh tuệ hơn người, không biết cùng vị sư thúc này có quan hệ như thế nào. Mặt kệ nữ tử họ Tống phỏng đoán ra sao, Hàn Lập cùng Tiêu Thúy Nhi ôn lại một chút chuyện cũ sau khi chia tay năm đó. Trong đó kể cả chuyện Tiêu Thúy Nhi cùng tiểu lão đầu kinh nghiệm chạy thoát ma đạo đuổi giết như thế nào, một lần nữa trở lại Hoàng Phong Cốc, Mã sư huynh tỏa hóa cùng chuyện nữ tử này cơ duyên xảo hợp kết thành kim đan. Điều này làm cho Hàn Lập một phen cảm khái thương hải tang biển biến hóa quá nhanh. Nhưng qua một lúc, sau khi Tiêu Thúy Nhi do dự một chút, liền không nhịn được hỏi. "Sư thúc, người thực trở thành trưởng lão Lạc Vân Tông, không trở về nữa sao?" Nói xong lời này, trên mặt Tiêu Thúy Nhi ẩn hiện vẻ chờ đợi hiện tại Hoàng Phong Cốc bị vây trong một cục diện cực kỳ khó xử. Mặc dù trong tông môn có một vị lệnh hồ lão tổ Nguyên Anh Trung kỳ tỏa chấn, nhưng khổ nỗi phía sau lại không còn một vị tu sĩ Nguyên Anh nào khác tiếp nối. Một khi thọ nguyên hao hết, tạo hóa mà đi, khẳng định địa vị Hoàng Phong quốc tại sáu phái sẽ giảm xuống, tình cảnh này rất khó khăn. Cho nên không chỉ có đám người lôi vạn hạc cực kỳ lo lắng, ngay cả tiêu thúy nhi sau khi tiến vào kết đan kỳ cũng có chút bất an càng huống chi Niếp doanh và các tu sĩ khác biết quan hệ của nàng cùng hàn lập nên cũng kêu tiêu thúy nhi khi nhìn thấy hàn lập thì khẩn khoản nói một chút không chừng hàn lập niềm tình cũng còn có thể động tâm bởi vậy sau một phen kinh hỉ tiêu thúy nhi mặc dù biết hàn lập đã từng cự tuyệt đám người lui vạn hạc hiện tại cũng không thể không nói lại việc này trở về là không có khả năng lạc vân tông đối đãi ta không tệ ta sẽ không rời đi việc này không cần nhiều lời vừa nghe tiêu thúy nhi nói ý cười trên mặt hàn lập liền thu lại Lắc đầu nói. Nhưng Hoàng Phong cốc chúng ta sau này, thần sắc Tiêu Thúy Nhi buồn bã, mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Người cũng không cần lo lắng, ta từng cùng lệnh hồ lão tổ làm một chút giao dịch, nếu Hoàng Phong cốc thật xuất hiện nguy cơ, tại trong phạm vi nhất định có thể ta sẽ ra tay tương trợ. Hàn Lập thở dài một hơi, đem chuyện giao dịch này nói cho nữ tử. Có chuyện như vậy, đa tạ sư thúc, Tiêu Thúy Nhi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tinh thần lập tức rung lên nói. Trước khoan nói, ngươi là đệ tử duy nhất của mã sư huynh lại nhiều năm không gặp ta không thể không giúp ngươi một chút đây là một kiện pháp bảo ta lấy được khi diệt sát một tên tu sĩ kết đan lúc trước mặc dù không thể coi như là bổn mạng pháp bảo nhưng sau khi ngươi luyện hóa xong lúc đối địch cũng sẽ có hiệu dụng còn đây là bình đan dược đối với tu vi tinh tiến và đột phá chướng ngại cũng rất kỳ hiệu hãy cầm đi sau khi hàn lập trầm ngâm một chút lấy từ trong túi chữ vật ra một chiếc nhẫn màu xanh cùng một lọ đan dược đưa cho nữ tử đa tạ sư thúc ban tặng, tiêu thúy nhi thấy vậy vội vàng hành đại lễ tạ ơn, vui mừng tiếp nhận hai kiện đồ vật. Tốt, ta còn muốn đi đại doanh, tìm mấy lão quái vật một chút, hiện tại không thể chỉ hoãn bữa. Sau này có duyên gặp lại, hàn lập chờ nữ tử đem đồ vật thu hồi, liền nói lời cáo biệt. Sau đó không đợi nữ tử này phản ứng, mũi chân điểm một cái lên phi xa, bạch quang bỗng nhiên nổi lên, thân hình hàn lập cùng nữ tử họ tống trong quang mang một lần nữa trở nên mơ hồ. Cung tống hàn sư thúc, Thiến phụ vốn định nói thêm cái gì đó, nhưng thấy tình cảnh này chỉ có thể vội vàng thi lễ, đưa mắt nhìn quang đoàn hóa thành một đạo bạch mang, phá không bay đi. Nữ tử sau đó kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn phương hướng quang điểm biến mất, vẫn không nhúc nhích. Mà đám tu sĩ dưới tay lúc này mới ngự khí bay tới. Tiêu tiền bối, vị tiền bối nọ là ai, là tu sĩ Nguyên Anh sao? Nhưng nhìn bộ dáng hình như còn rất trẻ, mấy tên tu sĩ đi tới, lòng hiếu kỳ nổi lên, rôm dã hỏi. Không cần hỏi nhiều, người này đích thật là tiền bối nguyên anh kỳ lúc xưa từng có đại ân với ta không phải người mà ta có thể tùy tiện bàn luận chúng ta tiếp tục tuần tra tiêu thúy nhi sau khi đem tâm thần thu hồi lại ngọc dung trầm xuống lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái không khách khí nói những người khác nghe vậy lập tức ngậm miệng không nói sau khi rời khỏi tiêu thúy nhi ngự phong sa giảm tốc độ một lát sau liền tới ngay phụ cận đại doanh hàn lập ngại người khác nhìn thấy phi sa này vì vậy đem bảo vật thu hồi lại Hai người dùng độn quang đi tới. Nữ tử họ Tống thức thời thủy Trung vẫn không có hỏi chuyện vừa rồi, khiến cho Hàn Lập âm thầm gật đầu hài lòng. Sau khi bay được một khoảng, phía trước hai người liền xuất hiện một tầng quang mạc thật lớn, ngũ sắc quang mang dày đặc chói mắt, đem đại doanh bao phủ vào bên trong. Hàn Lập còn chưa mang theo nữ tử này bay độn xuống, thì sớm đã có một tiểu đội đệ tử vội vàng ra đón. Sau khi nghiệm chứng qua thân phận hai người, lúc này mới mở ra một cái thông đạo, cung tống hai người tiến vào phía sau quang mạc vừa tiến vào đại doanh hàn lập liền cùng nữ tử họ tống chia tay nữ tử này muốn đi bẩm báo lữ lạc một tiếng sau đó được biên chế vào trong một đội tu sĩ chờ lệnh mà hàn lập trực tiếp đi tới trung tâm đại doanh nhìn thấy chủ sự trí dương thượng nhân cùng tam đại tu sĩ bọn họ vừa thấy hàn lập đúng hẹn chạy tới tự nhiên cực kỳ hài lòng sau khi hỏi thăm vài câu liền giới thiệu một chút chuyện an bài tình huống đại chiến sau đó hắn tạm thời đến một gian phòng đá độc lập khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức chương 762, địch ngưu khải, hàn lập lặng lặng ngồi xuống trong phòng, không biết qua bao lâu, vốn bởi vì tiêu hao linh lực chạy tới, đã dần dần hồi phục đến trạng thái cao nhất. Khi hắn nhìn kỹ tình huống trong cơ thể, trên mặt lộ ra một tia cười nhẹ nhẹ. Thanh nguyên kiếm quyết tu luyện từ tầng thứ 10 về sau, rõ ràng về phương diện hồi phục linh lực cảm thấy tăng lên không ít, đây coi như là một sự kinh hỉ ngoài ý muốn. Trong lòng nghĩ vậy, sau khi hàn lập trầm ngâm một chút, Tự tay từ trong áo lấy ra một cái hộp gỗ đen thui phát sáng, trên hộp gỗ được dán một cái phù lục cầm chế, thanh quang chấp động. Nắm tay hướng trên mặt hộp phất một cái, phù lục bị bóc ra, hóa thành một đạo ánh sáng xanh bay vào trong tay áo. Hàn Lập lại dùng một ngón tay hướng trên hộp gõ một cái, nhất thời nắp hộp tự động mở ra, lộ ra vật bên trong. Đó là một cái đại phù đầy phù văn, lặng lặng nằm trong hộp, mà bên ngoài phù mơ hồ có huyết sắc dao động qua lại. Tay Hàn Lập khẽ chỉ lên tấm phù nhất thời phù lục bắn ra, sau khi xoay quanh một cái liền rơi nhẹ xuống tay. Hắn tốn hao mấy ngày công phu, liên tiếp thất bại ba lần, cuối cùng mới luyện chế thành công phù lục này. Mặc dù không biết uy lực thế nào, nhưng có thể khẳng định uy lực hàng linh phù này so với miêu tả trong phương pháp luyện chế thấp hơn không ít. Dù sao ba lần luyện phù thất bại, đã làm cho giao hồn cấp 8 nọ mất đi một nửa hồn lực, hiệu lực chân chính chỉ có thể kiểm tra trong thực chiến mà thôi. Hàn lập lấy tay vuốt ve phù văn bên ngoài phù lục, lâm vào trầm tư, thần sắc khó đoán. Lúc Hàn Lập đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa trong phòng, tại nơi dừng chân của pháp sĩ cách đại doanh thiên nam hơn 10 dặm, trong một gian thạch thất bên dưới đất sâu cỡ hai ba mươi trường, cũng có vài nhân vật thần bí đang vây quanh cái bản đá thương lượng chuyện gì. Năm nam hai nữ, trong đó có một nam một nữ thân mặc áo đen, không cách nào nhìn thấy khuôn mặt. Mặt khác có hai người mà Hàn Lập biết, một người là nữ tử họ nhạc trong cuộc chiến Hoàng Long Sơn ngày đó, đã thúc giục cổ đăng làm cho hắn gặp không ít phiền phức. Còn một người khác chính là trung niên nho sinh trọng thần sư đã đuổi giết hắn mấy ngày, làm cho hắn đại thương nguyên khí. Ba tên nam nữ còn lại, phân biệt là lão giả khô gầy đen thui, một tên lùn thân cao không tới bốn thước, cùng với một gã đại hán cẩm y tướng mạo đường đường. Nhạc thượng sư, dầu thánh chuẩn bị như thế nào? Phải biết rằng thời gian đốt đèn thánh nhiều ít ra sao, đều liên quan đến thời gian dài ngắn để thánh cầm xuất hiện tại thế giới này. Không thể để xảy ra rủi ro, mặt lão giả khô gầy đầy nếp nhăn, nhưng hai mắt trong suốt, ngồi ở một góc bàn đá thản nhiên nói với nữ tử họ nhạc. Chúc thần sư xin cứ yên tâm, cuộc chiến này quan hệ đến sinh tử tồn vong của bộ tộc chúng ta, ta đã đem dầu thánh được chứa đựng hơn ngàn năm của tộc ta mang tới, cũng đủ chống đỡ thánh cầm đánh xong trận này. Nữ tử áo xanh họ nhạc mặt mày nghiêm nghị nói, trọng huynh, đại trận linh thuật ngươi tổ chức, hẳn là cũng không có vấn đề chứ. Pháp sĩ chúng ta đối với tu sĩ thiên nam mà nói, về pháp khí vô luận là số lượng hay chất lượng cũng đều thua kém đối phương không chỉ một bậc. Cũng chỉ có thể dựa vào đại trận linh thuật áp chế công kích của đối phương. Lão giả xoay mặt hướng trung niên nho sinh hỏi, không có vấn đề, ta bỏ ra trăm năm nghiên cứu pháp trận linh thuật đâu phải là để chơi. Ta đã đem nhiều loại đại trận cải tiến cũng truyền lại cho bọn hắn. Nếu tu sĩ thiên nam vẫn còn sử dụng loại pháp trận linh thuật vốn có đem ra trận chiến này, bọn hắn chắc chắn sẽ thất kinh. Nho sinh bình tĩnh nói, vậy thì tốt, tất huynh, ngay từ đầu hỗn chiến, ngươi làm cho tất cả pháp sĩ cao cấp trước hết hãy gọi về hư linh thú tấn công để hấp dẫn công kích của đối phương, tận lực tiêu hao pháp lực của tu sĩ. Phòng tông chủ, chuyện này còn cần sự phối hợp của cự thú của ngươi. Lão giả khô gầy đối với gã lùn dặn dò hai câu, lại đối với nam tử áo đen khách khí nói. Trước khi khai chiến, ta sẽ đem cự thú này giao cho các ngươi. Bất quá, chuyện tình quý tộc hứa đáp ứng chúng ta, sau khi chuyện này thành công sẽ không đổi ý chứ nam tử áo đen sau khi đáp ứng, lại thâm ý nói một câu. Đổi ý, phòng Huynh nói đùa sao? Sau khi cùng tu sĩ chiến đầu, mộ lan tộc chúng ta sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn đắc tội quý tông? Tốt xấu gì âm la tông các ngươi cũng là một trong mười đại ma tông của đại tấn. Một khi mộ lan tộc chúng ta đoạt được thiên nam, cũng sẽ chỉ tận lực củng cố nghỉ ngơi dưỡng sức, giao mấy phạm nhân cho quý tông quản lý cũng không phải là chuyện tình gì lớn. Dù sao mấy phạm nhân này đều là người yến tộc, sinh tử của bọn họ, chúng ta sẽ không mảy may quan tâm. Ánh mắt lão giả khô gầy chấp động vài cái, lãnh khóc nói. Vậy thì tốt, lúc này, nếu không phải chấn tông chi bảo quỷ la phiên của âm la tông chúng ta bị đám gia hỏa chính đạo phá hủy, cần đại lượng sinh hồn đến chữa trị, bổn tông tuyệt sẽ không xen vào chuyện tranh đấu của pháp sĩ các người cùng tu sĩ thiên nam. Nếu thu thập đại lượng sinh hồn tại đại tấn, khẳng định sẽ bị đám gia hỏa chính đạo ra mặt dây dưa. Mặc dù chúng ta không sợ bọn họ, nhưng chữa trị bảo vật không thể chậm trễ. Sau khi nam tử áo đen gật đầu, thanh âm không mang theo cảm tình nói: "Mặt khác, hiện tại sinh hồn chết đi của người tu tiên trong đại chiến cũng sẽ thuộc về bổn tông. Điểm này, chúc thần sư không có ý kiến chứ?" Nữ tử áo đen cũng mở miệng nói chuyện, thanh âm vừa thô vừa nhỏ, cùng dáng người mảnh khành không cân xứng, khiến cho người ta lần đầu nghe được khẳng định sẽ bị hù dọa. "Sinh hồn tu sĩ, chúng ta hiển nhiên sẽ không quan tâm. Nhưng là sinh hồn của pháp sĩ, các ngươi cũng có thể phân biệt mà thả đi chứ?" các ngươi đoạn thời gian trước, không hề kiêng nể thu thập sinh hồn chết trận, làm cho ba cái lão ra chúng ta rất là bị động. Chúng ta có thể tại phương diện khác bồi thường, vừa nghe lời này, thần sắc lão giả khô gầy khẽ biến, sau đó nói. Cái này có thể không được, âm hồn của tu sĩ cùng pháp sĩ, nguyên vốn là không có gì khác nhau, căn bản không cách nào phân ra. Hơn nữa đừng nói là có biện pháp phân biệt, tu sĩ pháp sĩ chết đi khẳng định sẽ có hàng ngàn hàng vạn, người bảo đám người chúng ta phân biệt như thế nào. Ba vị thần sư không lẽ định hủy kế hoạch này sao chứ? Nam tử áo đen khép hờ hai mắt, đồng tử trong nháy mắt biến thành màu xanh biếc, quanh thân toát ra hàn khí âm sâm. Nho sinh họ trọng cùng gã lùn họ tất thấy vậy, trong lòng thầm tức giận, mặc dù chưa có cử động gì, nhưng một người thì ngân mang trên người hơi lộ ra, một người thì hồng quang trên mặt chớp động, đồng thời nhìn chằm chằm nam tử áo đen không nói. Đại hán cẩm y cùng nữ tử họ nhạc, cũng lạnh lùng nhìn nam tử áo đen, mặt lộ vẻ không vui. Phải biết rằng việc thu thập sinh hồn pháp sĩ chết trận này đã sớm làm cho những người này rất là bất mãn. Nếu không phải thật sự không thể buông bỏ ma tu tấn quốc này, chỉ sợ đã sớm trở mặt. Khụ, dừng tay, các ngươi làm cái gì? Phòng tông chủ chính là khách nhân chúc mỗ tự mình mời tới, chẳng lẽ ngay cả mặt mũi tại hạ các ngươi cũng không cấp. Lão giả sau khi ho nhẹ một tiếng, sắc mặt trầm xuống. Mà nữ tử áo đen một bên, môi cũng khẽ nhúc nhích hướng nam tử áo đen truyền âm đến nói cái gì đó nam tử hắc bào nghe vậy lục quang trong mắt dần dần thối lui hàn khí quanh thân cũng quỷ dị tiêu thất không thấy bóng dáng đám người nho sinh thấy vậy sau khi thở nhẹ một hơi linh lực trên người cũng tán đi bọn họ cũng rất rõ ràng bất chấp nhìn đối phương không thuận mắt ra sao nhưng tình hình hiện tại cũng không thể xảy ra nội chiến như vậy đi sinh hồn các ngươi có thể lấy đi nhưng là phải lén lút tiến hành sau chiến đấu quyết không thể làm cho những người khác nhìn thấy nếu không chúng ta thực không thể áp chế những người dưới tay Lão giả khô gầy sau khi do dự một chút, mới cắn răng một cái nói. Được rồi, điều kiện này, bổn tông có thể đáp ứng. Ánh mắt nam tử áo đen sau khi chấp động vài cái, cũng lùi một bước gật đầu đáp ứng. Đám người nho sinh mặc dù có chút không quá hài lòng, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Phương pháp đổ đấu của quý tông thật sự có thể làm sao? Cẩn thận khéo quá lại hóa vụng, phải biết rằng, thiên nam cũng có ma tu, đừng để cho đối phương liếc mắt một cái liền thấy rõ. Đại hán cẩm y na y giờ vẫn không nói chuyện, đột nhiên nói một câu. Ma tu, bọn chúng chẳng qua chỉ là hiểu một chút công pháp tu luyện thô thiển, liền tự cho là thông minh đem pháp quyết ma công cải sửa toàn bộ. Làm sao biết được lợi hại chính thức của thượng cổ ma công? Nam tử hắc bào cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Có đúng không, nhưng nghe nói một vị trưởng lão trong tông, tựa hồ đã bị một vị tu sĩ thiên nam cung cấp trong nháy mắt diệt sát. Ta xem phòng tông chủ tốt hơn là không nên coi thường khóe miệng của gã lùn nhếch lên, hơi châm chọc nói. Ánh mắt nam tử áo đen phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, cũng không có phản bác. Nhưng nữ tử áo đen lại thừa dịp mở miệng, thiếp thân kỳ thật đang muốn nói đến việc này, tên tu sĩ phóng ra kim hồ kia, đối với âm la tông chúng ta có chút tác dụng, chúng ta hy vọng ba vị thần sư đem hắn cho chúng ta xử lý. Không biết ý mấy vị thần sư như thế nào, giao cho các ngươi, lão giả khô gầy nghe vậy, trầm ngâm một lát, như thế nào, điểm điều kiện nhỏ này, ba vị cũng không chịu đáp ứng sao. Nữ tử áo đen phảng phất có chút bất mãn, thanh âm phát ra càng khó nghe. Nếu là một gã tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ, giao cho hai vị đạo hữu hiển nhiên không có vấn đề. Nhưng bên trong nếu liên quan đến pháp bảo kim lôi trúc, việc này liền không dễ như vậy. Lão giả nhìn nữ tử áo đen chầm chầm, mặt cười một cách quỷ dị, không nhanh không chậm nói. Trúc đạo hữu đã đoán được, tâm tình nữ tử áo đen khẽ trầm xuống, có chút giật mình. Thảo nguyên mộ lan chúng ta mặc dù thiếu thốn, nhưng tu tiên giới tam đại thần mộc, lão giả cũng biết một chút. Người biết đến ích tà thần lôi mặc dù không nhiều lắm, nhưng lại không thể gạt được mấy người chúng ta. Lão giả nhàn nhã nói, một khi ngươi đã biết ích tà thần lôi, hẳn biết ma tông chúng ta không thể để vật ấy rơi vào tay người khác, các ngươi có điều kiện gì cứ việc nói thẳng. Nam tử áo đen nhìn ra dụng ý đối phương, trực tiếp lạnh lùng hỏi. Rất đơn giản, ta muốn quý tông lần này ngoài trừ mang hơn 10 đầu cự thú đến, còn phải mang theo không ít đồng giáp luyện thi. Hy vọng đến lúc mấu chốt của trận đánh ngày mai, phòng huynh có thể đem thi binh này thả ra, trợ giúp tộc ta một tay. Dù sao cho dù chúng ta chuẩn bị có đầy đủ gì nữa, cũng không biết tu sĩ bên kia ứng địch như thế nào. Hiển nhiên muốn cẩn thận một chút, nếp nhăn trên hai gò má lão giả nhẹ nhàng run lên, như cười như không nói. Ồ, không nghĩ tới chúc đạo hữu đối với bí thuật của bổn tông biết không ít. Mặc dù đồng giáp thi binh luyện chế khá dễ dàng, nhưng nếu một lần tổn thất nhiều như vậy, đối với phát triển của bổn tông sau này cũng rất bất lợi. Nếu là điều kiện này, vậy tên tu sĩ thiên nam sử dụng ích tà thần lôi kia là phải do các người bắt sống giao cho bổn tông. Nam tử áo đen sau khi suy nghĩ một chút, cũng không có cự tuyệt mà nói ra điều kiện của mình. mươi 763, ám thủ khải, bắt sống, phòng huynh cứ đùa, người cũng biết, ngày đó trọng đạo hữu từng ra tay đối phó với người này một lần. Nhưng người này chẳng những tinh thông lôi độn, còn có thể dùng một loại chưa bao giờ gặp qua là huyết độn thuật, căn bản không cách nào cản lại người này chạy trối chết. Mà người này cũng có thần thông khác không nhỏ, bắt sống hắn và bắt sống chúng ta cũng không khác nhau lắm. Hai vị đạo hiếu, cảm giác được có khả năng sao? Nếu là diệt sát người này, cướp đoạt kim lôi trúc pháp bảo, như vậy còn có chút nắm chắc. Khô gầy lão giả âm âm nói, đã khó có thể bắt sống, vậy chết cũng không sao cả. Ngoài ý muốn của lão giả, hắc bào nam tử sau khi hơi trầm ngâm một chút, lập tức đổi giọng. Khô gầy lão giả cùng nho sinh đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, truyền âm thương lượng vài câu, cũng đáp ứng việc này. Vì vậy sau đó, những người này vừa lại mới nói đến một ít chi tiết vấn đề. Dương Thượng Nhân cùng ngụy Vô Nhai đám người đã ở trong một gian đại sảnh, cũng đang thương thảo chuyện đại chiến. Tu sĩ về mặt nhân số so với phía Pháp sĩ ít hơn một chút. Chưa tam đại tu sĩ cùng Long Hàm, nơi đây có thêm một gã hồng sam Mỹ Phụ và một vị lão giả mắt ưng đầu chọc, dâu bạc trắng lão giả hai tròng mắt nửa nhắm nửa mở, trên ngón tay che một chiếc nhẫn bằng ngọc. Chiếc nhẫn xanh biếc, ở trên có ẩn ẩn phù văn, xem ra là một kiện dị bảo hiếm thấy. Thiên hận đạo hiếu, lúc này đây toàn bộ dựa vào mấy người đạo hiếu đó. Ta đợi lát nữa dụ pháp sĩ đại quân chủ lực đến chỗ này, các người chỉ cần lẻn vào trong kho hàng của Điền Thiên Thành phá hoại. Không có linh thạch tài liệu và tư nguyên mà mộ lan nhân khó khăn tích góp, cho dù mộ lan nhân có thể ở trong đại chiến chiếm được thượng phong, nhưng sau đó chính chúng ta mới là người chiến thắng. Chí Dương Thượng Nhân mỉm cười nói, dường như cùng với lão giả đại danh đỉnh đỉnh thiên hận lão quái trước mặt chưa bao giờ phát sinh một xích mích gì. Chỉ cần các người đem mộ lan thần sư giữ chân tại biên giới, lẻn vào điền thiên thành tự nhiên không là vấn đề. Huống chi còn có ngụy đạo hữu cung cấp truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống vào trong thành, chuyện này càng lại dễ dàng. Ta duy nhất lo lắng là, mộ lan sao lại đem tài nguyên giữ ở trong thành, đây có phải là một cái bẫy làm sẵn đợi chúng ta sập không? Lão giả với đôi mắt ưng, thanh âm trong miệng phát ra như vàng đá cọ vào nhau, nghe phi thường khó chịu. Điểm ấy thiên hận đạo hữu yên tâm, theo chúng ta có nội gián nằm vùng trong phía người mộ lan truyền tin, mặc dù mộ lan tộc chiếm lĩnh phong nguyên quốc cùng ngu quốc hai nước. Nhưng vì trước đó cửu quốc minh sớm bỏ chạy, tất cả linh thạch quạng mỏ, nguyên liệu sản sinh cũng bị hủy diệt. Pháp sĩ mặc dù an bài mộ lan nhân hết sức tốt, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, số lượng quá ít, căn bản không làm nên chuyện gì. Bây giờ còn một ít linh thạch tư nguyên chiếm được và số tài nguyên do các bộ tộc cộng đồng cống hiến đều được chứa trong một cái kho hàng bí mật với một tòa lợi hại cấm chế đại trận đồng thời do mấy tên đại thượng sư canh gác cho nên bọn họ mới an tâm như thế. Thực tế thì không có lực lượng nào có thể tiến công tư nguyên kho hàng. Bọn họ bằng vào cấm chế chỉ hoán, cũng có đủ thời gian rời đi những gì trong kho hàng. Theo lý thuyết, là vững như Thái Sơn, hợp hoan lão ma cũng thản nhiên nói nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là chúng ta cử quốc minh cùng mộ lan nhân thời gian dài như vậy giao hảo bọn họ có thể phái gian tế lẻn vào việt quốc chúng ta thì chúng ta cử quốc minh đồng dạng có thể phái người lần vào trong pháp sĩ đại thượng sư trong kho hàng tư nguyên là nội ứng của chúng ta đến lúc đó hắn sẽ giải cấm chế đại trận thiên hận đạo hiếu các ngươi chỉ cần động tác bí ẩn một chút hoàn toàn có thể thành công ngụy vô nhai cười lạnh nói mấy vị đạo hiếu khẳng định như thế vậy tại hạ chỉ có thể thử xem sao sự tình sau này sẽ tính sự tình sau này là chúng ta tứ đại thế lực làm chủ đem tư quốc cấp cho đạo hiếu đạo hiếu có thể ở đây khai tông lập phái chúng ta tứ đại thế lực quyết không nhúng tay chút nào từ nay về sau đạo hiếu cũng là tổ sư một phái long hàm mỉm cười tiếp lời nói được có mấy vị cam đoan lão hủ cùng mấy vị bạn tốt chỉ có liều mạng thử xem thời gian không còn sớm tại hạ trở về chuẩn bị một chút ngày mai sáng sớm xuất phát trước lẻn vào trong ngô quốc thiên hận lão quái lần nữa từ trong miệng mấy người lấy được hứa hẹn mặt lộ vẻ hài lòng nhưng cũng không có ý tứ lưu lại ở chỗ này cáo từ rời đi đại sảnh không lâu thân hình biến mất tại đại sảnh tỷ lệ lão quái này thành công không nhỏ dù sao trừ hắn ra đám người tán tu hắn mang tới cũng thần thông không ít chỉ cần đề phòng mộ lan nhân một chút hẳn không có lý do thất bại hợp hoan lão ma nhân mặt chậm rãi nói dịch đạo hữu nói không sai chỉ cần chúng ta ngăn chặn mộ lan thần sư, thiên hận đạo hiếu hẳn là có bảy tám phần nắm chắc. Chỉ là không nghĩ tới lão quái tuổi như thế, lại đột nhiên nghĩ đến khai tông lập phái, lại mượn sức nhiều tán tu như vậy. Thật sự có chút không ngờ, Long Hàm cũng ánh mắt chấp động nói, đây là chuyện rất bình thường, thiên hận lão quái tiến vào nguyên anh trung kỳ có ba bốn trăm năm, thời gian dài như thế mà vẫn không cách nào đột phá tới hậu kỳ. Phỏng trừng cũng hoàn toàn hết hy vọng, bắt đầu mưu cầu danh lợi khác cũng không có gì kỳ quái mà có thể trở thành nhất phái là một sự kiện lớn có thân phận và vinh quang chỉ bất quá người này bình thường cùng các đại tông phái qua lại không ít lúc này mới nhân cơ hội này đến cùng chúng ta nói điều kiện bọn họ đến coi như một đám phục binh trí dương thượng nhân thản nhiên nói tốt mặc dù có thiên hận lão quái chuẩn bị ở phía sau nhưng đại chiến sắp bắt đầu chúng ta cũng không có thể khinh thường tận lực thủ thắng là tốt nếu đánh một trận mà bại cho dù mộ lan pháp sĩ không có tư nguyên ủng hộ chúng ta vẫn không cách nào ngăn cản thế công của bọn họ. Ngụy huynh, các người cử quốc minh khắc chế linh thuật pháp trận cấm chế, không có vấn đề chứ. Đây chính là thủ đoạn pháp sĩ thường dùng hỗn chiến. Chí Dương thượng nhân nghiêm sắc mặt, hướng Ngụy vô nhai hỏi. Cùng pháp sĩ đánh nhiều năm như vậy, sự hiểu biết của chúng ta đối với linh thuật pháp trận cũng không kém pháp sĩ là mấy. Nếu không phải vì vấn đề tu luyện công pháp, chúng ta cửu quốc minh thậm chí cũng có thể có linh thuật pháp trận như người mộ lan, chí dương đạo hữu không cần lo lắng việc này ngụy vô nhai bình tĩnh nói chí dương thượng nhân nghe nói thế rất là hài lòng mặc dù không nói cái gì nhưng ánh mắt chuyển hướng về phía hắc bảo đại hán hợp hoan lão ma thấy vậy cũng thản nhiên mở miệng chúng ta ma đạo lục tông đã chuẩn bị thỏa đáng chẳng những ngự linh tông đem chấn tông tam thú mang đến chúng ta hợp hoan tông cũng chuẩn bị tốt âm dương xong ma giải cấm quỷ linh tông với vạn hồn đại trận tùy lúc cũng có thể bắt đầu dùng còn lại tam tông khác có một chút lợi hại thủ đoạn sẽ thi triển ra. Nhưng thật ra trí dương đạo hiếu, không biết chuẩn bị sát chiêu gì rồi. Lão ma lạnh lùng nói, tránh đạo minh chúng ta từ trước lúc xuất phát, đều do các tông phái phân biệt mở ra tổ sư đường, đem mười mấy loại thượng cổ kỳ bảo có uy lực lớn lấy ra, đến lúc đó nhất định sẽ không làm đạo hiếu thất vọng. Trí dương thượng nhân nói rất đơn giản, nhưng hợp hoan lão ma lại chậm rãi gật đầu, dường như biết sự lợi hại của thượng cổ kỳ bảo. Chúng ta thiên đạo minh tuy không mạnh, nhưng bên trong các phái cũng đều có chuẩn bị. Chẳng qua thủ đoạn cụ thể thì Long Mỗ không rõ ràng lắm. Nhưng chúng ta Loan Minh Tông lấy ra thượng cổ ngọc phù cất giấu bấy lâu, thần thông to lớn tuyệt đối làm cho mộ Lan Pháp Sĩ mở rộng nhãn giới. Chỉ là thời gian đã lâu lắm, uy lực còn lại có thể không nhiều. Sau khi chiến đấu phỏng trừng cũng trở thành phế thải, Long Hàm trầm tự nói, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Thượng cổ ngọc phù, không nghĩ tới Loan Minh Tông còn có bảo vật này nói vậy thiên đạo minh thủ đoạn cũng không làm cho ta thất vọng bây giờ duy nhất phải lo lắng là hắc bào nhân kia cùng việc đánh cuộc của bọn hắn dịch huynh hắc bào nhân này sử dụng công pháp cũng là ma đạo công pháp đạo hữu không có cách nào phân biệt chuẩn xác lai lịch công pháp bọn họ sao trí dương thượng nhân trầm ngâm một chút sau đó hỏi hừ tu luyện ma đạo công pháp ta đương nhiên có biết hắc bào nhân công pháp đặc thù ta nghe cửu quốc minh đạo hữu thuật lại vẫn chưa tận mắt nhìn thấy sao có thể phán đoán chuẩn xác duy nhất khẳng định chính là ma công của những người này tựa hồ so với chúng ta thiên nam lục tông tinh thuần xảo diệu hơn nhiều hơn nữa có chút giống quỷ linh tông nhất mạch công pháp hắc bào đại hán tức giận trả lời quỷ linh tông hắc bào nhân cụ thể nhân số cũng không biết nhưng một thời gian chiến tranh ở điền thiên thành đã hiện thân bảy tám người hơn nữa toàn bộ đều là nguyên anh tu sĩ rõ ràng là tu sĩ cùng một tông môn có thể có được nhiều như vậy tu ma tông cũng chỉ có ma tông chẳng lẽ thật sự là từ đại tấn quốc tới Trí Dương thượng nhân trong miệng phân tích, sắc mặt âm trầm xuống. Những người khác nghe được lời Trí Dương thượng nhân, nhưng không ai hiện ra vẻ kinh ngạc, xem ra đồng dạng đều đã đoán được. Hừ, Tấn Quốc tu sĩ thì đã sao, xem Hắc Bảo Nhân trốn trốn tránh tránh, bộ dáng không dám gặp người. Nhúng tay vào chuyện tình của Thiên Nam tu tiên giới chúng ta, khẳng định chỉ là Ma tông, thậm chí chỉ là một bộ phận nhỏ của Ma tông, có cái gì phải sợ chứ? Chỉ cần đem bọn họ xử lý như đối với pháp sĩ Hồng y Mỹ phụ vẫn không nói gì, đột nhiên mở miệng. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, thanh thúy dễ nghe. Phượng phu nhân nói đúng, cho dù thật sự là tấn quốc ma tông toàn lực ủng hộ mộ lan nhân, địch nhân mà chúng ta đối mặt chỉ là mạnh mẽ một chút thôi, chẳng lẽ cứ vậy hai tay dâng không thiên nam cho chúng. Chí Dương thượng nhân nghe vậy, đồng ý nói, nói như thế không sai, nhưng tấn quốc tu sĩ vô luận công pháp bảo vật so với chúng ta thiên nam tu sĩ đều mạnh mẽ hơn, đây là điều không cần nghi ngờ nếu là cuộc đấu ngày mai mà tu tham dự âm thầm làm cái gì đó thật có chút khó giải quyết tấn quốc công pháp bí thuật nhiều như lông châu có rất nhiều thứ quỷ dị làm cho người ta khó lòng phòng bị hợp hoan lão ma ngưng trọng nói không quan hệ điểm này ta sớm lo lắng qua các ngươi còn nhớ rõ phá cấm châu của chúng ta không phá cấm châu là loại pháp khí bài trừ cấm chế đồ vật này không phải chỉ hữu dụng đối với cấm chế cấp thấp sao hơn nữa khi cuộc đổ đấu diễn ra vòng bảo vệ của nó nguyên anh kỳ tu sĩ đều phải phí một phen công sức mới có thể diệt trừ được. Cái loại pháp khí cấp thấp này có thể có ích lợi gì? Long Hàm Kinh ngạc hỏi, chương 764, cuộc chiến biên giới 1. Nếu là phá cấm châu, đích xác không cách nào so với cao dài cấm chế. Nhưng Long Huynh không biết, phá cấm châu thất lạc bên ngoài, kỳ thật vẫn chưa luyện chế hoàn toàn, cũng chỉ là một ít bán thành phẩm mà thôi. Chính thức phá cấm châu, chẳng những phải gia tăng vài loại tài liệu chân quý dị thường, luyện chế cũng không đơn giản, nhưng đối với bài trừ cao dài cấm chế lại rất hữu hiệu. Tuy vậy bổn môn cũng không có luyện chế nhiều vật ấy. Nhưng bây giờ, theo suy nghĩ của vị đạo hữu này tham gia đánh cuộc, bổn môn đã chuẩn bị sẵn 10 viên rồi. Chỉ cần bọn họ mang châu đến, nếu tình thế nguy hiểm lập tức sử dụng, có thể phá cấm chế mà ra. Lúc đó, không còn gì lo lắng nữa. Chí Dương Thượng Nhân nói, ta thấy Chí Dương Đạo Hiếu biết rõ không ổn, nhưng đối với đánh cuộc ngày mai không chút nào lo lắng hóa ra đã có sẵn dự phòng cả rồi. Có phá cấm châu, cho dù đối phương có chiêu gì, cũng không e ngại. Bất quá để đảm bảo, chúng ta ma đạo thiên sát tông có một loại bí chế đan dược, dùng có thể kích thích chân nguyên trong cơ thể, làm cho tiêu hao không còn pháp lực lập tức khôi phục hơn phân nửa, cũng kích tăng vài phần tu vi. Đương nhiên dược lực trôi qua, khẳng định sẽ tổn thương nguyên khí. Có thể cho đạo hiếu, mỗi người mang một mảnh, nếu là tình thế thật sự nguy hiểm, cũng có thể ăn vào, đột nhiên khiến kẻ thù bất ngờ hợp hoan lão ma liếc trí dương thượng nhân liếc mắt một cái nói thêm tốt có chuẩn bị hai điều này chuyện đánh cuộc lòng mẫu cũng an tâm long hàm nhẹ cười rộ lên nhưng nói xong lại chuyển mình mở miệng tiếp thực ra cái mà ta lo lắng là như thế nào đối phó hắc bảo nhân những người này tu luyện là ma đạo công pháp hay là để tránh đạo minh phái một nhóm đạo hữu đến đối phó đám tu ma này dù sao trong mấy tông môn không hề ít pháp quyết chuyên môn khắc chế ma công đối phó ma tu này hẳn là hữu hiệu. Long Hàm vừa nói, liếc mắt một cái trí dương thượng nhân, xem như thế nào hồi phục. Không thành vấn đề, đám ma tu đó giao cho tránh đạo minh chúng ta đi. Nhưng trong pháp sĩ thượng sư, phần lớn do các người ứng phó. Trí dương thượng nhân cũng không có ý đùn đẩy, liền đáp ứng ngay. Tự nhiên, về pháp sĩ phương diện cứ giao cho chúng ta tam đại thế lực tiếp nhận. Vừa thấy trí dương thượng nhân đáp ứng đối phó tấn quốc ma tu. Mấy người còn lại cũng rất là hài lòng. Về phía phe tu sĩ, pháp khí trong tay thấp giai tu sĩ có thể nói là vô cùng đa dạng. Cái nào cũng có, đao kiếm pháp khí chiếm đa số. Nhìn các loại pháp khí này linh khí bức người lóe ra, nói về cấp bậc thì hơn xa phe pháp sĩ. Về mặt pháp khí, phe pháp sĩ thua kém thiên nam tu sĩ, nhưng đội ngũ pháp sĩ lại chỉnh tề, cho dù bay độn trong không trung vẫn duy trì đội hình huyền diệu, cả đám không ai lên tiếng, chỉ có ánh mắt tràn ngập địch ý. Phe tu sĩ thì không được huấn luyện tốt lắm, mặc dù miến cưỡng duy trì đội nhóm, nhưng lại hỗn loạn chẳng những có nhiều tiếng ồn không ngừng thỉnh thoảng lại còn có người thoát ly chuyển sang đội nhóm khác việc này làm cho một số cao giai tu sĩ không thể không khiển trách vài câu hàn lập xem đến đây mặt khẽ nhân lại cái này cũng khó trách có mỗi mấy tháng thời gian sao có thể huấn luyện tốt cho đám tu sĩ vốn lộn xộn này được làm cho đám tu sĩ này xếp được thành đội nhóm đã có thể coi là thành công lắm rồi mà phe pháp sĩ đại quân thì khác hẳn Mặc dù cũng là do đông đảo mộ lan bộ lạc liên quân tạo thành nhưng bọn hắn lại thường xuyên chiến đấu, cùng các bộ tộc pháp sĩ khác tạo thành liên quân là chuyện như cơm bữa, chỉ cần huấn luyện thêm một chút sẽ có kết quả tốt ngay. Việc này, tu sĩ chủ sự cao tầng rất rõ ràng, nhưng lại không cách nào làm theo được, cũng may bọn họ là người tu tiên không giống như quân đội thế tục, mấu chốt quyết định thắng bại cũng không phải ở vấn đề này nên cũng nhắm mắt cho qua. Hàn Lập nghĩ như vậy, vừa lại hướng pháp sĩ đại quân đánh giá vài lần đối diện người gây chú ý nhiều nhất cũng không phải mộ lan pháp sĩ mà là mười mấy đầu cửa thú khổng lồ dị thường hoang dã trong đại quân pháp sĩ chúng nó đứng hỗn tạp trong pháp sĩ đại quân hình thể phảng phất ngọn núi nhỏ thật sự cực kỳ gây chú ý không ít cửu quốc minh tu sĩ cũng từng gặp qua cửa thú lợi hại như vậy bởi vậy quay đầu nhìn cửa thú trong mắt xuất hiện một tia sợ hãi hàn lập ngẩng đầu xem bầu trời không một gợn mây đen cúi đầu xem một chút đám tu sĩ đang hỗn loạn thở dài khẽ lắc đầu lật tay trong lòng bàn tay có hai vật nhỏ xuất hiện một viên trâu đen thùi kích thước cỡ ngón cái một viên đan dược màu lửa đỏ cỡ hạt hạnh nhân hai món đồ này là tối hôm qua trí dương thượng nhân phái người đưa tới cũng nói rõ công hiệu và tác dụng của chúng nghe nói mỗi tu sĩ tham gia cuộc chiến đều có hàn lập có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không khách khí nhận lấy xem ra để có thể đánh bại pháp sĩ đại quân tam đại tu sĩ đã đem pháp bảo ra hết một ít đồ vật trước kia cất giấu Lần này cũng lấy ra không ít. Quả không hổ là tam đại tu sĩ, nghĩ tới đây, Hàn Lập không khỏi hướng phía dưới nhìn lại một đội tu sĩ khác. Đội tu sĩ này ước chừng có ngàn người, trong đó có một đám 16 nam nữ tu sĩ mặc trang phục màu hồng lục. Bọn họ nâng hai cỗ quan tài gỗ một đen một trắng, song song tiến tới. Trên quan tài dán đầy các loại phù chú lớn nhỏ, thật sự cực kỳ quỷ dị. Nam nữ tu sĩ này Hàn Lập cũng nhận ra, đó là Ma đạo đệ nhất tông, Hợp Hoan tông đệ tử. Điều này làm cho Hàn Lập đối với hai cỗ quan tài nổi hứng tò mò. Đáng tiếc hắn mặc dù đang dùng thần thức dò xét thử nhưng hai chiếc quan tài dường như có cấm chế cực kỳ lợi hại, căn bản không cách nào xuyên thấu. Trừ hai cỗ quan tài này, trong nhóm tu sĩ còn lại cũng có một chút cổ quái đáng chú ý. Như tránh đạo tông môn tu sĩ bên kia, vây quanh một cái đài cao ước 6-7 trượng, trên đài có một đồng la thật lớn, đường kính khoảng 10 trượng. Mà mặt ngoài đồng la kim quang trói mắt, thỉnh thoảng có phù văn màu trắng di động hiện ra phụ cận có một gã cử hán lưng trần, hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng. Xa một ít, trong đội ngũ có mười mấy pho tượng đen thùi, ba bốn trượng cao, tựa hồ có chút tàn phá, thoạt trông hình như đều là thượng cổ dị thú, nhìn rất sống động, không biết để sử dụng vào việc gì. Xa hơn chút trong đội ngũ tu sĩ, cũng có một vài thứ kỳ quái khác. Chứng kiến cảnh này, Hàn Lập cảm thấy an tâm không ít. Điều này nói rõ, tất cả tông môn đều biết cuộc chiến này không phải chuyện đùa, đều muốn xuất ra một ít bảo vật bí mật lợi hại của mình cứ như vậy, phần thắng tự nhiên tăng lên không ít. Huống chi, ngoài bảo vật nhìn thấy, còn không biết bao nhiêu bảo vật lợi hại khác được giấu trong túi chữ vật, không cách nào nhìn thấy được. Mà trong đại quân pháp sĩ, trừ cự thú ra, cũng không có gì khác thường. Hàn Lập không tin rằng pháp sĩ chỉ có như thế, khẳng định còn sát chiêu lợi hại ẩn giấu phía sau. Trận đại chiến này rốt cuộc thắng hay thua, thật sự khó có thể đoán trước. Lúc này tu sĩ, pháp sĩ đại quân cuồn cuộn không ngừng bay độn tới, rốt cuộc cũng đã đến. Lúc này ở phía đối diện, sau một trận sao động trong pháp sĩ đại quân, từ bên trong bay ra ba người. Khô xấu lão giả, ải tử, trung niên nho sinh, đúng là mộ lan tam đại thần sư. Mà tu sĩ nhất phương, cũng đều bay ra ba đạo kinh hồng. Đúng là trí dương thượng nhân, ngụy vô nhai, hợp hoan lão ma ba người. Song phương cách xa nhau hơn 10 trượng khoảng cách, thu độn quang dừng lại. Thế nào, mấy vị đạo hữu bây giờ đổi ý còn kịp. Chỉ cần đem một nửa thiên nam chia cho mộ lan tộc chúng ta, có thể đình chỉ can qua, hóa thủ thành bạn. Nếu không, cuộc chiến này, mặc kệ thắng thua, các người thiên nam tu tiên giới sợ rằng sẽ nguyên khí đại thương trọng nho sinh nhìn đám người ngụy vô nhai đối diện, lạnh lùng nói. Nói đùa, không sai, chúng ta thiên nam tu tiên giới sẽ bị nguyên khí đại thương, nhưng các người mộ lan nhân, nếu chiến bại, kết quả sẽ là diệt tộc. Ta xem người cần cẩn thận phải là pháp sĩ các ngươi. Ngụy vô nhai dương cầm lên, thản nhiên nói chương 765, cuộc chiến biên giới 2. Xem ra nhiều lời vô ích, các ngươi một điểm thương lượng đường sống cũng không có, như vậy chỉ có thể đánh một trận sanh tử. Bất quá trước khi tiến hành cuộc chiến, người ta cùng phái người bày cấm chế đi, bất luận thắng thua, một khi đánh cược chấm dứt, chúng ta lập tức buông tay đánh một trận. Khô gầy lão giả nói dứt khoát, dường như hắn cũng biết, đến tình trạng này, có thuyết phục tam đại tu sĩ nữa thì căn bản phí công vô ích. Đánh cược tự nhiên là có thể, nhưng chuyện thả tù binh mà các ngươi hứa đâu sao chưa thấy người hợp hoan lão ma nhìn chằm chằm lão giả cười lạnh một tiếng vừa nghe đối phương nói lão giả ngẩn ra nhưng sau khi ngẫm lại môi khẽ nhúc nhích hướng về phía sau truyền âm vài câu nhất thời phía sau trận địa pháp sĩ đội bắt đầu khởi động hơn ngàn tu sĩ ngoài áo vải mặc trên người còn lại tay không không một món pháp bảo hay phụ kiện gì bị dẫn từ trong đội ra đám tu sĩ này vừa đến trước trận thái độ khác nhau có người mặt đỏ tới mang tai, cũng có người hướng về phía chúng pháp sĩ trợn mắt. Mà đối diện, trong đại quân tu sĩ cũng có một trận rất nhỏ sao động. Đó là các tu sĩ bị bắt làm tù binh, tự nhiên có rất nhiều đồng môn nhận ra bọn họ. Bọn trí dương thượng nhân thấy thế, nhìn nhau liếc mắt một cái, thần sắc mới hỏa hoãn gật đầu. Thế nào, người thì các người cũng đã nhìn thấy, bây giờ an tâm đi, nhanh bắt đầu cuộc chiến đi. Ải tử mộ lan thần sư có chút không kiên nhẫn, các hạ như thế nào nóng lòng, chẳng lẽ lần này đánh cuộc, các người có ý đồ gì sao? Ngụy vô nhai bất ngờ mà nói, các người không dám đánh cuộc, nếu thế bọn ta trước hết dùng đám tu sĩ này tế cờ, sau đó sẽ khai chiến, không biết ý kiến ba vị như thế nào. Ải tử biến sắc, tiếp tục uy hiếp, các hạ áp chế chúng ta, Ngụy vô nhai trong mắt hàn quang chợt lóe, lớn tiếng nói. Áp chế, nếu đã không muốn tham dự đánh cuộc, bọn ta giữ lại tù binh cũng vô dụng, dùng bọn họ tế cờ kích thích tinh thần quân sĩ, cũng không phải ý kiến tôi. khô gầy lão giả thần sắc không thay đổi nhưng thanh âm rõ ràng âm u hơn vài phần. muốn chúng ta đánh cuộc cũng được, tù binh trước hãy thả ra, chúng ta sẽ đáp ứng đánh cuộc. trí dương thượng nhân nghe đến đó khẽ nhíu mày vài cái chậm rãi nói thả ra, ngươi nghĩ chúng ta ngu sao? ải tử không khách khí nói chúng ta cũng không tin được các ngươi. nếu đánh cuộc chấm dứt, các ngươi không giữ lời, lúc đó tính sao? ngụy vô nhai lạnh nhạt nói. Cho dù như thế, chúng ta, tốt, không cần nói những lời vô dụng nữa nói, trước khi đánh cuộc, chúng ta có thể thả trước một nửa tù binh. Còn lại xem ở tình huống các ngươi thắng hay thua mà quyết định. Các ngươi không có ý kiến gì nữa chứ? Nếu còn không đồng ý, các ngươi cứ việc trở về, cũng nên khai chiến thôi. Lão giả không chờ ải tử nói cái gì nữa, trong mắt hung quang chợt lóe, giành nói. Tốt, cứ như thế mà làm, các ngươi bên kia thả người, chúng ta bên này bắt đầu bố trí cấm chế lúc này đây trí dương thượng nhân cùng hai người còn lại truyền âm vài câu rồi quyết đoán đồng ý điều kiện này cũng là sự nhượng bộ lớn nhất rồi nếu bỏ qua không đàm phán việc này bọn họ khó mà nói công đạo với chúng tu sĩ phía sau đàm phán xong các điều kiện sáu người đều tự quay lại đại doanh phe mình hàn lập đã rời đi vị trí ban đầu giấu ở trong một đội tu sĩ trước khi đánh cuộc chiến bắt đầu hắn cũng không muốn bị cao giai pháp sĩ đối diện chú ý tới mà mới vừa rồi trí dương thượng nhân đám người cùng mộ lan tam đại thần sư nói chuyện với nhau, lấy hàn lập cường đại thần thức, tự nhiên nghe rất rõ ràng. Kết quả là khi khóe miệng hàn lập xuất hiện một tiếng cười khẽ, thì một nửa tu sĩ tù binh được pháp sĩ giải trừ cấm chế trên người, sau đó tràn đầy vui mừng lẫn sợ hãi bay về phía đối diện. Bất quá, trí dương thượng nhân hiển nhiên sớm có an bài. Bọn họ không chờ đám tu sĩ bay vào trong đại quân, đã đưa trăm tên tu sĩ bay tới, đón lấy đám tu sĩ vừa được thả cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận bên trong cũng không có gian tế trên người cũng không có bị động chân động tay gì sau đó mới yên tâm để cho bọn họ tiến vào tu sĩ đội nhóm mấy tên thiên nam này thật đúng là phòng xa may mắn lúc đầu không khiến cho đám tu sĩ kia dùng thất tâm đan nếu không thì khó mà qua được cửa này ải tử xa xa chứng kiến chuyện không cam lòng hừ lạnh nói đây là chuyện đương nhiên thiên nam tam đại tu sĩ không phải kẻ bình thường mấy cái thủ đoạn nhỏ này có hay không cũng không quan trọng lắm đánh rắn phải đánh chỗ bảy tấc, nếu không sẽ khéo quá hóa vụng. Trọng Nho Sinh đồng ý nói, khô gầy lão giả nghe vậy, trên mặt không biểu hiện gì, chỉ là sờ vuốt mấy cọng dâu sơn dương, nhìn tu sĩ đại quân đối diện, thân hình vẫn không nhúc nhích. Hàn lập xa xa nhìn kỹ, một đám tu sĩ cùng pháp sĩ từ trong bay ra, sau đó đại quân hai phe gặp tại một vị trí, chia làm 10 chỗ, bắt đầu bố trí pháp trận. Những người này đều là tu sĩ pháp sĩ tinh thông trận pháp. Bởi vậy với trận pháp tạo nghệ của những người này mà nói, đối phương nếu định động tay động chân lén dùng thủ đoạn gì, tự nhiên sẽ bị phát hiện ngay. Bình thường mà nói, loại cấm chế này, bố trí rất lâu, nhưng là nhiều pháp sư như vậy đồng thời ra tay, cũng không tiếc các loại chân quý tài liệu cùng một ít trận kỳ hiệp trợ. Gần một khắc thời gian, 10 tòa ẩn phiếm bạch quang tiểu hình pháp trận đã thành hình. Lập tức hai phe trận pháp sư cùng nhau thúc giục pháp trận, 10 cái trận pháp với diện tích bao trùm 7-80 trượng xuất hiện màu trắng hào quang bao phủ. Trận pháp pháp sư kiểm tra lại một lần nữa, cho rằng cũng không có vấn đề, mới rút lui, mà thay bằng 10 tên kết đan kỳ tu sĩ cùng pháp sĩ đồng thời đi lên. Vừa đủ mỗi một tu sĩ cùng một gã pháp sĩ, cùng nhau giám sát vận hành một tòa pháp trận. Trong đó một gã thiên nam tu sĩ, đúng là Lạc Vân Tông Tống Nữ Tử, Bạch Y Tung Bay, đi tới trước mặt một trong hai pháp trận. Chứng kiến chuyện này, Hàn Lập trên mặt không hề lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nữ tử đến ngồi trước pháp trận, điều này đã nói lên nàng sẽ tham gia cuộc đấu dù sao chỉ có đệ tử của chính tông môn tham chiến mới có thể làm cho mấy lão quái cảm thấy yên tâm nếu không vạn nhất tu sĩ được phái đến là kẻ địch của tông môn đệ tử khi gặp phải nguy hiểm sẽ không ra tay giải cứu hoặc là không chịu tận tâm bởi vậy tống nữ tử xuất hiện thật ra là do hàn lập chủ động đưa đề xuất dù sao không phải lạc vân tông đệ tử hắn không thế nào hiểu đại trận đã thành cuộc chiến cũng bắt đầu hai phe đánh cuộc đồng thời lên đài Đối diện pháp sĩ trận doanh, đầu tiên phi độn ra 10 tên hắc bảo nhân, những kẻ này trên người âm khí tràn ngập, ma khí kinh người. Ma tu, hàn lập đồng tử co lại, thì thào nói nhỏ một câu. Nhưng trên người thanh quang chợt lóe hóa thành một đạo thanh hồng, bay vụt ra tu sĩ trận doanh. Cùng hành động như hắn còn có 9 tên nguyên anh lão quái khác. Trong đó đại bộ phận, hàn lập cũng đã gặp qua, chỉ có hai ba người khuôn mặt xa lạ. Toái hồn chân nhân, vân lộ lão ma và bạch phụ nhân cũng ở trong đó. Những người này bay vụt đến trước pháp trận, chậm rãi đứng ở không trung. Hàn Lập vừa đến phía trên màn hào quang, lao xuống trước mặt tống nữ tử đang thao túng pháp trận, gật đầu, sau đó bình tĩnh hướng đối diện Hắc Bảo Nhân nhìn lại. Có chút cổ quái, trên người ma khí như thế nào lại cuồng bạo vậy? Chẳng lẽ trước đó dùng bá đạo đan dược kích thích? Hàn Lập không tỏ vẻ gì, nhưng tâm lý âm thầm tự định giá. Nếu đúng như lời hắn nói, hắn sẽ không sợ hãi gì cả. Đối diện, Hắc Bảo Nhân vóc người bình thường, nhưng hai mắt lóe màu xanh biếc hàn quang, mí mắt cũng không chấp, nhìn chằm chằm hàn lập. Mặc dù không cách nào thấy rõ khuôn mặt đối phương, nhưng đích thật là nguyên anh tu sĩ không giả, tu vi đã nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, còn chưa tiến giai trung kỳ. Sau khi xem xong, hàn lập xoay chuyển ánh mắt, liếc phụ cận vài tên hắc bào ma tu khác, tựa hồ cùng đối thủ của chính mình không kém lắm. Cho dù có chút sai biệt, nhưng là cách xa không lớn. Hàn lập trong lòng vừa động, cẩn thận cảnh giác xem ra cuộc chiến lần này thật đúng là có chút vấn đề, mấy cái ma tu này, dĩ nhiên một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng không có. Nhưng dù sao cũng không quan hệ, chỉ cần đối phương sử dụng ma đạo công pháp, hắn sẽ lập tức thi triển ích tà thần lôi đem đối phương trong nháy mắt diệt sát. Đối phương có chiêu gì đi nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Hàn lập trong nháy mắt sát tâm nổi lên, trong lòng đã định ghế xuống. Đang lúc này, đối diện hắc bào tu sĩ đột nhiên từ bên hông lấy ra một cái túi chữ vật sau đó không hề cảm tình liếc Hàn Lập một cái. Hàn Lập mỉm cười, cũng giả vờ đưa tay đến túi chữ vật tháo xuống. Tài liệu trong túi là thiên nam tứ đại thế lực đồng loạt gom lại. Giá trị to lớn, nếu Hàn Lập thấy được, cũng có vài phần đỏ mắt. Đối diện hắc bào nhân nhấc tay, đem túi trực tiếp ném lại đây. Hàn Lập hai tròng mắt khép hờ, cũng ném ra túi chữ vật trên tay, cho nhau trao đổi. Tài liệu trong túi chữ vật của đối phương không có nhiều chủng loại như hắn, nhưng nếu nói về giá trị, nhưng lại cao một bậc. Cái đó theo như trong thư khiêu chiến, không sai biệt lắm, cũng không có chỗ nào bất ổn. Hàn lập gật đầu, cũng không đem tài liệu trả lại, trực tiếp đem túi chữ vật đeo bên hông. Đối diện, hắc bào nhân cũng làm giống vậy. Phía dưới tống nữ tử và pháp sĩ đối diện thấy vậy, đồng thời trong miệng đọc chú ngữ, hai tay không ngừng bắt quyết. Sau khi có một đạo pháp quyết đánh vào pháp trận, ngoại trừ bạch quang chấp động vài cái, bỗng nhiên biến mất. Hàn lập cùng hắc Bảo nhân, động tác cơ hồ đồng dạng nhanh, thân hình thoáng một cái hai người đồng thời xuất hiện trong pháp trận điều này làm cho hai người có chút ngoài ý muốn nhìn đối phương liếc mắt một cái mà tường bạch cháo lần nữa hiện lên đem hai người cùng bên ngoài ngăn cách ra mặt khác các tu sĩ cùng hắc bào nhân kia cũng đồng dạng tiến vào màn hào quang trong lúc nhất thời xa xa đang xem cuộc chiến tu sĩ pháp sĩ đại quân lạnh ngắt như tờ mỗi người ngừng thở có chút khẩn trương nhìn trong màn hào quang mơ hồ đang có đúng người bóng người tiến vào trong màn hào quang hàn lập sẽ không để ý tới những người khác chiến đấu chỉ bình tĩnh nhìn hát bảo nhân đối diện thân hình vẫn không nhúc nhích nhưng trên người thanh quang lưu chuyển dần dần mạnh trong cơ thể phi kiếm cũng đều tự động sẵn sàng chớp mắt có thể bay ra đả thương địch thủ đương nhiên pháp bảo lợi hại nhất đối phó với ma tu là ít tà thần lui sớm đã hội tụ thành một quang cầu màu vàng lớn bằng nắm tay trong đan điền hàn lập đang được nguyên anh cười hì hì dùng hai tay ôm bất cứ lúc nào cũng có thể xuất ra một kích long trời lở đất chương 766, cuộc chiến biên giới 3. Hắc bảo nhân đối diện vừa thấy màn hào quang một lần nữa hiện lên thì cũng không nói gì, một tay bắt quyết. Thanh âm chú ngữ trầm thấp từ trong miệng truyền ra lập tức trên người âm hàn ma khí cuồng trướng ra vài thước rồi hóa thành các xúc tua đen nhánh như mực với vũ điệu điên cuồng không ngừng. Hàn lập hai mắt khép hờ nhìn đối phương chầm chầm bất động nhưng trong cổ tay áo hai tay truyền ra tiếng sét đánh nhỏ ẩn chứa kim quang chất động. Đối phó với ma tu, Hàn Lập sớm đã có biện pháp nắm chắc có thể diệt sát đồng giai tu sĩ trong nháy mắt. Chỉ cần hóa giải được công kích của đối phương thì có thể một đòn đánh gục đối phương. Nhưng ngay lúc này, trong phút chốc công phu, đồng tử hắc bào nhân hóa thành đỏ đậm, trong miệng cũng phát ra tiếng gầm hét của dã thú, theo sau trên người ma khí tán đi, hắc bào trên thân hình bắt đầu bành trướng. Trong nháy mắt, thân hình thể trướng to lên mấy lần có thừa. Ồ, thấy tình hình này hàn lập trong lòng nao nao hắn không phải là ngại hình thể đối phương biến hóa mà là ma khí đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh thay thế vào đó là một cỗ khí thức làm cho người ta cực kỳ bất an hắc bào nhân hai mắt màu đỏ lộ ra vẻ điên cuồng thân hình bành trướng đột nhiên thu nhỏ lại trong nháy mắt thấp xuống cao chưa đến ba thước hơn nữa thân hình bắn lùi lại phía sau một quang cháo cháo màu xanh hàn lập cả kinh tâm tư vội vàng chuyển động mơ hồ có cảm giác không ổn hắn hai tay dương lên lưỡng đạo kim hồ thô to từ trong tay phun ra tại không trung hóa thành một cái kim võng lớn hướng tới hắc bảo nhân trùng tới. Theo sau ống tay áo hắn lại lập tức sung lên, một cái lam sắc tiểu thuẫn từ trong ống tay áo bay vụt ra, hóa thành một cái thuẫn lớn che ở trước người. Tay kia hắn vỗ túi chữ vật bên hông, một cái cấm chế châu rơi vào lòng bàn tay. Chỉ cần tình hình không ổn hắn sẽ lập tức ném ra hạt châu này, phá vỡ cấm chế mà rời đi. Biết rõ đối phương có tuyệt chiêu muốn xuất ra thì hắn cũng sẽ không bó tay bó chân mà ở lại chịu trận. Ngay lúc Hàn Lập tâm tư đang loạn động thì kim sắc điện võng đã chụp xuống hắc bào nhân. Trong miệng người này chợt phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết rồi bịch một tiếng, cả người không hiểu vì sao mà bạo liệt, thân hình hóa thành huyết mạt bắn tung tóe ra bốn phía. Hàn Lập đầu tiên là bị hù dọa một cú nhưng rồi lập tức hiện ra vẻ ngạc nhiên. Nguyên tưởng rằng đối phương muốn thi triển cái loại hung tàn bí thuật tự bạo gì đó. Nhưng đối phương huyết nhục toàn bộ bắn dính vào trên quang cháo phía bên đối diện, căn bản không có lan đến bên này thoạt nhìn bộ dáng không có một điểm uy lực nào hàn lập có chút khó hiểu cảm giác nghi hoặc nhưng hắn không phát hiện ra một điểm không bình thường huyết nhục của đối phương toàn bộ đính trên vách cháo không có một mảnh nào rơi xuống hơn nữa nhìn kỹ bên ngoài đám huyết nhục đang bám trên vách cháo thì thấy chúng đang nhúc nhích chuyển động xem đến đây hàn lập có chút trợn mắt há hốc mồm thanh âm phốc phốc vài tiếng chuyển đến đám huyết nhục này đột nhiên hóa thành đoàn đoàn huyết phụ dọc theo cái vách lồng lan tràn ra với tốc độ cực nhanh trong chớp mắt đã đem bạch sắc quang cháo hơn phân nửa hóa thành màu đỏ, hơn nữa còn phát ra mùi làm người ta phát buồn nôn, cực kỳ ghê tởm. Hàn Lập trong lòng hoảng sợ vội vàng cầm cấm chế châu trong tay nhằm quang cháo màu xanh phía sau hung hăng ném tới. Bịch một tiếng, cấm chế châu sau khi tiếp xúc với quang cháo màu xanh thì trong nháy mắt hóa thành tối đen như mực bạo liệt ra. Theo sau, vách cháo lấp lóe không ngừng, cả màn hào quang khẽ rung lên. Hàn Lập thấy vậy mừng rỡ, mười ngón tay vội vàng điểm chỉ phóng ra mười đạo thanh sắc kiếm khí liên tiếp đánh tới cùng chỗ sau khi bạch quang cấp bách trượt hiện lên vài cái thì cảm giác như quang cháo màu xanh sẽ bị phá vỡ ra hắn trong lòng đang mừng rỡ thì trước mắt huyết quang trượt lóe một tảng lớn huyết vụ trượt lóe lên bao trùm vách cháo trước mắt mà hóa thành màu đỏ hàn lập trong lòng bỗng nhiên trầm xuống ngẩng đầu nhìn thì phát hiện cả màn hào quang cũng trở nên đỏ như máu huyết vụ quay cuồng rồi từ hư không bỗng ngưng kết ra một giọt giọt máu đặc nhất thời mùi máu tanh nồng nặc hắn không dám suy nghĩ nhiều, há mồm lập phun ra thức một đạo bát khẩu thô kim hồ cùng tiếng sấm đánh tới huyết sắc trước mắt. Sau khi kim quang bạo liệt thì huyết vụ hơi tán đi nhưng lại lập tức khôi phục lại, phảng phất như không hề hao tổn. Thật ngoài ý muốn, Hàn Lập Nguyên vốn định phun ra thanh trúc phong vân kiếm thì nhất thời dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Cùng lúc đó, tình hình đối thủ tự bạo đem màn hào quang huyết hóa cùng xảy ra tại hơn 10 chỗ khác. 10 tên nguyên anh tu sĩ tham gia đổ chiến nhất thời không đề phòng, tất cả đều vì dị biến này mà bị vây ở trong màn hào quang. Mười tên kết đàn tu sĩ giám sát pháp trận phía dưới tự nhiên biết tình huống không ổn, một bên cảnh giác pháp sĩ đối diện, một bên vội vàng bắt quyết muốn dừng pháp trận lại. Nhưng ra ngoài dữ liệu của bọn họ là vừa thấy màn hào quang hóa thành đỏ như máu thì đám pháp sĩ này không nói một lời, lập tức quay đầu rời đi, trực tiếp bay trở về trận địa bên mình. Lần này, mấy người như tử họ tống không có ai cảm giác an tâm mà ngược lại đều biết có chuyện nghiêm trọng xem màn hào quang dị biến thì khẳng định là đám pháp sĩ dở cho kết quả như bọn họ dự đoán các pháp trận mặc dù bị làm phép dừng lại nhưng huyết lồng vẫn tồn tại trên không trung một cách quỷ dị hơn nữa huyết vụ bắt đầu chuyển sang lãnh đạm trên vách lồng tràn đầy huyết tầng dày đặc tràn ngập cả quang cháo phảng phất như đem máu tươi của trăm người đồng thời đổ lên trên thoạt nhìn thật sự cực kỳ kinh khủng nhìn thấy một màn này đám người trí dương thượng nhân trong lòng vô cùng cả kinh thấy 10 tên tu sĩ đều không thể dừng pháp trận lại thì cũng không có cách nào nhẫn nhịn, đột nhiên hóa thành ba đạo kinh hồng chói mắt trực tiếp bay độn ra. Đi xuống, nơi này không phải là chỗ các ngươi có thể xử lý được. Sau khi bay đến phía trên pháp trận, Chí Dương thượng nhân sau khi liếc mắt nhìn màn hào quang dị biến một cái thì âm trầm nói. Đám tu sĩ phía dưới nghe vậy trong lòng thở phào một hơi, vội vàng bay trở về bản trận. Đám nữ tử họ tống xem đám người hàn lập trong các huyết cháo, vẻ lo lắng chợt lóe lên rồi đồng dạng bất đắc dĩ mà rời đi lão già khô gầy trong đám người phe pháp sĩ vừa mới bắt đầu thấy cảnh vây khốn đám người hàn lập thì trên mặt tự nhiên hiện lên một tia hưng phấn cho dù thấy tam đại tu sĩ đồng loạt bay đến chỗ pháp trận nhưng trên mặt vẫn cực kỳ thong dong tựa hồ không lo lắng một chút nào việc tam đại tu sĩ có bản lãnh phá vỡ huyết cháo mà ở phía sau bọn họ không biết khi nào lộ ra một nam một nữ mặc hắc bào phòng tông chủ quả nhiên thành công rồi hy vọng huyết la quang cháo thực sự lợi hại như quý tông nói. Có thể đem 10 tên nguyên anh tu sĩ vây ở trong cháo nửa ngày. Thiên Nam một khi mất đi 10 người này thì thực lực tự nhiên giảm lớn. Mà nửa ngày cũng đủ cho chúng ta cùng các tu sĩ thiên nam khác quyết thư hùng một trận. Khô gầy lão giả sau khi vừa quay đầu lại nhìn hắc bào nam tử cười nói. Yên tâm, huyết la quang cháo là một trong sáu đại bí thuật của tông phái. Chẳng những cần phải hy sinh 10 tên huyết thi được bồi dưỡng trăm năm, hơn nữa tuyệt không làm cho đối phương sinh nghi tâm. Để làm việc đó phải cho huyết thi dùng ma linh đan, sau đó bổn tông chủ dùng phân thức khống chế ở bên trong 10 tên huyết thi mới giấu giếm được đối phương. Hao hết bao tâm tư, thậm chí không tiếc bỏ qua một lũ phân thần nọ nên bổn tông chủ tự nhiên có 10 phần nắm chắc. Cho dù nguyên anh hậu kỳ tu sĩ muốn phá giải quang cháo này thì cũng phải tiêu tốn lượng lớn pháp lực cùng thời gian mới có khả năng thành công. Mà các ngươi lại để cho bọn hắn có cơ hội này sao? hắc bào nhân liếc mắt nhìn lão giả một cái, cười lạnh nói. phảng phất như nghiệm chứng lời của hắc bào nam tử, đám trí dương thượng nhân hướng tới một tòa huyết cháo, hai tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí chói mắt chảm xuống. Sau khi phát ra tiếng nổ chói tai thì huyết quang cháo chỉ khẽ run lên rồi lại khôi phục nguyên dạng. Chí Dương Thượng Nhân thấy màn này thì sắc mặt lo lắng. Ngụy Vô Nhai cùng hợp hoan lão ma khi chứng kiến màn này thì cũng không có ý ra tay nữa. Lấy nhãn lực của bọn họ thì mặc dù chỉ có một người thử ra tay nhưng lập tức có thể tính toán ra mức độ kiên cố của huyết quang cháo này. Huyết quang cháo này cứng cỏi vô cùng, có cái gì cổ quái ở trên bề mặt nên thật sự không kích phá nổi. Bất quá dưới một chảm này, ba người cũng nhìn ra quang cháo này chỉ nặng về vây khốn địch nhân mà không có công hiệu thương tổn địch. Điều này làm cho ba người sau khi nhìn nhau một cái thì cười khổ. Vốn tưởng rằng đối phương ở trong chiến đấu sẽ dùng 10 tên pháp sĩ thi triển sát chiêu lợi hại đánh trọng thương bọn họ nhưng không nghĩ tới đối phương ngay từ đầu đã có chủ ý tạm thời vây khốn 10 người điều này làm cho ba lão quái không kịp đề phòng có chút tính sai những chuẩn bị trước đây cũng hơn phân nửa mất đi hiệu dụng dịch huynh đây là ma đạo công pháp gì ma đạo lục tông các ngươi không có loại công pháp này dĩ nhiên làm cho người ta tự bạo mới có thể thi triển pháp thuật này thật sự là chuyện không ngờ ngụy vô nhai thở dài chậm rãi hỏi không có đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy bí thuật của quái như vậy xem ra tấn quốc tu sĩ đích xác không thể xem nhẹ. Hợp hoan lão ma mà cao mày nói, ba người ảo não nên cũng không có tâm tư đi chất vấn đối phương cái gì. Bởi vì trong pháp sĩ đại quân đối diện tiếng chống trận chợt vang lên, một số bộ phận pháp sĩ bay lên trời rồi dừng ở lại trên không trung, số còn lại trên mặt đất cũng bắt đầu biến hóa vị trí. Âm thanh đọc chú ngữ cũng truyền đến hiển lộ bộ dáng chuẩn bị tiến công tu sĩ đại quân phía sau mặc dù nhìn thấy một màn đổ chiến quỷ dị nhưng được cao giai tu sĩ chỉ dẫn nên cũng không có bối rối. Đồng dạng có cử động ứng đối, các đội nhóm bắt đầu di động, các màu sắc linh quang bắt đầu chấp động. Lần này chúng ta tính toán sai, cũng may bọn họ chỉ là tạm thời bị vây khốn, cũng không lo lắng đến tính mạng. Chỉ cần chúng ta có thể kéo dài thời gian một chút thì bọn họ hoàn toàn có cơ hội đi ra. Cao dài tu sĩ chúng ta nhân số nguyên vốn nhiều hơn nhiều mộ lan nhân nên cho dù 10 người, người bọn họ bị vây khốn thì sức mạnh cũng không bị yếu đi nhiều so với pháp sĩ trí dương thượng nhân sau khi ngẫm lại nói. Hợp hoan lão mà cùng ngụy vô nhai mặc dù biết trí dương thượng nhân nói lời này có ý tứ an ủi mình nhưng là việc đã đến nước này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói như thế. Đương nhiên trong lòng hai người nội ý tự nhiên không ít. Hảo, đại chiến phía dưới cũng không cần chúng ta chỉ huy. Chúng ta chỉ cần tận lực ngăn chặn mộ lan thần sư là được hợp hoan lão ma trên mặt hung quang chợt lóe âm u nói theo sau hắn không để ý tới hai người khác mà ngẩng đầu nhìn pháp sĩ đại quân đối diện lớn tiếng quát lâu nay nghe tiếng mộ lan thần sư một thân linh thuật thông thiên vô cùng thâm sâu ba người dịch mỗ muốn lãnh giáo một chút không biết mấy vị thần sư có nguyện ý đánh một trận không hợp hoan lão ma tiếng như xé gió hiển nhiên dùng tới bí thuật gì đó âm thanh giống như xét đánh ngang trời khiến cho trong phương viên vài giảm thiên địa tất cả đều bị chấn động ong ong phe cánh hai bên đều bị tiếng chú ngữ nhất thời đè xuống. Thậm chí đám pháp sĩ trên không có tu vi thấp thân hình hoảng vài cái, thiếu chút nữa bị rơi xuống. chương 767, Cuộc chiến biên giới 4 Nghe được tiếng khiêu chiến của hợp hoan lão ma, lão giả khô gầy mặt khẽ nhíu nhưng theo sau dường như coi không có việc ấy nói. Ta cùng thiên nam tam đại tu sĩ sớm muộn sẽ phải đánh một trận. Bất quá, ta phải lưu lại đây chủ trì đại chiến nên không thể tiếp chiến. Việc này chắc phải phiền toái phòng tông chủ một chuyến, Trúc Mỗ đã sớm nghe nói thiên sát chân ma công của tông chủ đã tu luyện đến cảnh giới cực cao, thậm chí có thể mượn thiên sát chân ma khí phụ thân, nghĩ đến việc đối phó với một người là chuyện dễ dàng. Nếu đã cùng các người ước định, bổn tông chủ tự nhiên sẽ ra tay. Tại hạ cũng muốn kiến thức một chút xem thiên nam đệ nhất ma tu thần thông như thế nào. Hắc bào nam tử lạnh nhạt nói, trong mắt lục quang chợt lóe rồi người trong hắc khí quang cháo từ từ bay lên không, hướng phía đối diện bay đi nho sinh họ trọng cùng gã lùn họ tất không nói gì hóa thành một đạo ngân hồng cùng một đoàn hồng quang theo sau. Ba người trí dương thượng nhân thấy vậy đồng thời hóa thành ba đạo kinh hồng hướng lên trời cao bay đi. hắc bào nam tử cùng hai vị mộ lan thần sư theo sát sau. Sáu người trong chớp mắt đã biến mất trong mây mù không thấy bóng dáng. Nhưng phía trên bầu trời không bao lâu sau bắt đầu biến sắc, lúc như hỏa hồng, lúc lại đen thui. Cùng đó tiếng lôi bàn bạo liệt xé gió thi thoảng nổi lên, cũng có khi ánh ngân hồng hoặc hà quang chợt lóe trên trời cao sáu đại tu sĩ giao thủ thì trên không trung tầm thấp đại quân tu sĩ và pháp sĩ cũng đồng dạng bắt đầu đại chiến. Bất quá nơi này không phải là đơn độc một hoặc mấy tu sĩ đấu pháp mà đại quân đều tự bay lên không đến gần đối phương dùng bảo vật công kích. Mà cự ly xa cách như thế, chợt trên cao tiếng chú ngữ thấp trầm vang lên, phe tu sĩ cùng pháp sĩ trước tiên đồng thời kích phát các loại phòng hộ cấm chế. Từ đám người cả hai bên, màn hào quang thật lớn chậm rãi dâng lên, đem chủ lực song phương bao lấy bên trong rõ ràng phía tu sĩ đã hoàn thành trước phòng hộ. Điều này không phải là do ngũ hành đạo thuật của tu sĩ so với linh thuật của pháp sĩ làm phép nhanh hơn mà là do thiên nam tu sĩ khi bày pháp trận phòng hộ thì đại bộ phận đều sử dụng khí cụ bày trận tạo thành. Theo đó việc kích phát tự nhiên là nhanh hơn so với đối phương ba phần. Long Hàm đang chủ trì đại chiến thấy vậy thì không chút do dự ra lệnh một tiếng, triển khai công kích trước một bước. Phát động công kích đầu tiên là mười mấy loại dị bảo viễn trình công quần công, trong đó có cả cự đại đồng là thứ mà Hàn Lập lúc trước đã nhìn thấy. Giờ phút này giá đỡ đồng la chẳng những đã tiến ra phía trước đội tu sĩ mà còn bay phiêu phù trên không. Sau khi dừng lại cách mặt đất hơn 10 trượng, bên cạnh chỉ còn có 7-8 gã hoàng sam đại hán bảo hộ xung quanh. Đám đại hán này nguyên bản vẫn ngồi xếp bằng bên cạnh đồng la không biết khi nào đã đứng dậy, cầm trong tay một thanh thiết trùy dài cỡ một trượng, yên lặng đứng ở một bên đồng la. Xa hơn một chút phía xa có hai người đang đứng bên một cây cờ đen hình tam giác cao cỡ 5-6 trượng dựng thẳng, nửa trên ô quang lập lòe, phía trên theo hình một dao long màu đen, trông rất sống động. Chín hồng y thiếu nữ trên tay đều bưng một cái mâm to phồng, phía trên phủ vải cầm đoạn màu đỏ. Không biết là chứa bảo vật gì nhưng chín cô gái này xếp thành một cái trận thế cổ quái, bay phiêu phù lơ lửng trên không trung. Ba gã cẩm y lão giả, mỗi người trên lưng đều có một cái hồ lô, hai mắt tí hí đồng dạng đi tới trước đội ngũ, lệnh công kích trong phút chốc lọt vào tai số tu sĩ phụ trách đợt công kích thứ nhất. Đại hán đứng trên giá thanh đồng lập tức hai mắt trợn tròn, cả người toát ra hoàng quang cỡ một thước, hai tay ôm một vòng thiết chủy nhắm ngay trung tâm đồng la hung hăng đánh xuống. Một đoàn kim quang trói mắt phát ra, nhưng quỷ dị chính là chỉ thấy quang mang chấp động mà lại vô thanh vô tức. Đoàn kim quang này vừa xuất hiện thì trong nháy mắt bạo liệt hóa thành một điểm kim tinh hướng đối diện bắn nhanh đi. Nhưng chỉ bay ra vài chục trường thì phốc phốc, một tiếng nhẹ vang lên, kim tinh hóa thành đám sương mù màu vàng bao quanh đại hán trong tay thiết trùy không ngừng cuồng kích vô số kim tinh cũng từ đồng la trung bính bắn ra kim vụ giống như sóng cuộn hướng pháp sĩ đại quân đối diện bắn đi cái cờ đen hình tam giác trong tay hai gã tu sĩ cuồng phất một con dao long màu đen hiện ra từ nét mặt như có như không biến hóa ra hai mắt con dao long này vừa mở một luồng thanh hắc yêu phong từ trong miệng phun ra tiếng huyết gió nổi lên một cơn lốc hóa thành một mảnh hắc mang mịt mờ trong nháy mắt cắt bay đá chạy, làm cho người không thể nhìn kỹ. Hồng y thiếu nữ ngọc thủ đồng thời nâng hồng bàn trong tay lên, trong miệng phát ra tiếng chú ngữ thanh thúy dễ nghe. Hồng quang chợt lóe, chín tấm đồng phiến đột nhiên từ trong mâm bay ra, trên không trung tụ lại, vừa quay tròn vừa chuyển. Một tấm cổ kính màu hỏa hồng chừng vài thước xuất hiện, trên mặt kính linh quang lóe lên, từ trung tâm kính phun ra vô số hỏa điều to cỡ nắm tay người, mỗi khi ngọn lửa bao lấy cơ thể thì miệng phun hỏa diễm. Sau một tiếng hô như xé gió, mũi tên trên mâm trực tiếp phóng ra. Ba gã cẩm y lão giả, sau khi đứng thành hình tam giác, đồng thời tế khởi hồ lô to lớn sau lưng, một cỗ hàn khí màu trắng băng hàn lạnh thấu xương thổi ra, tạo thành một vùng vô số mưa tuyết mưa đá hỗn loạn, trong nháy mắt đem khu vực trước mặt biến thành trời tuyết, cũng lấy tốc độ cực nhanh hướng phía đối diện thổi tới. Công kích của các dị bảo này cơ hồ đồng thời phát khởi, pháp sĩ đối diện khó khăn lắm mới kết được màn hào quang phòng hộ chứ không nói gì đến phản kích, theo sự chỉ huy của lão giả khô gầy đón đỡ một trận luân phiên công kích này. Nhất thời lực công kích mới vừa tiếp xúc với màn phòng hộ thì trong nháy mắt, kim vụ, hắc phong đồng thời trên màn hào quang của tu sĩ đại quân bạo liệt ra. Trong lúc nhất thời các sắc quang mang đều chấp động, phòng bảo hộ của pháp sĩ đại quân cũng có chút run rẩy. Long hàm chứng kiến màn này, không cần suy nghĩ lại truyền ra một đạo mệnh lệnh, các tu sĩ nhận được lệnh không chờ đợt công kích thứ nhất chấm dứt, lập tức triển khai đợt công kích thứ hai. Lần này, các tông môn cùng liên thủ thi triển bí thuật công kích khổng lồ. Các sắc màu quang trụ, lửa ma ngập trời từ phía tu sĩ đại quân liên tiếp phát ra, cùng với dị bảo công kích đợt đầu trong nháy mắt hoàn thành một mạch, bao trùm cả phe pháp sĩ. Màn phòng hộ của pháp sĩ hoàn toàn chịu trận dưới hai đợt công kích liên tiếp. Lão giả khô gầy sắc mặt có chút âm trầm, hắn tuyệt đối không nghĩ tới là chỉ vì động tác kích phát linh thuật chậm hơn so với đối phương mà dĩ nhiên lập tức biến thành cục diện chịu đòn. Thế công của đối phương hung mãnh như thế, Hắn cũng nhất thời không cách nào lập tức là đánh trả. Dưới thế công đáng sợ này nếu không có pháp trận cấm chế bảo vệ thì cho dù Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng tuyệt không có dũng khí đón đỡ đòn công kích này. "Lục phu nhân, xem ra phải sử dụng cự thú của các ngươi rồi, nếu không sẽ không có cách nào chiếm được tiên cơ lão giả đột nhiên hướng Hắc Bào nữ tử một bên nói. "Tông chủ nếu muốn sử dụng số cự thú này, đạo hữu cứ điều động mà không cần nói với thiếp thân." Hắc Bào nữ tử mỉm cười thản nhiên nói, "Lão giả nghe vậy hài lòng gật đầu rồi lập tức phân phó xuống sau một trận hú giống kinh thiên động địa mười mấy thân ảnh khổng lồ ngạnh kháng với các loại công kích từ trong vòng bảo hộ của pháp sĩ lao ra đây là hoang dã cự thú phi giáp bao bọc cả ngươi đám cự thú này vừa xông ra lập tức hướng phía tu sĩ đại doanh chạy tới như như điên lần này công kích của tu sĩ đại quân tự nhiên có một bộ phận điều chỉnh phương nhắm vào đám cự thú này vì vậy phép thuật công kích vào phe pháp sĩ không khỏi thoáng chậm lại nhân cơ hội này mười mấy tên cao dài pháp sĩ vội vàng bay ra, đồng thời phát ra hơn 10 quả đạn hoàn màu sắc khác nhau, trong miệng niệm chú ngữ lẩm bẩm. Sau đó một màn khó tin xuất hiện, số đạn hoàn này rơi thẳng xuống mặt đất rồi thấy đâu nữa. Tiếp theo số đạn hoàn này quay tròn loạn chuyển và bị thanh quang bao vây, ngưng kết xuất ra một đoàn thanh thủy hoặc tự hành bộc phát ra hỏa quang, bị liệt hỏa bao ở trong đó. Tiếp theo từ mặt đất, trong ánh thanh quang, từ trong nước lửa trống rỗng biến hóa ra nhiều loại yêu thú, có hoàng sắc thổ mãng dài hơn 10 trượng, hỏa lang cao 7-8 trượng. Hình thể như có như không thanh quái điểu và còn có thủy vụ cháo lam sắc yêu quy. Đám yêu thú này sau khi hiện hình đi ra, lập tức chạy theo đám hoang dã cự thú đồng dạng đánh về phía tu sĩ đại quân đối diện. Đám cự thú này vì thân mình thiên phú ra dày thịt béo, hơn nữa thân mang chiến giáp và trên người còn mang các loại phòng hộ pháp thuật, nên mặc dù bị các loại pháp thuật công kích cũng chỉ giống lên không thôi, trong nháy mắt vết thương khắp cả người lành lại, kỳ tích là không có con nào ngã xuống. Nhưng đám quái thú phía sau do biến hóa mà thành thì không được như vậy. Mặc dù chúng nó thoạt nhìn đồng dạng khí thế kinh người. Nhưng sau một phiên luân phiên công kích trôi qua thì đại bộ phận bị đánh tan thân thể, hóa thành một điểm linh quang biến mất vô tung vô ảnh. Mà số đạn hoàn này cũng mất phần lớn linh khí trực tiếp rơi xuống. Nhưng số cao dài pháp sĩ đối với màn này lại như không thấy. Đồng thời lại dương tay, một nhóm đạn hoàn mới được tung ra. Sau khi đọc xong chú ngữ thì đám quái thú lần nữa được sinh ra, không sợ chết vọt lên. Lần này, không ít tu sĩ sắc mặt khẽ biến, nhìn đám quái thú do pháp thuật sinh ra áp lực lại tăng thêm vài phần. Mà phe cánh pháp sĩ lại cảm thấy áp lực giảm đi. Thấy tình hình này, lòng hàm sắc mặt hơi trầm xuống, vội vàng muốn phân phó cái gì nhưng có chút trì hoãn. Lão giả khô gầy thật vất vả mới nắm được cơ hội, ra lệnh một tiếng. Non nửa số pháp sĩ thi triển linh thuật công kích, nhất thời các màu linh quang nổi lên, trong tiếng chú ngữ một hỏa cầu đường kính hơn trượng một cây băng thương thô tế nhỏ bắt đầu ở trên khoảng không ngưng tụ thành hình linh thuật pháp trận chứng kiến này một màn này lòng hàm thì thào tự nói một câu biết không cách nào tái áp chế đối phương môi khẽ nhúc nhích truyền âm một câu nhất thời dị bảo đình chỉ công kích chủ nhân vội vàng mang theo bảo vật hướng về đội ngũ thối lui một lần nữa trở lại trong vòng bảo vệ cùng lúc đó trên bầu trời phe tu sĩ bay ra hơn ngàn tu sĩ tu vi không thấp mỗi người cầm trong tay một cây trận kỳ dài vài thước, nhanh chóng tạo thành một cự đại pháp trận khí thế ngút trời, vô cùng xâm nghiêm, sau đó mỗi người cầm trận kỳ trong tay hướng không chung ném đi. Mảng lớn ngũ sắc quang mạc hiện lên phía trên đầu phe tu sĩ, giống như một cái cự thuẫn, cấp tu sĩ đại quân thêm một tầng phòng hộ. Lúc này, phía đối diện đồng thời bắn ra mấy trăm khối hỏa cầu lớn, theo sau là hơn ngàn băng thương. Nhất thời hỏa lãng, băng vụ bao trùm cả bầu trời phía trên tu sĩ đại quân mà đám cự thú cùng với yêu thú do đạn hoàn biến hóa ra, cũng đã vượt qua một hơn một nửa khoảng cách, vài đợt pháp thuật luân phiên công kích, hoàn toàn vào tới một phương trước mặt phe tu sĩ. Mười mấy đầu cự thú chỉ còn lại có bảy tám đầu cường đại nhất, còn số yêu thú lần thứ hai biến hóa ra cũng tổn hại hơn phân nửa. Bất quá đối mặt với đám đông tu sĩ đại quân, đám yêu thú này không sợ hãi chút nào, vẫn khí thế hung hung xông tới. chương 768, Cuộc chiến biên giới năm Tu sĩ ngừng kết xuất ngũ sắc thái mạc, rõ ràng là một loại chuyên môn khắc chế linh thuật cấm chế nhìn sau khi trận công kích kinh người đi qua thải mạc lại vẫn không hề hấn gì long hàm xem đến nơi đây trên mặt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng nơi này bay ra tới ngàn hơn tu sĩ toàn bộ đều là cửu quốc minh kinh nghiệm huấn luyện tinh nhuệ đệ tử lúc này mới có thể thuần thuộc bố trí gia này pháp trận đi ra sau khi xem qua uy lực của nói xem ra ngụy vô nhai thật không có ngoa ngôn khô gầy lão giả thấy đối phương công kích không có hiệu quả sắc mặt thoạt nhìn có chút khó khăn nhưng trong miệng không chút do dự lần nữa phát ra lệnh công kích tiếng chú ngữ từ phe pháp sĩ vang lên lúc này đây không chỉ đơn giản ngưng tụ ra hỏa cầu cùng băng thương mà là một hỏa nha cùng một băng mãng trong suốt chậm rãi bắt đầu trên không trung thành hình đương nhiên so sánh với đợt công kích thứ nhất thời gian tự nhiên tốn hao dài hơn một ít lúc này bên phe tu sĩ đối diện xuất hiện một trận giao động nhỏ một đội áo lục tu sĩ bay ra vòng bảo hộ bọn họ đồng thời đem túi linh thú bên hông tháo xuống tung lên trên trời miệng túi linh thú hướng xuống, phun ra đủ mọi màu sắc sáng mờ, trong ánh sáng mờ bay ra hơn 10 yêu thú hình thái khác nhau. Cầm đầu là ba con, vô cùng bất phàm, một đầu sinh long rác, thân phi giáp lân, bạch quang lập lòe, là loại long mã thú hiếm thấy. Một con khác miệng phun tinh phong, một thân lục mao song đầu yêu sư. Cuối cùng là một con bọ cạp càng đáng sợ, toàn thân đỏ đậm, dài hơn 5-6 trượng thật lớn. Cái nọc màu đen sau lưng làm cho người ta không lạnh mà run số yêu thú này chính là do ma đạo ngự linh tông tỉ mỉ nuôi dưỡng một nhóm linh thú lợi hại. Một khi được thả ra lập tức dưới sự đái lĩnh của tam đại yêu thú khí thế hung hung nghênh đón đám cự thú cùng hư linh thú do pháp sĩ làm phép thúc dục hóa thành. Trong lúc nhất thời yêu phong trận trận, quần thú chiến bắt đầu, mặc dù chỉ có tam đại linh thú cầm đầu là có thể đơn đả độc đấu cuốn lấy một con hồng hoang cự thú. Nhưng cũng may số linh thú còn lại đông đảo lại được trải qua huấn luyện. Tất cả cùng hống lên rồi tiến đến đám cự thú mà đi tới thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Cùng lúc với yêu thú, mấy ngàn tu sĩ cũng bay lên không, chia làm năm đội trực tiếp hướng đối diện phóng đi. Trên đường tế khởi pháp khí, hướng phe pháp sĩ phun ra công kích như mưa. Khi song phương chỉ còn cách nhau trăm trượng, thậm chí còn mơ hồ thấy rõ ràng mặt địch nhân, thì phốc phốc, bảy thanh âm từ trong đám tu sĩ dẫn đầu truyền ra. Bảy đạo bạch ngọc phù được bảy lão giả loan minh tông, thần sắc ngưng trọng tế ra. Ngọc Phù mới vừa rời tay hóa thành bảy đạo bạch hồng bay vụt tới hướng đại quân Pháp Sĩ, trên độ cao hơn 10 trượng xoay quanh một cái rồi đều hiện ra nguyên hình. Sau một trận lúc qua lúc trướng rồi phát ra một tiếng sét đánh kinh thiên động địa từ trong Ngọc Phù truyền ra. Tiếp theo bảy miếng Ngọc Phù toái liệt, bảy đoàn bạch sắc điện cầu trói mắt hiện ra. Sau đó kịch liệt biến lớn, trong nháy mắt hóa thành mặt trời thật lớn, bảy cái mặt trời này đường kính hơn 10 trượng, màu trắng sáng rực phiêu phù phía trên ở tu sĩ đại quân. Một màn này thật sự có chút kinh người, không ít pháp sĩ không tự kiềm chế được, ngẩng đầu nhìn lại, mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Bất hảo, là thường cổ phù, lão giả khô gầy nguyên bản đang bình tĩnh vừa thấy tình hình này, cực kỳ hoảng sợ. Nhưng chưa chờ hắn hành động cái gì, bảy mặt trời trước sau bạo liệt ra. Bầu trời phía trên pháp sĩ đại quân, trong nháy mắt trải rộng tràn ngập rung động bởi bạch sắc điện hồ, hóa thành bảy cái điện võng thật lớn trùm xuống phía dưới. Phía tu sĩ tựa hồ được nhắc nhở trước, vô số xanh xanh đỏ đỏ, lập lóe các màu linh quang phù, phô thiên cái địa được ném ra. Mà lúc này, tiếng sấm ẩm u u tải từ trong bạch quang vang lên. Xem ra bên ngoài rất náo nhiệt, hàn lập thì thào tự nói một tiếng. Lúc này hắn vắt hai tay sau lưng nhìn chầm chầm quang cháo bích màu đỏ trước mặt, trên mặt nhìn không ra vẻ kinh hoàng do bị nhốt. Từ khi biết ý đồ của Pháp Sĩ Nguyên là muốn vây khốn bọn họ, hàn lập trong lòng không có chút lo lắng gì. Mộ Lan Nhân một khi dùng tới thủ đoạn này, khẳng định là đối với vòng bảo hộ này tin tưởng 10 phần, nhưng Hàn Lập đối với việc phá giải cấm chế này cũng có một chút tự tin. Bất quá khi nào đi ra ngoài cùng với việc dùng loại thủ đoạn nào phá quang cháo, cũng là chuyện phải cẩn thận một chút. Bây giờ đi ra sớm có thể là không tốt, mặc dù Hàn Lập nguyện ý cùng thiên nam chống lại mộ lan nhân, xuất ra một phần lực, nhưng đồng dạng cũng không muốn làm pháo hôi khi bắt đầu giao phong lại hồ đồ mà chết trong loạn chiến. Dù sao đây không phải là đơn đả độc đấu, không phải là chuyện đối phó với một đối thủ, vạn nhất mới vừa ngay từ đầu, đồng thời bị vài tên nguyên anh kỳ tu sĩ chú ý, hoặc bị hơn ngàn pháp sĩ đồng thời công kích, cho dù hắn thân mang lôi độn thuật cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có ngay từ đầu tránh xa hỗn loạn do đại bộ phận cao giai tu sĩ cùng pháp sĩ cũng giao thủ thì đi ra ngoài mới an ổn một chút. Khả năng bị vây công mới nhỏ đi không ít. Đương nhiên nếu không phải là việc bị huyết quang cháo nhốt này xuất hiện, Hàn Lập cũng có phương pháp khác có thể tránh giao phong ngay khi bắt đầu nhưng bây giờ lại càng danh tránh ngôn thuận tránh thoát được thời điểm chiến đấu hung hiểm nhất này. Mà mới vừa rồi tiếng sấm ầm ầm truyền tới thật kinh người. Cho dù Hàn Lập thân ở nơi đây, vẫn có thể cảm thấy quang cháo bích cũng bị tiếng sấm chấn động mà run nhẹ nhẹ. Đây là tín hiệu song phương rốt cuộc đã trực tiếp giao thủ. Mặc dù không biết công kích kinh người như thế rốt cuộc là bên nào phóng xuất ra. Nên cho dù phe kia tiếp được uy lực đại công kích như thế tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Nghĩ tới đây, Hàn Lập thở dài một hơi quay đầu lại lại đánh giá phương hướng khác tại quang cháo bích huyết quang cháo này xác thực có chút quỷ dị lấy thần thức hắn cũng không có cách dò xét đi vào mảy may hơn nữa cấm chế này thoạt nhìn rõ ràng là ma đạo công pháp nhưng ích tà thần lôi kích bên ngoài lại dĩ nhiên không có chút hiệu quả nào điều này làm cho hàn lập nổi lên một trận hứng thú lúc trước hắn còn dùng minh thanh linh nhãn dò xét các nơi trong huyết quang cháo một phen kết quả trừ một màu huyết hồng thì không hề thu hoạch được gì bất quá hàn lập cũng không gấp ở bên ngoài vừa mới vừa giao chiến không lâu, hắn vẫn còn có thời gian nghiên cứu phương pháp phá quang cháo. Sau khi há mồm, Hàn Lập phun ra một thanh tiểu kiếm. Kiếm này dưới sự thôi thúc bằng thần thức của hắn, hóa thành một đạo thanh hồng cỡ một thước, hung hăng chém lên vách quang cháo. Bịch một tiếng trầm thấp truyền đến, quang cháo không chút sức mẻ, ngược lại phi kiếm bị phản chấn bắn ra hơn trường. Hàn Lập không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn, đem phi kiếm thu lại, quả đấm vừa lộn, nhất kiện gì đó màu đen xuất hiện trên tay, đúng là cổ bảo thiên trọng phong. Hàn lập đem vật này ném đi, hai tay bắt quyết. Hắc quang sau khi hiện lên, một tòa tiểu sơn cao hơn 10 trượng không một tiếng động hiện ra trước mặt hàn lập. Hàn lập vươn tay chỉ, nhìn tiểu sơn này nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời ngọn núi run lên rồi không nhanh chóng hướng quang cháo bích xa xa hung hăng nện xuống. Một tiếng nổ truyền đến, hắc mang cùng huyết quang đan sen vào nhau, ngọn núi đồng dạng bị phản chấn văng ra quang cháo bích chỉ là lơ đãng run rẩy vài cái hàn lập trên mặt rốt cục lộ ra một tia kinh ngạc sau khi sờ sờ cầm hắn đột nhiên nhìn tiểu sơn một lần nữa điểm chỉ lần này bảo vật hóa thành một đạo ô quang bay vụt đến trung tâm huyết quang cháo sau đó miệng niệm chú ngữ tiểu sơn trong ánh quang mang kịch liệt phình to lên một lát sau đã cao bảy tám mươi trượng mắt thấy ngọn núi đã cao bằng chiều cao của quang cháo hàn lập lại không có ý tứ dừng lại chút nào ngược lại tay dương lên lại đánh ra vài đạo pháp quyết bắn tới Tiểu Sơn. Tiểu Sơn đã lớn lại tiếp tục phình ra với tốc độ nhanh hơn ba phần. Sau khi tiếng ầm ù, ù mà vang lên, ngọn núi cao hơn trăm trượng, trông như kình thiên đứng thẳng tắp trong huyết quang cháo. Cả thân núi hắc linh quang lóe ra không ngừng, mà huyết cháo tại chỗ tiếp xúc với đỉnh đầu dưới bắt đầu có chút biến hình. Cả quang cháo bích cũng kịch liệt chớp lên không thôi. Hàn Lập thấy màn này trong lòng vui vẻ, trong cơ thể linh lực lưu động, các loại pháp quyết không ngừng kích lên trên Tiểu Sơn hắc sắc sơn vẫn chậm rãi bành trướng, trên đỉnh huyết cháo bị biến hình cũng càng rõ ràng hơn. Nhưng là sau khi quang cháo phình ra đến trình độ nhất định thì mặc cho hàn lập thúc dục như thế nào, huyết quang cháo biến hình lại quỷ dị dừng lại. Hắc sắc sơn phong đang bành trướng cũng bị dừng lại, hàn lập dừng pháp quyết lại, nhìn huyết quang cháo đỉnh bộ chầm chăm, hai mắt nheo lại. Xem ra ý nghĩ muốn dùng thiên trọng phong phá cấm chế này cũng không thể thực hiện được. Tiếp theo cũng chỉ có cách thử kiền lam băng diễm cùng tử la thiên hỏa một chút, xem có thể kích phá quang cháo này không. chương 769, cuộc chiến biên giới 6. Hàn lập nhìn hát sắc cự phong ngoắc một cái, tiểu sơn sau khi quang mang lóe lên thì thu nhỏ lại, to chừng vài tấc hóa thành một đạo hát quang bay vụt vào trong tay áo hàn lập. Huyết sắc quang cháo cũng khôi phục nguyên hình, xem ra cái cháo này thật đúng là cứng cỏi vô cùng. Hàn lập xoay người lại, vươn một ngón tay, phốc một viên lam sắc hỏa cầu to cỡ hạt đào hiện lên trên đầu ngón tay. Đi hàn lập miệng nhẹ hô, hỏa cầu nhẹ nhàng bắn ra, bay thẳng đến cái vách cháo hướng xa xa. Bịch một tiếng động nhỏ vang lên, làm diễm sau khi bạo liệt thì từng mảng băng màu lam trong nháy mắt tràn ra, trải rộng trên cả cái vách cháo. Cả huyết cháo nhiệt độ đang ấm nhanh chóng biến thành thế giới lạnh giá, nhiệt độ thấp đến mức hơi thở cũng biến thành băng. Chứng kiến cảnh này hết thảy, Hàn Lập sau khi thân hình nhoáng lên một cái, đến một chỗ lam quang lập lòe trên vách cháo trước mặt. Hắn khoát tay, một đạo thanh sắc kiếm khí đánh tới trên tầng băng, có tiếng vỡ vụn truyền đến, tầng băng trong suốt vỡ bay tán loạn. Nhìn chỗ kiếm khí công kích, thân sắc Hàn Lập trầm xuống. Theo băng vụn rơi xuống, vách cháo phía sau huyết sắc quang cháo dĩ nhiên bình yên vô sự, máu huyết bám bên trên cũng không có dấu hiệu bị đóng băng. Chỉ là mặt ngoài có một tầng xương màu lam mỏng mà thôi. Huyết khí vẫn ở bên trong quay cuồng không thôi, Hàn Lập đánh giá tình hình một chút, đưa tay khẽ phất, một tầng tử sắc ma diễm bỗng nhiên bao trùm toàn bộ bàn tay hắn không chút khách khí vươn tay này hướng tới vách cháo nhẹ nhàng nhấn một cái. Tử la thiên hỏa uy lực quả nhiên mạnh hơn kiềm lam băng diễm một bậc. Tử diễm vừa mới đến gần cái vách cháo, soạt một tiếng, huyết vụ trên vách cháo rong nháy mắt ngưng động lại, tử quang nổi lên trói mắt, hàn lập mặt lộ vẻ vui mừng, hắn cẩn thận thao túng tử la thiên hỏa, làm cho uy lực của nó chỉ giới hạn trong phạm vi cháo. Hàn lập há mồm, tiếng sét đánh vang lên, một đạo kim hồ từ trong miệng phun ra trực tiếp đánh vào vách cháo kim mang sau khi hiện lên thì trên vách cháo hiện lên một vết nứt nhỏ. Nhưng huyết quang chợt cuồng lên vài cái, trong nháy mắt vết nứt đã không thấy bóng dáng. Hàn lập giật mình, cái huyết quang cháo này quả là vô cùng quỷ dị, mặc dù đã bị đóng băng mà dĩ nhiên còn có thể tự tiến hành chữa trị tổn thương. Trách không được mộ lan nhân yên tâm sử dụng cấm chế này như thế, ngay cả tử la thiên hỏa cũng không thể kích phá, đích xác là có thể vây khốn phổ thông nguyên anh tu sĩ. Mặc dù tâm lý có chút hoảng sợ, nhưng Hàn Lập lại lập tức đưa tay hướng túi chữ vật vỗ một cái. Một viên thanh sắc châu tròn bóng loáng, to cỡ ngón tay cái xuất hiện trên lòng bàn tay. Đúng là lôi châu hắn mới luyện chế thành, vật ấy từ sau khi luyện thành đến nay vẫn chưa ra sử dụng qua lần nào, vừa đúng lúc hôm nay thử xem uy lực của nó như thế nào. Hơn nữa từ âm thanh trận chiến, Hàn Lập trong huyết quang cháo cũng không có cách nào cảm ứng được tình huống đại chiến bên ngoài, nhưng tính thời gian thì cũng đã qua giai đoạn đầu, đi ra ngoài lúc này hẳn là không có trở ngại gì mới đúng nếu không đi ra ngoài tương trợ mà nói, tu sĩ đại quân vạn nhất đại bại, hắn chỉ có như chim trong lồng mà thôi. Tuyệt không may mắn thoát khỏi, nghĩ như vậy, hàn lập trong lòng bàn tay quang mang chợt lóe lôi châu sau khi quay tròn thì hóa thành một đạo thanh quang bắn nhanh hướng cái vách cháo, đồng thời thân hình hướng về phía sau bắn đi. Một tiếng sấm ị ùm vang lên, tiếp theo một đoàn kim thanh sắc quang mang cỡ đầu người tại vách cháo dâng lên. Cả vòng bảo hộ bị đánh trúng, kịch liệt rung động. Hàn lập trên mặt vẻ kinh ngạc chợt lóe qua viên châu này uy lực tựa hồ còn trên dự đoán của hắn ý niệm này trong đầu mới xuất hiện thì đột nhiên sắc mặt hàn lập khẽ biến trên người thanh sắc linh quang đại phóng cả người hóa thành một đạo thanh hồng bắn ra dưới một kích của lôi châu vách cháo dễ dàng bị phá ra một cái thông đạo không lớn đi ra điều này hàn lập cảm ứng được không kịp suy nghĩ nhiều lập tức bay ra cái thông đạo này nhanh chóng thu nhỏ lại hàn lập khi biến thành một đạo thanh hồng bắn ra huyết sắc quang cháo trong lòng tự nhiên vui mừng lẫn sợ hãi dị thường dùng tử la thiên hỏa uy lực cung cấp với thanh sắc đang diễm luyện chế lôi châu, dĩ nhiên dễ dàng bài trừ cấm chế này như thế, điều này thật sự là ra ngoài ý liệu của hắn. Nguyên bản hắn nghĩ nếu lôi châu này không có hiệu quả thì cũng chỉ có cách vận dụng phệ kim trùng cùng huyết ma kiếm. Tuy có tiếng không gì không thể không thôn vệ được nhưng việc bài trừ quang cháo này sợ rằng phải mất một ít thời gian. Còn vật kia sau khi sử dụng có thể lưu lại là hậu hoạn vô cùng, hàn lập không dễ dàng vận dụng nhưng bây giờ vô danh lôi châu luyện chế thành dĩ nhiên lại có thể bài trừ huyết quang cháo điều này tự nhiên là chuyện vui ngoài ý muốn xem ra tử la thiên hỏa sở dĩ không cách nào kích phá được cấm chế này hơn phân nửa hay là bởi vì băng hàn thuộc tính không giống đang diễm là hàng thật giá thật hỏa thuộc tính linh hỏa không cách nào tương khắc được bất quá hàn lập mới vừa bay ra chưa kịp nhìn thấy rõ ràng tình hình vòng bảo hộ thì trong tai đã chuyển đến vài tiếng kinh hô tiếp theo các loại các dạng bạo liệt tiếng oanh minh cùng với vô số tiếng hét lớn tiếng giống giận dữ, hoặc xa hoặc gần đồng thời truyền vào trong tai. Hàn lập vội vàng tập trung nhìn, không khỏi ngẩn ngơ, hắn giờ phút này lại bị hơn 10 pháp sĩ vây quanh, cũng may thần thức hắn đảo qua thấy đám pháp sĩ này tu vi cũng không cao. Có hai gã kết đan kỳ, còn lại đều là trúc cơ kỳ tu vi. Bọn họ mỗi người cầm trong tay một cây pháp kỳ, tựa hồ đang chuẩn bị thi triển linh thuật công kích gì. Mà hàn lập lúc từ huyết quang cháo bay ra lại vừa lúc rơi vào trong vòng mấy người này. Hàn Lập không để ý tới bọn họ, hướng về mọi nơi đánh giá qua một chút, không khỏi ngã hít một hơi lương khí. Trong mắt chỉ thấy, vô luận bầu trời hay là mặt đất, vô số linh quang bảo khí chấp động không thôi, các màu sắc bạo liệt xé gió vang lên liên tiếp. Song phương tu sĩ cùng pháp sĩ hoặc mấy người, hoặc một nhóm, hình thành vô số chiến đoàn lớn nhỏ, cùng hỗn chiến một chỗ. Hàn Lập nhất thời cũng nhìn không ra phương nào chiếm thượng phong. Không kịp quan sát nhiều, Hàn Lập vội vàng thu hồi ánh mắt, lạnh lùng đánh giá đám pháp sĩ xung quanh một cái. Hơn 10 pháp sĩ này thấy Hàn Lập bỗng nhiên từ trong huyết quang cháo lao ra, tự nhiên cũng trợn mắt há hốc mồm, không tốt. Hắn là nguyên anh tu sĩ, mau gọi đại thượng sư lại đây. Một gã kết đan pháp sĩ phản ứng đầu tiên, sau khi quát to một tiếng, lập tức vỗ sau đầu, một thanh thanh bích lục sắc phi đao hướng Hàn Lập bắn nhanh đến. Đồng thời thân ảnh hóa thành một đạo lục quang bắn về phía sau xa hơn 10 trường. Muốn nới khoảng cách với Hàn Lập, số pháp sĩ còn lại nghe vậy, cả kinh cùng phản ứng. Một kết đàn pháp sĩ khác lập tức phối hợp thả ra một thanh hỏa hồng phi xoa, đồng thời tay kia dương lên, một đạo truyền âm phù hóa thành một đạo hỏa quang phá không bay đi. Mà số pháp sĩ tu vi thấp còn lại thì dơ cao pháp kỳ trong tay, miệng đọc chú ngữ. Hơn 10 đạo hỏa diễm lớn từ trụ kỳ ra phun ra, hóa thành một biển lửa hướng hàn lập cuồn cuộn kéo tới. Ồ, thấy số pháp sĩ này dĩ nhiên không có chạy trốn, ngược lại chủ động ra tay, có ý nghĩ muốn ngăn chặn hắn, Hàn Lập lại có chút ngoài ý muốn. Nhưng trên mặt sát khí chợt lóe, tay áo vung lên. Thanh quang lóe lên, hơn 10 khẩu thanh trúc phong vân kiếm từ cổ tay áo xé gió bay ra. Tiện tay bắt một đạo pháp quyết đánh ra, mỗi khẩu phi kiếm sau khi khẽ run lên, lập tức lại phân ra vô số đạo kiếm quang, trong nháy mắt vô số kiếm quang đã đem Hàn Lập bao chung quanh, kiếm khí kinh thiên, thoạt nhìn khí thế cực kỳ kinh người. Hai gã kết đan pháp sĩ thấy tình hình này, bị hù dọa đến tim đập chân run, nhưng vẫn kiên trì đến cùng chỉ huy pháp bảo đánh lên. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, hai tay tùy ý điểm chỉ hai cái, các đạo kiếm quang bay ra. Một chút đánh tới phi đao cùng phi xoa rồi đan vào cùng nhau. Thanh quang đại phóng ra, hai kiện pháp bảo này đã bị kiếm quang ép tới gào thét không thôi, linh quang trong nháy mắt bị ép thành một tiểu đoàn. Về phần biển lửa nọ cuồn cuộn mà đến, chỉ kịp đến bên người Hàn Lập mấy trượng thì gặp vô số kiếm quang, lập tức hóa thành hư không bây giờ không phải lúc cùng đám pháp sĩ này dây dưa hàn lập cũng không có ý lưu thủ miệng hôi nhẹ một chữ đi hơn trăm đạo kiếm quang đột nhiên quang mang đại phóng đồng thời bắn nhanh ra phô thiên cái địa thanh quang đồng thời hướng tới mỗi một pháp sĩ đánh tới chúc cơ kỳ pháp sĩ mặc dù đều tế ra pháp kỳ trong tay muốn ngăn cản nhưng thanh sắc kiếm quang vừa đánh xuống xuống những người này đã bị đánh thành thịt nát ngay cả một tia cơ hội đào tẩu cũng không có nhưng hai gã kết đan pháp sĩ nọ thấy nhiều kiếm quang hướng bọn họ bay tới như thế thì sắc mặt tái nhật không còn chút máu. Bọn họ gan lớn như thế nào cũng không dám ngăn cản công kích kinh người như thế, không cần suy nghĩ đều hóa thành một đạo độn quang. Hướng phương hướng trái ngược phi độn mà chạy, hàn lập thấy vậy, trong mắt hàn quang chợt lóe hai tay kết ấn, hai phiến kiếm quang bay vụt về hướng hai người bọn họ, sau một trận thanh minh thì bỗng nhiên liên kết cùng nhau, các kiếm quang pháp lực liên kết cùng nhau, độn tốc chợt nhanh hơn phân nửa. Đáng thương hai gã mộ lan pháp sĩ vừa mới bay ra hơn 20 trượng thì đã bị kiếm quang phát sau mà đến trước hoàn toàn bao lại. Mặc dù bọn họ liều mạng thúc giục hộ thể bảo khí, tay phát ra các loại linh thuật muốn chống đỡ một chút, nhưng sau khi thanh quang rơi xuống. Vô luận linh thuật hay là hộ thể bảo khí, tất cả đều trong nháy mắt hóa thành hư không. Hai người ngay cả cổ họng cũng không kịp kêu một tiếng, thân hình đã bị chúng kiếm quang chém thành vô số mảnh. Nguyên thần đồng dạng không có cơ hội độn ra, trực tiếp tan dã dưới kiếm quang. Nhưng ngay sau lúc Hàn Lập mới đắc thủ, phía trên bầu trời truyền đến một thanh âm nổi giận, tiếp theo một đạo hoàng mang trói mắt từ trên trời phi xuống, tốc độ vô cùng nhanh. Hàn Lập thần sắc vừa động, sau lưng tiếng sét đánh vang lên, phong lôi xí trong phút chốc triển khai. Ngân quang chợt lóe, thân ảnh đã biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên bản hoàng mang đang bay vụt xuống vừa thấy cảnh này, không khỏi ngưng trệ một chút, quang hoa sau khi thu liếm, một người mặc hoàng sam không dâu hiện ra giữa không trung, ngoài mặt mặc dù đầy vẻ giận dữ, nhưng sâu trong ánh mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc người này đúng là mộ lan nhân đại thượng sư hắn nguyên bản muốn phối hợp với pháp sĩ khác trên trời cao cùng vài tên thiên nam nguyên anh tu sĩ rằng co khi nhận được tin của tộc nhân truyền đến lập tức thoát thân bay đến động tác mặc dù rất nhanh nhưng cũng chỉ kịp chứng kiến hai gã tộc nhân bị thanh sắc kiếm quang chém chết tự nhiên cực kỳ cuồng nộ một người trong đó là thân truyền đệ tử của hắn được hắn coi như là con cháu nhưng hàn lập đột nhiên biến mất không thấy đột nhiên giật mình lập tức nhớ tới một nhân vật tu sĩ tại thiên nam cực kỳ lợi hại, vội vàng khắc triệu oán độc trong lòng, thần thức tập trung dò xét mọi nơi không ngừng. Ngân quang sau lưng chợt lóe, Hàn Lập thân hình lại hiện lên. Đi chết đi, cảm ứng được Hàn Lập hiện lên, lão giả không cần suy nghĩ thân hình quay tròn vừa chuyển, dương tay, một khối tứ phương pháp bảo hung hăng đánh tới hướng Hàn Lập. Bảo khí này vừa rời tay, hoàng quang đại phóng, trong nháy mắt hóa thành một khối cự chuyên hơn 10 trượng, tiếng gió rít hào ào đồng thời từ pháp bảo truyền ra, thanh thế cực kỳ kinh người. Chương 770, cuộc chiến biên giới 7. Hàn Lập mặt không chút thay đổi khoát tay, làm sắc quang thuẫn rời tay bay ra, trong chớp mắt hình thể bành trướng, hóa thành một cự thuẫn che ở trước người. Một tiếng nổ vang lên rồi hoàng lam lưỡng sắc quang mang đan vào, cự chuyên, làm thuẫn run lên đồng thời bay ra, dường như uy lực tương đương. Hàn Lập thấy cự thuẫn bắn về phía mình thì mặt không chút thay đổi vươn tay nhẹ nhàng điểm một chỉ thanh mang chợt lóe rồi tấm chắn quỷ dị dừng lại, mà khối cự chuyên kia sau khi xoay quanh một cái thì lần nữa hóa thành một đạo hoàng quang đánh về hướng Hàn Lập. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, ngân sắc lôi quang phía sau chợt lóe rồi lần nữa biến mất không thấy. Hoàng Sam lão giả thấy vậy, trong lòng cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều liền dương tay, một cây tử sắc tiểu kỳ từ trong tay bắn ra, trong nháy mắt hóa thành một đoàn tử vân đem toàn thân bảo vệ. Nhưng vào lúc này, bên trái lão giả chợt có tiếng sấm vang lên, thân hình Hàn Lập hiện lên, há mồm rồi một thanh tiểu kiếm dài chừng một tấc phun ra kiếm này mới vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt bị một tầng thâm lam hỏa diễm bao vây phía ngoài chợt lóe lên bắn về phía tử vân lão giả trong tử vân nguyên bản cực kỳ thong dong nhưng vừa thấy trên phi kiếm có lam diễm thì lại lộ ra vẻ sợ hãi hắn không cần suy nghĩ thân hình thoáng một cái trong nháy mắt đi rời xa hơn một trượng muốn tránh thoát kiếm này nhưng lão giả tuyệt đối không nghĩ tới là thân hình mới vừa vừa động thì trong nháy mắt một đạo thân ảnh nữ tử như có như không sớm đoán trước đột nhiên hiện ra phía sau. Hơn nữa Ngọc Thủ vừa nhấc, một viên thanh sắc viên châu nhanh như tia chớp bắn ra. Nữ tử này hiện lên vô thanh vô tức giống như quỷ mị. Dường như lão giả vừa động thì nàng đã tiến đến bên người hắn. Nàng hiện ra chớp thời cơ xảo diệu cùng Hàn Lập phối hợp quả là thiên y vô phùng. Bất quá ngay cả như vậy, lấy thần thức nguyên anh kỳ của lão giả tự nhiên cảm ứng được dị thường phía sau. Nhưng khoảng cách ngắn như thế, hắn cũng không có cách nào trốn tránh được. Việc duy nhất có thể làm là cũng chỉ có cách đem toàn thân pháp lực liều mạng quán trú tại tử vân hộ thể. Cái cổ bảo này biến thành tử vân, uy lực không nhỏ, hắn còn có ba phần tự tin, ầm ầm một tiếng nổ vang lên, kim thanh lưỡng sắc quang mang bạo liệt, tử vân nguyên bản xem ra bất phàm lại bị hỏng mất. Mà lão giả bên trong lại gào thét một tiếng rồi nửa người không còn thấy đâu, phần còn lại cũng bị thanh sắc hỏa diễm hoàn toàn cắn nuốt. Lão giả thấy tình hình này, phần thân thể phía trên đầy đủ đầu lâu tràn đầy vẻ kinh sợ cùng vẻ mặt khó có thể tin, nhưng lập tức hóa thành thần sắc cực kỳ oán độc đồng thời cắn răng một cái. Bịch một tiếng, nhục thân còn lại tự hành bạo liệt rồi một đoàn hoàng quang trói mắt từ đó bay độn ra, trong nháy mắt bắn ra hơn 10 trượng, bên trong có một lão giả diện mục tương tự như đưa trẻ con cao khoảng một thốn. Đúng là hoàng sam lão giả thấy không ổn, quyết đoán bỏ qua nhục thân, khiến cho Nguyên Anh từ đó bắn ra, vọng tưởng thoát được một mạng. Nhưng Hàn Lập tựa hồ sớm đoán trước, khi Nguyên Anh thoát bay ra thì đồng thời thân hình trong ngân quang lần nữa biến mất, chợt lóe lên rồi hiện ra phía trước Nguyên Anh đang bỏ chạy. Tay dương lên thì có tiếng sét đánh vang lên, một mảnh kim võng chụp xuống, đồng thời thanh tiểu kiếm đầy lam sắc hỏa diếm cũng từ phía sau bay vụt đến. Trong hoàng quang, Nguyên Anh thấy tình hình này thì mặt lộ ra vẻ sợ hãi, kinh hoàng dị thường há mồm phun ra một cái bát lớn hình tròn, ngân quang lập lòe nghinh đón kim võng đang chụp xuống. Oanh một tiếng, Viên bát chưa tiếp xúc với kim võng thì ngay lúc đó Nguyên Anh lão giả đã thúc giục pháp quyết bạo liệt ra. Ngân mang sau khi hiện lên thì vô số mảnh nhỏ bắn ra bốn phía. Điện võng vừa hạ xuống bị pháp bảo đột kích thì không khỏi có chút rung động. Không một chút trì hoãn, Nguyên Anh của lão giả thi triển thuấn di thuật. Hộ thể hoàng quang sau khi chợt lóe thì Nguyên Anh đã biến mất vô tung vô ảnh, nhưng sau một khắc đã ra ngoài 30 trượng sau đó hóa thành một đạo kinh hồng biến mất. Kim võng lúc này mới chụp xuống, làm cho thành cá lọt lưới. Hàn lập nhướng mày, nhìn phương hướng Nguyên Anh biến mất. Không có động thân đuổi theo, người này cũng rất sáng suốt, vì chạy chối chết nên ngay cả bổn mạng pháp bảo cũng tự toái. Nhân vật tàn nhẫn như vậy thật đúng là khó thấy bạch y nữ tử đột nhiên xuất hiện, tay cầm túi chữ vật của lão già bay tới, có chút kinh ngạc nói. Đúng là sau khi ra khỏi huyết quang cháo, Hàn Lập đã lặng lẽ thả ra ngân nguyệt. Hừ, tính mệnh hắn chưa đến lúc tuyệt sao, Hàn Lập tâm lý đồng dạng buồn bực xem ra vô luận phong lôi xí hay là kiềm lam băng diếm cũng đã bị mộ lan nhân nắm rõ như trong lòng bàn tay muốn ra tay bất ngờ diệt sát cao dài pháp sĩ cũng không còn dễ dàng nữa bất quá độn thuật của ngươi tựa hồ so với trước kia càng thêm thần diệu dĩ nhiên ẩn nặc lại gần như thế mà người này không có phát giác hàn lập nghiêng người nhìn ngân nguyệt liếc mắt một cái thản nhiên nói thêm khối tứ đồng linh hồ này yêu khu có thần thông ẩn nặc vừa rồi vừa mới bị tiểu tỷ đột phá một tầng hơn nữa tất cả đều là do chủ nhân ở phía trước vừa hấp dẫn sự chú ý của người này hắn căn bản không có cách nào phân tâm bên nên tiểu tì mới có thể dễ dàng đắc thủ ngân nguyệt khẽ cười một tiếng thanh thúy nói có lẽ vậy hàn lập từ chối cho ý kiến vật đầu mặc dù ngân nguyệt đã trở thành khí linh của hắn cũng là người duy nhất trên đời chia sẻ bí mật về tiểu binh nhưng không biết vì sao hắn trung quy vẫn cảm giác nữ tử này trên người luôn bao phủ một tầng thần bí làm cho hắn đúng có một loại cảm giác nhìn không thấu sau khi cùng Ngân Nguyệt nói mấy câu, Hàn Lập một lần nữa đánh giá cả chiến trường một chút. Lúc này đây cần phải cẩn thận, chợt nhìn thoáng qua, nơi đây tựa hồ có thể sử dụng một chữ loạn để hình dung. Nhưng Hàn Lập cũng nhìn ra tình hình đại khái, ngoại trừ trên bầu trời cao đang có 6 đại tu sĩ đối kháng thì cả chiến trường kỳ thật chia làm nhiều loại tình hình. Một loại là hơn 10, trên trăm và thậm chí là hơn ngàn người tu tiên, tạo thành đám người chiến đoàn lớn nhỏ tụ tại một mảnh nhỏ chém giết những người này đại đều số là cùng tông môn tu sĩ hoặc một bộ tộc pháp sĩ bình thường liên thủ quán đích cho nên khi đại chiến xảy ra thì cùng nhau lập tức tụ tập kháng địch việc này có thể mạnh hơn nhiều so với đơn đả độc đấu kể từ đó bọn họ cũng dễ dàng tống mệnh đại đa số chiến đoàn cũng bị vây đan rằng co vào nhau không cách nào phân ra thắng bại một loại khác còn lại là rất ít mấy người đơn đả độc đấu hoặc là mấy người vây công một người tu sĩ đại đa số đều là cao giai tu sĩ hoặc pháp sĩ tranh đấu hung hiểm hơn so với mấy chiến đoàn vài phần. Thường thường người nào sai lầm thì lập tức hình thần bị câu diệt. Một loại tình hình tối hậu là song phương cùng vận dụng một số bí thuật khó tin, các loại dị bảo cực kỳ kịch liệt đối kháng. Nhưng gây chú ý hơn cho người ta là một tảng lớn quỷ vụ đèn ngòm đang phát ra tiếng rít thê lương, ở giữa không trung nhanh như điện chớp, vô luận bất cứ pháp sĩ nào bị quỷ vụ bao lại thì lập tức tự hóa thành một cái xác khô rơi xuống nơi nào nó đi qua thì pháp sĩ đều sợ hãi tránh lui ba thước. Mà phía sau quỷ vụ thì đám pháp sĩ sợ hãi quỷ vụ nên không ngừng phóng thích phong lôi hai loại thuộc tính linh thuật pháp bảo, cuồng kích quỷ vụ. Sau mỗi kích quỷ vụ cũng bị đánh tan một mảng nhưng bên trong sương mù cũng có người không ngừng huy động phiên trạng pháp khí, sương mù như có như không gia tăng làm cho vài tên mộ lan pháp sĩ đối với quỷ vụ này nhất thời thúc thủ vô sách. Ở một chỗ có hơn 10 cao giai tu sĩ đang ở cùng một người khổng lồ bằng đá hình thể hơn trăm trượng tranh đấu, Người khổng lồ này phảng phất như tảng đá biến thành, chẳng những hình thể khổng lồ, mỗi cái giơ tay nhấc chân trong cũng bắn ra ma bản nham thạch lớn nhỏ đầy trời. Cho dù đám tu sĩ đều có pháp bảo bảo hộ cũng tuyệt không nguyện ngạnh kháng chút nào. Mà người khổng lồ này chỗ đầu vai, một tả một hữu đều có một gã pháp sĩ đứng ở đó, không ngừng thúc giục pháp bảo từ bên cạnh tiến hành hiệp trợ người khổng lồ. Hay là một số tu sĩ pháp sĩ khu xử một ít bảo vật uy lực vô cùng lớn đang ở đối diện đánh nhau sống chết. Bảo vật cái nào cũng thần thông kinh người, hơn xa cổ bảo phổ thông, xem ra không phải tông môn chấn tông chi bảo thì cũng là chấn tộc chi bảo của mộ lan bộ tộc. Làm cho Hàn Lập mở rộng nhãn giới. Hàn Lập mặc dù đã ra khỏi huyết cháo nhưng bởi vì bên ngoài rất loạn nên không có ai rảnh chú ý tới hắn. Chỉ có mấy cái chiến đoàn phụ cận nhận ra, nhưng chiến đoàn gần hắn nhất cũng ở ngoài trăm trượng. Nhưng lập tức từ trong chiến đoàn này bay ra hai gã mộ lan đại thượng sư, phân biệt hóa thành hai đạo kinh hồng, khí thế hung hung bay đến phía Hàn Lập nhìn thấy Hàn Lập mới vừa rồi thi triển thủ đoạn tàn nhẫn, thậm chí trong nháy mắt tự tiêu diệt một gã cùng giai đại thượng sư, hai người cũng không nắm chắc thủ thắng chút nào. Nhưng cũng không dám cứ để một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ mặc kệ như vậy vì lực phá hoại có thể quá lớn. Chạy, Hàn Lập không có muốn bị nguyên anh pháp sĩ lần nữa vây khốn nên hướng Ngân Nguyệt lạnh lùng nói. Theo sau quang hoa đại phóng hóa thành một đạo thanh hồng, thẳng tiến đến huyết quang cháo liền kể phóng đi. Ngân Nguyệt ngẩn ra, rồi lập tức rõ ràng mục đích, nàng sau khi cười quỷ dị thì thân ảnh chợt mơ hồ rồi trống rỗng hóa thành hư không thanh hồng vừa chạm đến huyết quang cháo thì dừng lại một chút rồi một mảnh lôi trâu từ đó bắn nhanh đi sau đó hàn lập căn bản không thèm xem kết quả như thế nào lập tức trực tiếp bay vụt sang huyết cháo kế tiếp hàn lập có ý định trước tiên đem nguyên anh tu sĩ bị nhốt khác nhất nhất giải cứu ra một trận tiếng nổ bạo liệt từ phía sau truyền đến một đạo xích mang chợt lóe bay độn ra tiếp theo một trận cười ha ha mà vui mừng lẫn sợ hãi thanh âm truyền đến là vị nào đạo hữu ra tay tương trợ, toái hồn cảm kích vô cùng. Xích mang sau khi thu liếm thì lại lộ ra một gã tạo bào tu sĩ khuôn mặt thanh kỳ đi ra. Toái hồn chân nhân, Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới người thứ nhất cứu ra lại là người này. Đạo hữu giúp ta ngăn trở hai người này một chút, ta đi cứu mấy đạo hữu khác đi ra. Hàn Lập tâm niệm vừa động, lập tức truyền âm cho Toái hồn chân nhân. Ô, nguyên lai là Hàn đạo hữu, đại ân bất ngôn tạ, Việc này cứ giao cho bản chân nhân tạo bào tu sĩ nghe thấy Hàn Lập nói như vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức thần sắc như thường miệng đáp ứng. Sau đó hóa thành một đạo bạch mang hướng về phía sau đuổi theo hai gã mộ lan đại thượng sư. Hàn Lập thần thức cảm ứng được màn này trong lòng vui vẻ, toàn lực độn tốc khai hỏa. Khi hắn vừa đi tới huyết quang cháo kế tiếp, lần nữa dương tay ném ra một đoàn thanh quang. Nhưng đang lúc này chợt xảy ra việc, đột nhiên huyết quang cháo hôi quang chợt lóe, một gã cầm bào đại hán vô thanh vô tức xuất hiện, nhìn lôi châu bay vụt đến mà mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Hàn lập cả kinh, người này có thể lẳng lặng đi tới nơi này, hắn lại không phát hiện được chút nào. Sau khi thần thức đảo qua người này một cái thì Hàn lập không khỏi trợn mắt há hốc mồm. chương 771, cuộc chiến biên giới 8. Sau khi đưa thần thức dò xét một hồi, cẩm bào đại Hàn chính là một vị tu vi nguyên anh hậu kỳ. Thì ra đúng là một gã mộ lan thần sư, vậy không phải nói mộ lan chỉ có ba vị đại thần sư hay sao? trong lòng hàn lập liền hoảng sợ thật không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra nữa còn cầm bào đại hán liền bay vụt xuống chỗ lôi châu đang rơi xuống rồi đưa tay ra chụp lấy hàn lập liền dùng mình không kịp suy nghĩ nữa mà liền huy động ngón tay lôi châu lập tức xoay tròn rồi liền chuyển đổi phương hướng những động tác này xử ra lại đã chậm một chút một cái bàn tay màu xanh to lớn xuất hiện và di chuyển giữa không trung rồi bao lấy lôi châu trong chớp mắt rồi chế trụ nó lại căn bản không thể nào trốn tránh được chân mày hàn lập cao lại không chút chậm trễ hai tay bắt quyết rồi dẫn Bạo Lôi Châu đang bị chế trụ. Hai màu xanh vàng quang mang của bàn tay và Lôi Châu xuất hiện đánh lẫn nhau rồi bạo liệt nổ ra một tiếng sau đó biến mất không còn chút bóng dáng nào cả. cẩm Bao Đại Hán hừ lạnh một tiếng, thanh quang trên mặt chợt lóe lên nhưng thần sắc thì vẫn như thường. Hàn Lập cũng không hề chạy trốn mà lại lạnh lùng đưa mắt nhìn thẳng tới đối phương không nói lời nào. cẩm Bao Đại Hán ngẩng đầu ngước lên nhìn Hàn Lập một cái, thản nhiên nói: "Ngươi là Hàn Lập?" là tu sĩ có được kim lôi trúc pháp bảo mộ lan không phải chỉ có ba đại thần sư sao các hạ là người phương nào vậy hàn lập không trả lời câu hỏi đại hán mà lại hỏi ngược lại hắn một câu tốt biết được ta là mộ lan thần sư mà còn chấn định như vậy xem ra các hạ là người mà các vị thần sư đã nói đến rồi tại hạ là điền trung chính là thần sư thứ tư cẩm bào đại hán không vui không hoảng mà nói đệ tứ thần sư hàn mỗ lần đầu tiên mới nghe nói qua nhưng các hạ biến ra một bàn tay to lớn vậy nhưng lại không thể khắc chế được lôi châu của ta. Xem ra các hạ mới vừa tiến vào hậu kỳ không lâu, ngay cả cảnh giới còn chưa cũng cố được hết. Hàn lập nhìn chằm chằm đại hán, không khách khí nói, đồng thời dường như vô tình mà hắn điểm chỉ một cái tới mảng kiếm quang. Nhất thời kiếm kiếm tề minh hóa thành một mảng thanh quang mở ảo hiện ra che trước người hàn lập. Mặc dù điền mỗ mới tiến vào hậu kỳ không được mấy na, nhưng như vậy người nghĩ rằng ngươi có thể cùng ta đánh một trận hay sao chứ? các hạ thật sự quá tự đề cao mình rồi cẩm bào đại hán cười lạnh một tiếng khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc một mình hắn thì không thể nhưng có thêm thiếp thân thì sao một giọng nói dễ nghe của một nữ tử bổng nhiên truyền đến mới nghe hàn lập hơi ngẩn ra nhưng lập tức mừng rỡ người nào cẩm bào đại hán liền kinh hãi ánh mắt chấp động lớn tiếng hỏi thật không nghĩ tới mới gần trăm năm không gặp vậy mà điền đạo hữu đã tiến vào học kỳ thật là làm cho thiếp thân giật mình nhưng cũng không biết thần thông của đạo hiếu có thật sự đã tiến dài hay không nữa. Ngay khi lời nói vừa ra khỏi miệng, bạch quang chợt lóe lên. Một vị hồng sam mỹ phụ xuất hiện ở không trung, lạnh lùng nhìn về phía cẩm bào đại hán. Thì ra là phượng phu nhân, nhưng mà sao chỉ có một mình phượng đạo hiếu đến đây chỉ có một mình, hay là long hàm đạo hiếu gặp chuyện gì đó không may. Vợ chồng các ngươi luôn luôn liên thủ chống địch mà. Cẩm bào đại hán vừa thấy hồng y mỹ phụ, thần sắc của hắn có chút thay đổi rồi nói yên tâm, phu quân của ta ở trong giữa cả ngàn tu sĩ, ngay cả chính là thần sư của các ngươi ra tay cũng không thể nào tiếp cận được. Con thiếp thân chỉ muốn đến đây xem thử xem thần thông của thần sư thứ tư như thế nào mà thôi. Hàn đạo hữu người hãy đi cứu những đạo hữu khác đi. Phụ nhân sau khi nói hai câu lại hướng tới Hàn lập nói. Sau đó một tay vươn tới, xòe năm ngón tay ra, một cái bình nhỏ trong suốt màu lửa đỏ xuất hiện ra trong bàn tay không cần vị phụ nhân thúc giục chiếc bình màu hồng quang này chợt lóe lên một đoàn liệt hỏa xuất hiện bao nó vào bên trong rồi nhẹ nhàng lơ lưỡng trôi ở không trung hỏa linh bình trên mặt cẩm bào đại hán hiện ra vẻ cẩn trọng trong miệng nói nhỏ một câu còn hàn lập sau khi nghe mỹ phụ nói vậy cũng không khách khí cả người hóa thành một đạo thanh hồng hướng lên trời bay đi sắc mặt của cẩm bào đại hán trầm xuống rồi đem túi linh thú bên hông mở ra hướng lên không trung một đoàn ánh sáng mở phun ra sau đó hiện ra hai con quái thú giống nhau như đúc, cả hai thân hình bao phủ đầy lông vũ, đầu hổ mình ưng. Thiên hổ thú, vừa thấy hình dạng của hai con quái thú này, Hàn Lập liền kinh sợ, bật thốt lên tên gọi của con quái thú. Đây chính là một loại linh thú phi hành quý hiếm ở Mộ Lan Thảo Nguyên, nó tinh thông hai loại pháp thuật thổ và phong, thật sự rất là khó đối phó. Mà cả hai con này mới nhìn đã thấy đạt tới kết đan hậu kỳ cảnh giới, thật sự không thể xem nhẹ được. Lúc này hai con thiên hổ thú đột nhiên suốt mở ra hai cánh, ngay lúc đó thanh quang ở quanh mình nó chợt biến mất. Chỉ một khắc sau nó đã di chuyển tới bên cạnh Hàn Lập, mắt nhìn chầm chầm vào hắn không chấp. Hàn Lập sau khi thi triển độn quang, thân hình dừng lại. Thuấn Di, trong lòng Hàn Lập âm thầm kêu khổ, sớm đã nghe nói loại yêu thú này có khả năng Thuấn Di, không nghĩ tới đây lại đúng là sự thật. Nếu vậy, muốn thoát ra khỏi hai con súc sinh này quả thật không dễ dàng chút nào. Nhưng mà Điền Trung không chỉ làm như vậy mà thôi, Thân hình chợt nhích động lên một cái. Một đạo thân ảnh màu xanh từ trên người hắn chia ra nó giống như chân thân bình thường rồi đi tới. Thân ảnh màu xanh giống điền trung như đúc, nhưng thân thể đều là một màu xanh còn ánh mắt và diện mục thì sáng chói lòa. Giống như là một hư ảnh mà thôi. Thân ngoại hóa thân, lúc này đây, vị mỹ phụ lộ ra một vẻ kinh ngạc. Không phải kỳ quái mà đối phương lại có hóa thân, mà loại thân ngoại hóa thân thần thông của quái này lần đầu tiên nàng ta mới nhìn thấy quang ảnh màu xanh này chợt lóe lên, bay vụt đến bên cạnh Hàn Lập. Không Sa Mỹ Phụ cũng không kịp tay ngăn trở, bởi vì cẩm bào đại hán lại há mồm, rồi phun ra một kiện ngũ sắc thải luân trong suốt, rồi hướng tới nàng nói. Kể từ bây giờ tại hạ có thể cùng với hai vị luận bàn một phen. Nói xong, ngón tay của hắn điểm một cái lên thải luân năm màu này, cái thải luân lập tức hóa thành một mảnh sáng mờ, hướng phía Mỹ Phụ mà phóng tới. Phụ nhân thấy vậy, trên mặt cang ra liền bắn ra một đạo pháp quyết, đánh tới cái hỏa linh bình trước người. Rồi một đoàn hồng quang run rẩy đại trướng lên, sau đó từ trong bình vô số hỏa liệt diễm bay ra, xem ra đám lửa này so với bình thường không giống nhau. Tất cả những ngọn lửa này giống nhau như đúc, tứ tán ra bên ngoài sau đó liền tập hợp lại với nhau rồi quay cuồng một trận sau đó liền hóa thành vài con cự xà màu đỏ sậm hung hãn bay tới đoàn ánh sáng mờ kia. Nghe được phía sau truyền đến âm thanh ầm ầm u u, mặc dù Hàn Lập không có quay đầu lại nhưng cũng biết Mỹ Phụ đã cùng với Điền Trung giao thủ với nhau. Hắn đưa mắt nhìn tới thanh ảnh màu xanh một cái rồi thu lại. Sau đó liền nhìn chằm chằm tới hai con thiên hổ thú như hổ rình mồi khẽ thở dài một tiếng. Hắn biết được nếu như không có đánh bại được ba thứ này thì không thể nào cứu được các tu sĩ khác ra. Mà bây giờ ngay cả hai nhân vật có thân phận đặc thù cũng ra đã ra tay. Có thể thấy được những người khác đều không có dư lực mà trở lại tăng viện nơi này. Sớm biết như vậy, ngay từ đầu hắn đã đưa ngân nguyệt thêm vài viên lôi châu rồi lặng lẽ đi cứu người là tốt nhất rồi. Còn bây giờ chắc chắn không còn cơ hội nữa rồi. Hiện tại ngay bây giờ việc hắn muốn làm là làm sao đánh bại cho được ba địch nhân này. Sau đó mới lo đến những việc khác. Nghĩ xong như vậy, Hàn Lập liền đưa tay tới bên hông đem túi linh thú ra bên ngoài rồi một đám phệ kim trùng màu vàng rực rỡ từ trong túi bay ra hóa thành một đám mây vàng, vần vũ trên không. Hàn Lập không chút chậm trễ đánh liền đánh ra một đạo pháp quyết hướng tới đám mây phệ kim trùng rồi không thấy bóng dáng đâu cả âm thanh vù vù như xé gió rồi đám mây phệ kim trùng lại hóa thành ba cỗ kim vụ với khí thế hung hãn hướng tới ba địch thủ mà đánh tới. Phệ kim trùng, nếu là đã trưởng thành thì ta còn sợ hãi vài phần. Màu xanh quang ảnh hư lạnh một tiếng, rồi phát ra tiếng nói giống y như tiếng nói của Điền Trung, dường không chút gì là sợ hãi cả. Mà hai con thiên hổ thú vừa thấy phệ kim trùng, hai cánh liền thi triển trong nháy mắt bay xa ra hơn 20 trượng vẻ mặt thì vô cùng sợ hãi. Lúc này thanh ảnh lại há mồm, ba đạo ánh sáng liên tục phun ra mỗi lần phun ra được một cái còn thanh quang trên người quang ảnh thì dần dần ảm đạm xuống sau ba lần phun ra như vậy ngay cả thân hình cũng thấp xuống khoảng ba tấc mà ba đạo ánh sáng này cực kỳ nhanh và chuẩn xác phóng tới đám trùng vân ở trên không rất chuẩn xác bụp 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 ba tiếng nổ truyền đến thanh quang hiện lên ba quang cầu kích thước khổng lồ hiện ra rồi đem ba cổ kim vụ của phệ kim trùng tất cả giam vào bên trong hàn lập liền kinh sợ không kịp suy nghĩ liền hướng tới ba đám kim vụ điểm chỉ một cái tất cả vệ kim trùng lập tức bung ra rồi bò khắp nơi bên trong quang cầu và bắt đầu cắn nuốt những cái quang cầu này chỉ một lát sau sắc mặt của hàn lập đanh lại những cái lồng màu xanh đó dường như cứng cỏi dị thường vệ kim trùng đã bắt đầu cắn nuốt nó nhưng tốc độ rất là chậm chạp lúc này hắn mới phát hiện là ba quang cầu hào quang màu xanh này toàn bộ là do mộc linh khí tinh thuần tạo nên cho nên có thể vây khốn được vệ kim trùng thật đúng là chuyện bình thường nhưng mà thanh ảnh cũng có các thủ đoạn cấm chế riêng của nó. Còn thiên hổ thú thì có thuấn di thần thông làm cho hắn có cảm giác bất lực trước ba đối thủ này. Chẳng lẽ vị thần sư chỉ vì chuyện vệ kim trùng mà tìm tới hắn. Thân ảnh của Hàn Lập vẫn không nhúc nhích, trong lòng nổi lên một mối lo lắng, có cảm giác không ổn ngày càng tăng cao. Hàn Lập phỏng đoán việc cũng đúng khoảng 8-9 phần. Bởi vì trước khi khai chiến thì các vị pháp sĩ cao tầng đã thương nghị đem việc giết chết Hàn Lập này giao cho vị thần sư Điền Trung. Hơn nữa còn đặt cách giao luôn cho lão Thiên Hổ thú cùng với vài loại pháp bảo có thần thông có thể khắc chế được Hàn Lập. Chỉ là ngay từ đầu những người này cũng không nghĩ là Hàn Lập sẽ tham gia đổ chiến cho nên bọn họ cũng để cho vị điền thần sư ở phía sau. Mãi cho tới khi Hàn Lập xuất hiện đánh chết một số pháp sĩ rồi lại hủy nhục thể một vị đại thượng sư. Lúc này điền trung mới phát hiện ra Hàn Lập, bất kể là ra tay ngăn cản Hàn Lập cứu các bị tu sĩ từ huyết cháo hay là giết chết hắn cũng phải cung cấp cho Âm La Tông một công đạo nhưng bọn họ lại không nghĩ tới long hàm vẫn chú ý tới huyết cháo bên này đồng thời hàn lập cũng phát hiện hàn lập lại phá cháo mà ra lập tức phái phượng băng đi tới nơi này trợ giúp hắn nếu như hàn lập có thể cứu ra được vài tên tu sĩ thì cuộc chiến này tự nhiên bọn họ sẽ chiếm được thượng phong thấy vệ kim trùng không công phá được cấm chế của đối phương trong lòng của hàn lập cảm thấy lo lắng không thôi nhưng chờ hắn phát động thêm lần tấn công nữa hai con thiên hổ thú vừa thấy vệ kim trùng bị nhốt lại nỗi lo sợ liền giảm bớt đi rồi một trận thanh quang chớp lên hai con linh thú liền biến mất. Hàn lập thấy vậy cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên, tiểu thuần màu lam lần nữa bay ra, đồng thời đám tiểu kiếm xuất hiện rồi kiếm khí từ từ lớn lên đem hàn lập bao vào bên trong kín kẽ mưa gió không lọt. Thanh quang chấp động, hai con thiên hổ thú một trái, một phải xuất hiện ở hai bên sườn hàn lập mồm chúng há rộng, mỗi con phun ra một quả cầu như ánh sáng bay ra. Ánh mắt của hàn lập chợt hiện lên vẻ tàn khốc, đoàn kiếm quang lập tức đại trướng rồi chia làm hai hướng từ hai bên sườn mà phóng ra vừa lúc kịp đón đầu hai quả quang cầu. Hai tiếng bạo liệt y ung nổi lên, kiếm quang đánh chúng tan nát rồi sau đó hướng tới hai con thú bay thẳng tới. Hai con thú thấy vậy cũng không chút nào hoảng hốt, mà trong mắt hiện lên vẻ xảo trá, thân hình chấp động mấy cái biến mất không gặp nữa thì ra đã thuấn di đi ra xa. Trong lòng hàn lập liền giận dữ, đang muốn huy kiếm quang đuổi theo. Lúc này quang ảnh màu xanh liền động thủ, mà lúc này đây đang áp trận ở hai bên sườn là Long Hàm và một vị pháp sĩ khô gầy cùng lúc không hẹn mà cùng lao vào nhau đều sử dụng các đòn sát thủ của bản thân. Từ bên trong của phe tu sĩ có bảy vị tóc bạc lão giả đều là Nguyên Anh Kỳ mỗi người một kiện cổ bảo, ở phía sau Long Hàm mà bay tới. Còn về phía bên pháp sĩ thì lại xuất hiện nữ tử họ nhạc, sắc mặt căng ra từ trong phía đội ngũ của pháp sĩ đi thẳng tới trước mặt khô gầy lão giả. Sau nghe lão giả phân phó, rồi trong túi chữ vật lấy ra một cái cổ đăng bằng đồng xanh ra nắm ở trên tay chương 772, Thái chân Thất Tu Sĩ và Thánh Cầm. Nữ tử họ nhạc này đem cổ đăng phóng lên không trung miệng khẽ mở ra rồi một đoàn anh hỏa màu trắng từ trong miệng phun ra thắp sáng cho cổ đăng. Hai tay của vị nữ tử bắt quyết thành hình hoa sen rồi chậm rãi trầm giọng đọc lên các loại chú ngữ. Trên trán xuất hiện ra một bông sen trắng lúc này trông nàng ta giống như là một vị tiên nữ dáng trần. Chú ngữ tràn ngập hơi thở hoang dã, Cổ đăng đột nhiên run lên, rồi các ảo ảnh xuất hiện phân ra thành 9 cái cổ đăng giống nhau như đúc chợt lóe lên. Sau khi chúng xoay quanh một vòng rồi xếp lại thành hình tam giác chuyển động chậm rãi trong không trung. Nữ tử họ nhạc đưa ngọc thủ nhẹ nhàng bắn ra chín đạo pháp quyết hướng tới chín cái cổ đăng, thanh quang đại phóng, chín đóa hoa đăng từ trên cổ đăng từ từ bay ra tới chỗ trung tâm của chữ phẩm rồi ngưng kết lại với nhau hóa thành một cái đầu lâu to lớn sáng chói với ngọn lửa màu xanh. Bụp một tiếng, trong miệng của nữ nữ này phun ra một ngụm tiên huyết bay tới bên trên ngọn lửa màu xanh, lập tức hỏa quang đại trướng cao hơn một thước, chói lòa. Lát sau, một tiếng hót vang phát ra rồi một con chim màu xanh to lớn từ trong hỏa quang xuất hiện. Con chim này dáng vẻ rất huyền chuyển, lông dài xinh đẹp còn cặp mắt thì đỏ rực như lửa, phảng phất giống như là bảo ngọc trong suốt chính là một khổng thước màu xanh vô cùng diễm lệ. Thần thái của nó vô cùng cao ngạo, đưa mắt nhìn quanh một chút, khi hướng tới nữ tử họ nhạc thì hơi nghiêng cổ một chút từ trong cái mỏ nhọn truyền ra một loại ngôn ngữ hoang dã thượng cổ nữ tử họ nhạc này cung kính hướng về phía con chim này thi hành đại lễ quỳ lại ba cái rồi trong miệng cũng phát một loại ngôn ngữ nói chuyện với nó khô gầy lão giả thấy vậy trên mặt lộ ra vẻ căng thẳng nữ tử họ nhạc đột nhiên ngưng nói loại ngôn ngữ kỳ lạ đó sau đó ngọc thủ lật lên trong tay xuất hiện một viên châu màu phấn hồng không biết tên hơn nữa lại có mùi thơm phát ra không biết nó là vật gì nữa. Khổng tước màu xanh vừa thấy viên châu này, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nó mở miệng, một đoàn thanh hà từ trong miệng phun ra. Rồi đem viên châu đó trực tiếp hút vào trong miệng, soạt một tiếng trên thân thanh điều này bỗng xuất hiện ra một vầng sáng. Lập tức trên thân hình nó tỏa ra một ngọn lửa màu xanh rồi hóa thành một con hỏa điều thật lớn. Sau khi kêu lên một tiếng, hai cánh của nó vươn ra rồi phóng lên cao trong phạm vi 10 dặm tất cả các loại địa hỏa linh khí đều bị chấn động. Còn các loại hỏa thuộc tính công pháp thi triển các loại công kích của các vị tu sĩ đang sử dụng đều phát hiện ra uy lực của chúng đều giảm đi một nửa. Làm cho bọn họ không khỏi thất kinh, vô số các loại địa hỏa linh khí giống như vạn sông suối tất cả chảy vào biển. Nhẹ nhẹ hướng tới trên người của thanh điểu này mà đi tới. Con chim này bổng bành trướng lớn hơn một chút còn thanh diễm trên người cũng càng lúc càng phát ra mạnh và trói mắt hơn những người tu tiên ở trong khuôn viên mười dặm đều hoảng sợ cả lên giật mình nhìn về hướng con hỏa điểu màu xanh bởi vì chung quanh nhiệt độ bổng trở nên nóng hơn mặc dù có các loại pháp khí tạo thành các tầng phòng hộ nhưng hiện tại bọn vẫn cảm thấy như là đang ở bên cạnh lò lửa trong lòng bọn họ vô cùng hoảng sợ nhưng thấy được khổng tước trong biển lửa màu xanh này thì đám pháp sĩ vô cùng hưng phấn vẻ mặt vô cùng mừng rỡ chính là thánh cầm nhạc thượng sư gọi ra thánh cầm rồi trận chiến này nhất định thắng một số ít pháp sĩ kêu lớn rồi lập tức hướng tới đối thủ điên cuồng phát động công kích với vẻ mặt hưng phấn dị thường. Khô gầy lão giả thấy thần uy của con chim này, trên mặt cũng không giấu được vẻ vui mừng. Hắc bào nữ tử của Âm La tông nhìn khổng tước màu xanh chìm trong hỏa diễm, trong mắt hiện ra một tia cổ quái, đột nhiên nói: "Có thể điều khiển được Thiên Địa Hỏa Linh, cái thánh cầm này tối thiểu cũng ngoài cảnh giới hóa thần rồi." Trách không được các ngươi xem đây là thủ đoạn tối hậu chỉ là thánh cầm cảnh giới tuy cao nhưng do mới xuất hiện nên linh lực bên trong cơ thể chỉ khoảng nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Cho dù vừa mới hấp thu nhiều hỏa linh khí như vậy cũng chỉ miễn cưỡng tăng tới hậu kỳ là cùng. Đây chỉ có thể là một phân thân mà thôi. Nếu không, cuộc chiến giữa các ngươi và đột một nhân cũng sẽ không kéo dài đến mức không phân cao thấp như thế. Lục phu nhân quả nhiên bất phàm, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra rõ ràng chân tướng. Thánh cầm không phải là bản thể của nó đến đây, nhưng như vậy cũng không phải bình thường đối với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bình thường cũng không phải là đối thủ của nó lão giả đưa mắt nhìn hắc bào nữ tử liếc mắt một cái bình tĩnh nói không sai có thể lợi dụng được thiên địa linh lực thì chỉ có hóa thần kỳ mới có thể thi triển được đại thần thông này chỉ cần dựa vào việc này cơ hồ đã đứng vào thế bất bại hắc bào nữ tử gật đầu trong lời nói có chứa một tia hâm mộ lão giả thấy tình hình như vậy chỉ cười hắc hắc không nói gì nữa còn bảy vị lão giả với các loại cổ bảo khác nhau vừa mới sử dụng các loại cổ bảo đánh chết một ít pháp sĩ mà khi thấy được con chim khổng lồ ra oai giữa không trung trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi không tốt yêu thú này không phải bình thường tu sĩ bình thường cũng không thể đối phó được với nó hãy cùng ra tay chặn nó lại cầm đầu là một vị hôi bảo lão giả sắc mặt đại biến nói lớn vậy còn trần trừ gì nữa chứ hãy nhanh sử dụng thái chân thất bảo tiêu diệt yêu cầm này ngay yêu cầm này cũng không phải là yêu thú ở nơi này quyết không để cho nó đã thương người của chúng ta một lão giả khác nghe nói vậy liền tức giận nói ra. Theo sau đó biến thành một đạo hoàng quang, dẫn đầu bắn nhanh tới biển lửa màu xanh kia. Còn lại mấy người kia thấy vậy, cũng lập tức bay theo. Còn lão hồi bào giả, hơi lộ ra vẻ do dự, nhưng sau khi thở dài một hơi, cũng hóa thành một đạo kim hồng bay đi. Trong khi bảy người bọn họ phi độn tới gần bên cạnh biển lửa màu xanh, mộ lan thánh cầm dường như đã hoàn thành việc thu nạp hỏa linh khí. Cơ thể lúc này đã dài ra tới 20 trượng, sau khi cúi đầu một cái liền phát hiện ra bảy vị tu sĩ mới tới này với vẻ không thân thiện chút nào lúc này hung quang trong mắt chợt lóe lên hai cánh xòe ra một đoàn hỏa cầu màu xanh to lớn dày đặc hướng tới bảy người bọn họ mà phóng tới còn bảy vị lão giả chưa kịp tấn công thì đã cảm thấy một trận gió nóng thổi tới cả người trở nên vô cùng khô bức làm cho mọi người không khỏi lo lắng trong lòng thấy có nhiều hỏa cầu màu xanh đánh tới một lão trường nghi liền vỗ vào túi chữ vật một cái sau đó bàn tay vươn ra xuất hiện một băng võng đón lấy đám hỏa cầu kia. Cái lưới này cũng thật là thần diệu, bạch quang phóng lớn thêm sau đó đem toàn bộ số hỏa cầu này thu vào bên trong lưới. Trường nghi lão giả thấy vậy, khóe miệng mỉm cười, nhưng lập tức sắc mặt đột nhiên trắng bạch. Đám hỏa cầu bên trong lưới chợt bạo liệt nổ ra, rồi đám lửa xanh thiêu đốt hết tất cả thành nước, trong chớp mắt không còn cái gì nữa. Rồi đám hỏa diểm đó sau khi thoát khốn lại tạo thành một đoàn hỏa diểm hung hãn lao tới phía mọi người. Đi, lão giả cầm đầu nhanh tay nhanh mắt đem cổ bảo trong tay phóng ra một cái cổ kính màu trắng bay ra sau khi xoay một vòng ánh sáng màu bạc từ trong cổ kính cuồn cuồn xuất ra tạo thành một bức tường màu trắng chặn lấy đám lửa màu xanh kia lại không cho nó hạ xuống những người còn lại khi thấy bảo vật của trường mi lão giả bị phá tan không khỏi kinh hãi hấp một ngụm khí lạnh lúc này mới biết được đoàn lửa xanh này không phải tầm thường cho nên mọi người không dám sử dụng các loại pháp bảo bình thường nữa hãy mau thi triển khốn ma đại trận rồi vây khốn yêu cầm này lại. Lão giả cầm đầu hét lớn một tiếng, những lão giả còn lại nghe lời ấy xong, vội vàng đem cổ bảo cùng nhau tế xuất ra. Hồng xích, hoàng qua, lệnh bài, tiểu đỉnh, ngọc phiến, như ý sáu kiện bảo vật cùng nhau bay lên không trung, hướng tới chung quanh thân thể con chim khổng lồ, chỗ này linh quang chợt sáng lên sau đó liền cùng với ánh sáng của cổ kính lúc trước tạo thành một đoàn ánh sáng. Chẳng những ngăn được ngọn lửa màu xanh lại mà nó còn hình thành ra bảy cái lồng bảy sắc, vây quanh cự điểu. Thanh Điều thấy vậy sắc mặt liền trở nên giận dữ, há miệng ra, đột nhiên đập xuống phía dưới một cái. Một cái tiêm trùy màu xanh thật lớn, chợt lóe ra rồi biến mất không thấy nữa. Còn phía dưới một lão giả thân hình to lớn, đột nhiên tế xuất ra ngoài cái cổ bảo lệnh bài, cái lệnh bài này chấn động một cái rồi bụp một tiếng cái cổ bảo này liền bị đánh bay về phía sau. Lão giả này bị đánh làm cho hồn phách dường như bay đi mất. Vội vàng bắn ra một đạo pháp quyết đánh tới lệnh bài mong rằng sẽ kiềm chế được nó, nhưng lệnh bài chỉ run lên một cái rồi dường như không chịu nổi nữa sắp bị đánh nát. Mắt thấy lệnh bài sắp bị đánh nát rồi sẽ kích vào thân thể lão giả, đột nhiên một thân hình chợt lóe lên rồi có hai cánh tay đặt ở đầu vai của lão giả này, đồng thời hai cổ linh lực cuồng mãnh chảy vào trong thân thể của hắn. Hãy mau thi pháp, ta trợ giúp ngươi một tay, một giọng nói lạnh lùng truyền đến, thì ra âm thanh này là do hôi bảo lão giả phát ra. Lão giả cao to lớn nghe vậy liền lấy lại tinh thần sau đó đánh ra liền bốn, năm đạo pháp quyết, lệnh bài cách đó 4 năm trượng liền dừng khôi phục lại nguyên trạng ban đầu. Hai người không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trải qua một màn này những lão giả còn lại cũng âm thầm lo sợ. Càng thêm không dám coi thường vọng động nữa, vội vàng đem uy lực của của cổ bảo phát huy ra đến mức tận cùng, các loại quang mang đan vào nhau, rồi liên thủ đỡ được mấy lần công kích của thanh quang trùy từ phía cự điểu phát ra. Cách mấy người này không xa là nữ tử họ nhạc thấy được cảnh này. Rồi lại quay đầu nhìn tới cổ đăng một cái, Trần trừ một chút rồi cũng không có tiến lên nữa, bởi vì cô ta còn phải lo cho cây đèn không được hết dầu hay là bị tắt đi, mà còn phải bảo vệ ngọn đèn này không để cho nó bị đánh cắp mà bị hủy. Nếu không thì đại sự sẽ không ổn. Khô gầy lão giả vừa thấy cự điều này bị vài tên lão giả cuốn lấy, trên mặt hiện vẻ hơi lo lắng nhưng lập tức dường như không để ý đến việc ấy nữa. Mà hắn cũng không phải nóng lòng bởi lẽ Thánh cầm mà Mộ Lan tộc bọn họ cung phụng mấy vạn năm rõ ràng đang chiếm thượng phong. Còn bảy tên lão giả này mặc dù đang khu xử các loại bảo vật, mặc dù có phần dị thường nhưng chắc cũng không phải là đối thủ của thánh cầm này. Tuyệt đối không để cho cái đèn này hết dầu, mà trước đó cần phải đánh chết đi bảy tên tu sĩ này. Bởi bảy tên tu sĩ có lẽ là đòn sát thủ cuối cùng của thiên nam. Nghĩ tới đây, vị trúc thần sư này không khỏi nhìn tới trận doanh tu sĩ hướng đối diện, Long Hàm đang đứng trước mặt hơn một ngàn pháp sĩ, sắc mặt cực kỳ ẩm trầm. Thật không nghĩ tới người mộ lan lại có thể gọi về được loại yêu cầm này nữa, quả là phiền toái. Long hàm thần sắc không đổi, nhưng trong miệng thấp giọng thì thào một câu không thể nghe được. Nhanh, mau đem phê linh tượng thú thả ra ngay lập tức. Thừa dịp bây giờ bảy vị tu sĩ đang đánh nhau với yêu cầm nọ. Để cho chúng phát huy tác dụng đi, âm thanh của Long hàm có chút lớn giọng, lạnh lùng nói. Theo sau lệnh truyền này hơn 10 con thú điểu ô quang bỗng nhiên được các tu sĩ điều động đến trước trận tuyến. Sau đó vài tên tu sĩ móc từ trên người ra các loại linh phù, hướng về pho tượng mà phóng tới. Lục quang chợt lóe, linh phù quỷ dị liền bay vào trong pho tượng ở không trung không còn thấy bóng dáng. Những tu sĩ này lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, thú điểu ô quang chợt chấp động, tiếp theo hai mắt bắn ra lam quang âm hàn rồi lại buông móng vuốt và tung cánh ra. Sau đó không cần ai phân phó bọn chúng cũng hướng tới đám pháp sĩ đang đứng trên chiến trường mà tấn công. Lúc này các tu sĩ chụp được linh phù vẫn đang khoanh chân cúi đầu bất động giống như là đang ngủ vậy. Còn khô gầy lão giả từ xa thấy vậy, sắc mặt lộ ra vẻ châm chọc, coi thường. Hắn xoay mặt một cái nhìn tới hắc bào nữ tử bên cạnh khách khí nói. Đánh đến bây giờ, cũng nên cho đối phương một kích chí mạng. Lục phu nhân, đồng giáp thi của quý tông có lẽ tới lúc phải thả ra rồi. Lúc này đây, cũng đủ để thắng trận này. Lão giả nói xong lời này, với vẻ tràn đầy tự tin. Chúc huynh đừng nóng vội, hãy chờ một chút nữa đi do đại bộ phận đồng giáp thi của bổn tông tu vi pháp lực chỉ tương đương với trúc cơ kỳ, vì vậy chờ cho tu sĩ của thiên nam pháp lực bị tiêu hao nhiều đi một chút, khi đó phóng ra uy lực mới có thể đạt tới hiệu quả cao nhất. Hắc bào nữ tử sau khi ánh mắt khẽ chấp vài cái, bình tĩnh nói. Cái này, tốt, chỉ cần quý tông không thay đổi chủ ý thì có chờ một chút cũng không sao cả. Khô gầy lão giả liền nhướng mày, có chút trần chờ nhưng liền lập tức gật đầu đồng ý. Đối phương đã nói như vậy không phải là không có đạo lý của nó chương 773, Hàng Linh trị Uy, Hàn Lập lúc này thì vô cùng buồn bực, nguyên do một nửa là từ hai con thiên hổ thú này rào hoạt vô cùng. Chúng nó giống như nghiêu bì thuốc rán bám dính lấy hắn không buông tha chút nào. Nhưng ngoặt một nỗi chúng nó không chịu cùng hắn đối đầu trực diện đánh nhau, mà chỉ quấn lấy hắn chạy vòng vòng. Không lâu trước đó hắn cũng đã cố tình lộ ra sơ hở để dẫn dụ hai con yêu thú này tới gần rồi ra tay tiêu diệt nhưng cũng chỉ cắt đi được một nửa đám móng vuốt của chúng mà thôi. Kể từ đó hai con thú này không không mắc mưu hắn nữa mà chỉ lòng vòng ở ngoài xa xa hơn 10 trượng rồi không ngừng dùng quang đạn công kích chứ không dám tới gần Hàn Lập. Nhưng mỗi khi hắn dùng phong lôi xí muốn bỏ chúng mà thoát đi thì hai con yêu thú này lập tức thuấn di đuổi theo rồi không ngừng quấy rối hắn. Làm cho hắn không thể dừng lôi độn lại mà ngăn cản chúng được. Còn một nửa buồn bực kia nguyên do chính là cái quang ảnh màu xanh. Lại nói tiếp về quang ảnh màu xanh này, toàn thân tựa hồ toàn là thuần mục linh khí tạo thành. Vì vậy thanh trúc phong vân kiếm không có chút tác dụng gì với nó. Bất kể là đánh nhiều hay ít, dù cho dùng kiếm khí chém nó tơi tả như thế nào đi nữa thì nó cũng tụ tập lại như cũ, căn bản không sợ Hàn Lập chém giết. Loại tình huống này lần đầu tiên Hàn Lập gặp phải kể từ khi tiến vào tu tiên giới. Đây xem như là được mở rộng tầm mắt, Hàn Lập thấy vậy, liền vận dụng Kiền Lam băng diễm nhưng không thể nghĩ tới Thanh Ảnh lại há miệng bắn ra một viên châu màu xanh to bằng cái bát còn kiền lam băng diễm của hắn bắn tới xuyên qua nó liền bị nó hấp thu một ít. Điều này làm cho Hàn Lập đổ mồ hôi lạnh, cũng may là băng diễm này đã sớm được luyện hóa thành một thể, kế tiếp hắn dùng thần thức thúc dục sau đó mới từ bên trong bát này chật vật chạy thoát ra để quay trở về cơ thể. Nếu không băng diễm này vốn không được luyện hóa nhiều lắm lại mất đi một chút thì hắn xem như đã lỗ vốn. Sau đó, đối với Tử La cực hỏa, Hàn Lập cũng không dám sử dụng nữa còn về phần ngân chung và thiên trọng phong hai bảo vật cũng được hắn sử dụng nhưng cũng giống như những cái trước không có chút tác dụng nào với đối phương mặc dù thanh ảnh không phải bất tử cho nên mỗi lần bị thương thì nó bị tổn thương nặng hơn thêm một lần trên người thanh quang ảm đạm hơn và thu nhỏ lại nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể giải quyết được đối thủ này cũng may thủ đoạn công kích cùng với pháp bảo của nó không có gì sắc bén mà nó chỉ biết thả ra từng đạo màu xanh linh thi công kích vì vậy hàn lập cũng dễ dàng ứng phó được xem ra mục đích của cái hóa thân này chủ yếu là để cầm chân và chặn hắn lại mà thôi còn bên kia là vị hồng y mỹ phụ phượng băng mặc dù là nguyên anh trung kỳ đỉnh giai nhưng so với đối thủ mới vừa tiến vào hậu kỳ thì thực lực lại không bằng mặc dù đã thi triển hết các loại thần thông nhưng phụ nhân vẫn hoàn toàn ở thế hạ phong mà vị thần sư thứ tư này thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn tới hàn lập một cái làm cho hắn cảm thấy như là có mũi kim nhọn đâm vào lưng cho nên tinh thần không được thoải mái chút nào cả mà lúc này bên pháp sĩ lại xuất hiện ra thánh cầm thần thông thâm sâu khôn lường, cho nên đánh nhau với bảy vị nguyên anh kỳ tu sĩ mà vẫn làm cho bọn họ chỉ có chống đỡ mà thôi không chút nào hoàn thủ lại. Việc này làm hàn lập trong lòng trùng xuống, cơ hội và hy vọng thủ thắng bây giờ là làm sao có thể đem mấy vị tu sĩ đang bị nhốt cứu ra ngoài thì mới có thể vãn hồi được thế cuộc. Nếu không thì trận chiến này chỉ có đại bại mà trở về. Hàn lập sau khi suy nghĩ một hồi, trong lòng trầm xuống, không biết phải hành động thế nào nữa. Lúc này hắn vung tay vài đạo kiếm khí đánh lui được một con thiên hổ thú làm nó phải thuấn di ra ngoài. Còn tay kia hướng tới túi chữ vật vỗ một cái liền xuất hiện ra một cái hộp gỗ ở trên tay. Đứng ở phía đối diện thanh ảnh thấy cử động của Hàn Lập như vậy, liền hôi nhẹ lên một tiếng rồi khoát tay một cái vô số đạo linh thanh ti hướng tới Hàn Lập mà chụp xuống. Thân hình Hàn Lập vẫn không nhúc nhích, tinh thần vừa động. Kiếm quang bên ngoài thân thể tự động hóa thành sáng mờ, đem tất cả thanh ti này chém ra thành từng mảnh nhỏ còn mặt ngoài của hộp gỗ thanh quang chợt lóe lên phù bóc ra một đạo huyết quang từ trong hộp phóng ra rồi nó xoay vòng một cái trong lòng bàn tay của hắn thì ra đây chính là hàng linh phù đã được mở ra